chương 2106 một lực lượng cổ xưa lại vô cùng tà ác bỗng nhiên giáng lâm. Kèm theo đạo âm trong cõi u minh, nổ tung ra trong đầu hứa thanh. Uế thứ nhất, thần hỏa bốc khói, thần hỏa vốn không khói, bốc khói tức là chứa tạp chất, là không sạch sẽ. Uế thứ hai, thần hồn nổi dục, thần hồn vốn không dục, nổi dục tức là còn chứa trần tục, mất đi toàn chi. Uế thứ ba, thần khu suy yếu, thần khu vốn không suy yếu, suy yếu tức là có mục nát, không vĩnh hằng. Uế thứ tư, điện thờ phủ bụi, điện thờ vốn không bụi, phủ bụi tức là mất đi ánh sáng, đứt hương hòa. Huế thứ năm, thần tính có bẩn, thần tính vốn không bẩn, có bẩn tức là vô trí, rớt vị cách. Đây là ngũ uế của thần. Năm câu đạo âm vừa vang ra, thân thể hứa thanh chấn động, trong cơ thể hắn không có thần hòa, nhưng vẫn xuất hiện điểm báo của uế thứ nhất như trước, sinh ra khói đen, phảng phất có tạp chất bỗng đâu xuất hiện, cho người ta cảm giác không sạch sẽ. Sau đó hồn của hắn dung chuyển thất tình lục dục không cách nào tự điều khiển mà bùng nổ ra, giống như thủy triều muốn bao phủ hắn, toàn bộ ngũ thức lục cảm đánh mất. Không chỉ như thế, thân thể hắn càng xuất hiện dấu hiệu già yếu, sinh cơ u ám, tự nhiên hư thối. Tiếp theo là toàn bộ sợi hồn trong cơ thể hắn, những sợi hình thành từ thần nguyên này phẳng phất thay thế điện thờ trong ế thứ tư, bị phủ bụi, mất đi ánh sáng. Cuối cùng là thần tính của hắn, bùng nổ kịch liệt, nhân tính, thú tính không cách nào tự điều khiển, phẳng phất vị cách của bản thân hắn đều đang rớt xuống một cảnh này cho dù là hứa thanh cũng đều chấn động hắn cảm nhận được đây chính là độc đặc biệt nhằm vào thần linh mà sau khi tự thể nghiệm hứa thanh cũng cuối cùng hiểu được vì sao minh phỉ thích hợp trở thành thiên đạo độc cấm cho mình bởi vì ngũ uế của thần này cùng nguyền rủa của hắn có thể phối hợp hoàn mỹ hình thành uế thứ sáu thần mệnh sinh nguyền rủa thần mệnh vốn không có nguyền rủa có nguyền rủa tức là toi mạng diệt thần nguyên những ý niệm này đều hiện ra trong đầu hứa thanh trong nháy mắt mà ngũ uế của thần hung mãnh cũng bùng nổ đến cực hạn trong mấy nhịp thở ngắn ngủi này. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tiêu u ám, chớp mắt tiếp theo, phía sau hắn nổ vang, ảo ảnh một tòa khổng lồ nhật quỹ bỗng nhiên xuất hiện. Kim quỹ trên đó chuyển động, như mở ra con đường thời gian, dao động sông dài năm tháng, làm bọt nước nổi lên trong năm nhịp thở trước, tiêu tán trên sông dài. Thời gian, theo kim quỹ cùng nhau nghịch chuyển. Tạp chất khói đen sinh ra trong cơ thể hắn bởi vì uế thứ nhất lập tức tiêu tán sự dung chuyển trong hồn và thất tình lục dục xuất hiện cũng lắng lại trong chốc lát toàn bộ ngũ thức lục cảm đánh mất sáng lại thân thể hiện dấu hiệu giải yếu khôi phục trong khoảnh khắc không còn hư thối sợi hồn trong thân thể không còn phủ bụi nó lại sáng lên thần tính nhân tính thú tính tìm lại cân bằng theo thời gian đảo ngược hết thảy nhìn như đều trở về trước khi chưa chịu ngũ uế này nhưng sau khi nhật quỹ tan đi hứa thanh nhướng mày hắn phát hiện nhật quỹ dùng nghịch chuyển thời gian làm bản thân hắn khôi phục, nhưng lại không cách nào nghịch chuyển ngũ uế của thần. Căn nguyên độc ngũ uế vẫn tồn tại như cũ, chỉ là còn chưa bùng nổ mà hội tụ thành một cụ, như đang xúc thế, có thể tưởng tượng không bao lâu nữa, nó sẽ còn khoách tán đến toàn thân một lần nữa. Mà đối với độc, Hứa Thanh có kinh nghiệm xử lý phong phú, cho dù là cưỡng ép mệnh lệnh cái bóng đi cắn nuốt hết, hay dẫn nó tới ngón tay thần linh trong thân thể, lại hoặc là mở ra cảnh cửa cổ linh hoàng, phát tiết độc qua đó, đều có thể thử làm thậm chí còn có thể dùng phương pháp đối đãi nguyền rủa của thần lúc trước dùng nhật quỹ phối hợp làm thân thể sinh ra kháng thể thích hợp trong từng lần một chậm rãi tiếp nhận loại độc này nhưng những biện pháp này hứa thanh đều không lựa chọn lựa chọn của hắn là nâng tay phải lên toàn bộ cánh tay lập tức quỷ u hóa biến thành nửa trong suốt sau đó hắn vô cùng quả quyết trực tiếp đặt lên ngực xuyên thấu máu thịt thân thể dùng phương pháp quỷ u vươn tay phải vào trong thức hải của mình đấm một quyền vào cánh cổng khép kín trước tàng môn thứ hai của độc cấm tàng môn thứ hai này dù không có thiên đạo nhưng dưới sự dốc sức của hứa thanh nó vẫn mở một cái khe trong chốc lát mà trong nháy mắt khe hở này xuất hiện dưới sự khống chế của hứa thanh một lực hút bỗng nhiên bùng nổ bao phủ độc nguyên hút nó tận gốc vào trong tàng môn thứ hai khe hở ở cánh cổng trực tiếp biến mất khép kín một lần nữa mà độc nguyên đã bị phong ấn vào bên trong thần tàng độc cấm làm xong những việc này hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên minh phỉ phát hiện uế độc của mình biến mất từ đó nét mặt bắt đầu ngu ngơ giữa không trung rồi hắn nâng tay trái lên trường thương màu đen lấp lánh thiên đao huyễn hóa ra đao thương cùng vung lên chém thiên địa một nhát cường hãn như minh phỉ cũng chấn động toàn thân sụp đổ vỡ vụn cùng nhau sụp đổ còn có mảnh thế giới đang đổ sụp này như tấm gương vỡ vụn rơi xuống từng mảnh từng mảnh lộ ra tinh không sau màn trời trong tinh không chân thân của minh phỉ to lớn phát ra tiếng kêu rên không cam tâm trở nên vô cùng suy yếu một con mắt quán độc nhìn hứa thanh nó muốn phản kích nhưng đã không đủ sức xoay chuyển tình thế thân thể bị cổ thụ thanh mộc quấn chặt lấy mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng đều tốn công vô ích cuối cùng nó bị những nhánh cây kia xuyên thấu thân thể trong mưa máu văng ra bốn phía nhánh cây phá vỡ huyết nhục ở nhiều vị trí trên thân thể nó mà ra cực kỳ thảm thiết nó dần dần không có động tĩnh tinh không chấn động dường như nguồn oán khí đã tiêu tán lấy lại trong sạch một lần nữa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà đại thụ cũng liều hết sức lực, giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, lộ ra vẻ suy yếu và thoải mái. Đa tạ, ta đã không tiếc. Giữa âm thanh tang thương vọng lại, một nhánh cây quất vào phần mặt trên thi thể minh phỉ. Đầu minh phỉ sụp đổ, chỉ có một con mắt còn tồn tại, bị nhánh cây kia cuốn lấy, tới thẳng đến chỗ hứa thanh. Tiểu hữu, vật ta hứa hẹn đây, tặng cho ngươi. Từ đầu đến cuối, hứa thanh đa phần đều im lặng giờ phút này hắn vẫn im lặng như trước. Trong khoảnh khắc một con mắt kia đến, hắn nâng tay phải lên, thiên đao hiện ra, lại chém một nhát như lôi đình về phía một con mắt kia. Thạch phá kinh thiên. Con mắt duy nhất kia sụp đổ. Diễn đủ rồi sao? Hứa thanh thản nhiên mở miệng. Con mắt vỡ vụn thành từng mảnh, tản ra về tinh không phía dưới. Giọng nói lộ vẻ lạnh nhạt của hứa thanh, vang vọng trong tinh không hư vô này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chấn động quá lớn, chỉ bình tĩnh nhìn nơi xa sắc minh phỉ, mất đi con mắt cùng nhánh cây quấn quanh trên thân minh phỉ còn có đại thụ toàn thân tràn ra cảm giác mục nát như thoi thóp kia tiểu hữu ngươi có ý gì âm thanh tang thương đến từ thanh mộc ẩn chứa suy yếu và khó hiểu truyền ra đáp lại nó là một thanh trường thương màu đen quấn biển lửa hóa thành một vệt lửa trên tinh không quả quyết rít gào lao đi về phía cây đại thụ kia tiếng nổ vang cũng dấy lên theo đó chỗ chiến trường giữa thanh mộc và minh phỉ xuất hiện cảm giác trồng chéo phẳng phất đó là một bọt khí được tạo thành từ huyễn cảnh. Bị trường thương xuyên qua, bọt khí tiếp tục vỡ vụn. Cảm giác mục nát, khí tức tử vong, trong chớp mắt bọt khí kia vỡ ra, lan tràn tinh không. Cùng lúc đó, trong tinh không bị hứa thanh chém sụp đổ một đao, con mắt hóa thành từng khối vụn rơi xuống, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hình thái, lại có từng cụm từng cụm xương đen sinh ra từ bên trong, kịch độc và ô uế tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành bóng dáng mơ hồ của Minh Phỉ. Nhìn chằm chọc vào Hứa Thanh, làm sao ngươi phát hiện được?" Âm thanh âm trầm, ẩn chứa sự oán độc vọng lại. Hứa Thanh nói không sai, đây quả thật là một tuồng kịch, cũng là mánh khóe bất đắc dĩ của Minh Phỉ ở nơi này. Nó thực sự quá suy yếu. Năm đó dưới thần kiếp, nó thật sự đã sinh ra từ oán khí của tiên giới này, cũng quả thật đã vào làm chủ Bắc Tuế giới này vào thời khắc mấu chốt, ý đồ cắn nuốt Thanh Mộc Thiên Đạo, từ đó để mình thu hoạch được sức nghỉ lại. Nhưng khác với những gì nó cho Hứa Thanh biết chính là Trận giao chiến giữa Thanh Mộc Thiên Đạo và nó không phải kéo dài cho đến nay, mà đã kết thúc trước năm tháng vô tận. Thanh Mộc dùng đòn sát thủ đồng quy vô tận, đánh Minh Phỉ đến trọng thương, còn chính hắn thì diệt vong. Mà làm người bảo vệ Bắc Tuế, Thanh Mộc có thể bị tiên đế bổ nhiệm, đương nhiên có chỗ phi phàm của hắn, cho nên đòn sát thủ của hắn quả thực kinh người, cho dù không làm được đồng quy vô tận chân chính, thế nhưng đã mang đến trọng thương và phong ấn khó mà khôi phục cho Minh Phỉ. Sáng tạo của hắn không thể khỏi hết, chỉ có thể liên tục chuyển biến xấu phong ấn càng ngăn cách hết thảy làm minh phỉ như vào lồng giam vĩnh viễn mất khả năng rời đi sau đó bởi vì bên ngoài biến thành thần vực giống như lại dựng lên một lồng giam bên ngoài lồng giam triệt để cắt đứt hy vọng mà trong thế giới không có sinh cơ không có người ngoài đến cũng không có chất bổ sung minh phỉ chỉ có thể suy yếu chờ đợi cái chết tới gần nhưng nó không cam tâm nó muốn rời khỏi muốn trở lại đỉnh cao nhưng trong năm tháng vô tận trôi qua sự suy yếu của nó đã lan tràn toàn thân sự khô héo cũng như thế cho đến khi một điểm linh giác cuối cùng của nó sắp dập tắt hứa thanh đến nơi này sự xuất hiện của hứa thanh cho minh phỉ hy vọng nó coi trọng thân thể của hứa thanh thế nhưng nó bây giờ đã suy yếu đến cực hạn không có năng lực cưỡng ép cướp đoạt cho nên mới có thủ đoạn này nó đã chế tạo ảo giác trong chớp mắt hứa thanh xuất hiện làm hứa thanh nhìn thấy hình ảnh giao chiến nó muốn để hắn nhìn thấy sau đó lại dẫn hắn vào một thế giới lá khô mục nát ở nơi đó nó lấy thân phận thanh mộc trao đổi cùng hứa thanh kể lại một câu chuyện cũ nửa thật nửa giả. Con mắt của nó là làm cho hứa thanh tin tưởng đây hết thảy. Còn nguyên thân minh phỉ hứa thanh chém giết trong huyễn cảnh này, dù cũng là giả, nhưng độc ẩn chứa bên trong đó là chân thật. Nó muốn để chậm rãi bị độc của mình, xâm nhập hứa thanh trong lúc bất chi bất giác này, khi giết chóc từng lần một. Một khi nó thành công, như vậy nó có thể đến đoạt xá thân thể của hứa thanh thông qua độc, từ đó thoát vây, rời khỏi nơi này, đạt được tự do. Thế nhưng dù thế nào nó cũng không ngờ tới, độc của mình trước mặt đối phương, lại có thể bị hóa giải trên trình độ nhất định, thậm chí càng làm cho nội tâm nó chấn động, là đối phương lại đang nghiên cứu, nhất là còn muốn đi nghiên cứu linh hồn của nó. Nó lo lắng bại lộ, cho nên chỉ có thể liều hết thảy, hiện ra ngũ uế của thần, ý đồ dùng phương pháp này đoạt xá, nhưng nó tính nhầm một lần nữa rồi. Ngũ uế của thần cũng bị hóa giải. Nhưng thủ đoạn của nó cũng không phải chỉ có những thứ này, nó còn có kế sách cuối cùng, đó chính là để hứa thanh cho rằng mình đã thành công. Như vậy nó có thể tặng cho con mắt bày tỏ cảm tạ. Chỉ cần hứa Thanh dung nhập con mắt cũng sẽ bị nó đoạt xá giống vậy. Thế nhưng, một đao sạch sẽ mà nhanh gọn kia của Hứa Thanh, chặt đứt hết thảy. "Ngươi phát hiện ra lúc nào?" Âm thanh của Minh Phi ẩn chứa sự cố chấp, vang vọng một lần nữa. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hứa Thanh không nói gì, nâng tay phải, vung lên về phía trước, bỗng nhiên trường thương màu đen rít gào toàn bộ ngọn lửa ẩn chứa bên trong nó bùng nổ tác động đến tinh không chớp mắt tiếp theo huyễn cảnh như bọt khí triệt để vỡ vụn lộ ra hình ảnh chân thực của nơi này nơi đây không phải tinh không mà là hư vô một hành tinh như ngôi sao trôi nổi trong hư vô khổng lồ kinh người đồng thời có thể nhìn thấy quả cầu này rõ ràng là hình thành từ nhánh cây khô héo hư thối đã tử vong không biết bao nhiêu năm vô số nhánh cây quấn quanh vào với nhau hình thành một cái lồng gỗ như ngôi sao mà bên trong cái lồng gỗ này là chân thân của minh phỉ thân thể của nó quả thật đã bị nhánh cây đếm không xuể xuyên thấu lại hút xẹp khô héo giống như một xác khô cho dù là cái đầu cũng như thế thì giáp ban đầu trên thân nó đã hóa thành vô số oan hồn xuyên qua bên trong bên ngoài thân thể của nó vĩnh hằng gặm nhấm toàn bộ thân xác chỉ có một con mắt kia coi như còn trọn vẹn nó đắng chắt lại tuyệt vọng ngóng nhìn hứa thanh trong đó không có thần thái linh quyết của nó đang dập tắt người làm thế nào phát hiện được đây đã là chấp nhiệm của nó ta chưa từng tin hứa thanh nhìn chăm chú con mắt trầm giọng mở miệng cất bước đi đến chỉ một bước hắn đã đi tới trước lồng gỗ giữa lúc thần tàng độc cấm trong thân thể càng phát ra khát vọng mãnh liệt và nổ vang hắn nâng tay phải lên ấn về phía một con mắt còn sót lại kia nhấn một cái độc cấm trong thân thể toàn diện bùng nổ mà linh giác trong một con mắt kia đã triệt để tan đi toàn bộ con mắt biến thành màu xám trắng dâng lên trong thi hải minh phỉ này, hóa thành một mảnh xương mù màu xám, dung nhập vào thần tàng độc cấm trong thân thể hứa thanh. Thần tàng độc cấm không còn dao động nữa, một lát sau trong đó tràn ra khí tức thiên đạo, rồi rung động. Tàng môn thứ hai bỗng nhiên mở rộng. Uy thế kinh khủng bởi vậy mà bùng nổ, lực lượng kinh người bốc lên từ đây. Có thể thấy được bên trong tàng môn, bên trong độc cấm, dâng lên một con mắt to lớn, đồng tử ngưng tụ. Sáu cái ấn cổ xưa lưu chuyển ở bên trong, mang đến cho người ta cảm giác thần bí càng ẩn chứa lực lượng mà thần chán ghét con mắt này là thiên đạo ấn này là lục quế của thần theo con mắt mất đi thì hải minh phỉ biến thành cho bụi ngôi sao lồng gỗ cũng đổ sụp cùng nó giống vậy tiêu tán trong hư vô hóa thành một vòng xoáy đó là con đường rời khỏi nơi này như vậy thanh mộc và minh phỉ chấm dứt số mệnh viên mãn nhân quả hình thần câu diệt trong hư vô chỉ có dư âm chấp nghiệm thật lâu không tiêu tan ngươi làm thế nào phát hiện ra chấp nghiệm này rơi vào trong lòng hứa thanh, quanh quẩn trong thần tàng độc cấm của hắn. Thế là, khoảnh khắc đi vào vòng xoáy lối ra, hứa thanh thản nhiên nói khẽ. Ta đã từng xem tế vũ. So với tế vũ của thần linh có thể thay đổi nhận chi, huyễn thuật của minh phỉ thực sự không tính là gì. Hứa thanh bước một bước, đi vào trong vòng xoáy, bóng dáng biến mất. Con đường thứ bảy, không phải một con đường chết, mà là đường sống. Lăng mộ tổ đế, lại hoặc là lăng mộ tiên đế, kết cấu cũng không phức tạp. Bên ngoài là mê cung tiên tri, Tiếp theo là chọn lựa tứ ngũ sinh tử, mà điểm cuối cùng chính là đế cung, cũng là nơi thi cốt của tiên đế yên nghỉ. Đế cung mênh mông to lớn, tự thành không gian như một đại thế giới mênh mông, có trời, có đất, tồn tại trên bầu trời là 1808 ngôi sao bị giam cầm. Bọn chúng chảy ra thành tinh không của đế cung, mà những ngôi sao này cũng đều quỷ dị, mặt hướng về đất vĩnh viễn tràn ra ánh sao chiếu xuống, nhưng mặt lưng của bọn chúng lại mọc ra mặt người to lớn kinh khủng âm thanh kêu rên đau đớn tràn ra trên bầu trời đế cung này như khúc đồng táng vào lúc táng khúc này vang vọng nếu cẩn thận nhìn lại còn có thể nhìn thấy ở phía chính diện 108 ngôi sao kia lại tồn tại một vài bóng dáng ngồi ngược lại trong ánh sao viêm huyền tử thác thạch sơn thiên mặc tử phàm thế song khoanh chân ngồi ngược lại trên ngôi sao khác biệt trong mắt ẩn chứa vẻ cảnh giác ngẩng đầu ngóng nhìn đế cung như đang chờ đợi thời cơ đến hiển nhiên gia tộc và thế lực sau lưng bọn họ và phương pháp đi vào do nội tình trèo chống cung cấp, khiến bọn họ đều đến nơi này. Mà đội trưởng đương nhiên cũng ở trong đó, nhưng so với những người khác, nét mặt đội trưởng có phần lo lắng, khi thì nhìn ngôi sao không người xung quanh, khi thì quan sát đế cung dưới những ngôi sao. Nơi bọn họ nhìn đến, vô số ánh sao chiếu xuống, hội tụ, hóa thành chín con rồng ánh sao, sinh động như thật, dù đãng trong thiên địa. Ngoài ra, còn có hai ngôi sao càng lấp lánh hơn, đó là Nhật Nguyệt bị giam cầm, chuyển động theo quỹ tích cố định ở nơi này lúc nhật tinh đến, tràn ra lực thái dương vàng óng, cực nóng vô cùng. lúc nguyệt tinh đến, tràn ra lực thái âm màu bạc, lạnh băng vô tận. phía dưới nhật nguyệt, phía trên mặt đất vẫn tồn tại một chiếc lọng bảy màu đang xoay tròn, che đậy nửa mặt đất. cái lọng này buộc nhiều chiếc chuông gió thủy tinh, trong lúc xoay tròn, truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang, trong trẻo như tiên âm, hòa tấu cùng tiếng kêu rên trên tinh không, lành lạnh mà thần thánh. xung quanh còn có rất nhiều cờ xí, chuông nhạc, trống lớn chúng đều to lớn, trôi nổi giữa không trung. Đó là vật tự táng. Chín con tinh long đang du đãng xung quanh những vật tự táng này, như đang bảo vệ. Mà ở phía dưới nữa, có thể thấy được mặt đất. Mặt đất này không phải được đắp từ bùn, mà là do vô số mảnh da chắp vá. Trong đó có da của nhân tộc, có của dị tộc. Da của nhiều tộc đàn đếm không xuể trải thành mặt đất của đế cung. Trong đó có dãy núi, có dòng sông. Dãy núi kia được xếp thành từ hài cốt, dòng sông kia là máu tươi hội tụ nên. Ngoài ra, còn có từng dãy tượng binh mã thân mặc áo giáp, tràn ra hung thần ngập trời. Số lượng nhiều đến vô biên vô hạn. Mà vị trí trung tâm của mặt đất kinh khủng này, cũng chính là phía dưới chiếc lọng, thình lình tồn tại một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn, được đặt một chiếc quan tài tử kim. Trên đó điêu khắc triều bái, miêu tả sơn hà, cực kỳ tôn quý, chính là tiên đế hòm quan tài. Cũng chính vào lúc này, phía trên đế cung, trong một tám lẻ tám ngôi sao, có một ngôi sao vốn không người bỗng nhiên xuất hiện dao động trong chớp mắt tiếp theo một bóng dáng như đến từ hư vô nháy mắt rõ ràng ấy chính là hứa thanh khoảnh khắc xuất hiện hứa thanh nhìn thấy đế cung càng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên những ngôi sao xung quanh kia hết thảy để hắn ý thức được có lẽ mình tới chậm cùng lúc đó từng ánh mắt cũng tụ đến mọi người lộ ra nét mặt khác nhau mà đội trưởng cũng lập tức chú ý tới hứa thanh xuất hiện nét mặt lo nghĩ của hắn lập tức biến mất hắn mặt mày hớn hở phất tay về phía hứa thanh tiểu sư đệ ngươi cuối cùng cũng đến nếu ngươi còn không xuất hiện ta sẽ thật sự cho rằng ngươi nghèo rồi lời nói của đội trưởng rơi vào tâm thần hứa thanh hứa thanh cười hắn biết có lẽ mình cũng chưa đến muộn lắm tuy nhiên trông thấy đội trưởng và viêm huyền tử ở nơi đây là trong dự đoán của hắn nhưng thiên mặc tử thác thạch sơn và phàm thế song thế mà cũng ở đây khiến hắn hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi dù sao, thần vực này, viêm nguyệt huyền thiên tộc đã không chỉ mở ra một lần, mà có thể trở thành thiên kiêu trước năm trong danh sách của viêm nguyệt huyền thiên tộc, gia tộc hoặc thế lực sau lưng đương nhiên có thời gian càng lâu dài hơn để chuẩn bị. Mà những người này đều xuất hiện ở đây, cũng đủ để chứng minh nơi đây. Mới là nơi cơ duyên và tạo hóa lớn nhất trong thần vực này. Đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khứu giác và cái gọi là đại sự của đội trưởng. Thế là sau khi gật đầu đáp lại đội trưởng, hứa thanh đảo ánh mắt qua đám người, trong đó viêm huyền tử hừ lạnh một tiếng, thiên mặc tử thì lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết mà thác thạch sơn mặt mũi tràn đầy chán ngán phàm thế xong thì cúi đầu né tránh bọn họ không nhiều lời cũng không ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của hứa thanh hiển nhiên trong nhận thức của bọn họ hứa thanh xuất hiện ở đây vốn là nên trái lại mới có thể kinh ngạc mà theo ánh mắt đảo qua sau khi mảnh đế cung mênh mông này ánh vào trong lòng hứa thanh cũng có càng nhiều cảm giác đối với ngôi sao này ví dụ như một trăm linh tám ngôi sao trên tinh không của đế cung này tầng ngoài mỗi một ngôi sao đều tồn tại vách ngăn vô hình vách ngăn này dù khó thấy bằng mắt thường lại có thể đụng chạm thông qua thần niệm nhưng cảm thụ uy lực của nó như là phong ấn ngăn cản đám người trong ngôi sao rời đi thế nhưng vách ngăn này dù có thần thông có lẽ có thể vây khốn đám người thiên mặc tử nhưng hứa thanh cảm thấy cho dù là đội trưởng hay viêm huyền tử nếu muốn đánh vỡ vách ngăn cũng không phải là chuyện khó khăn nhưng hết lần này tới lần khác cho dù là hai người bọn họ bây giờ cũng ở bên trong ngôi sao không muốn rời đi, hay là thời cơ chưa tới. Hết thảy đều hiện lên trong lòng Hứa Thanh cùng một lúc đảo mắt nhìn qua, mà rất nhanh, hắn đã phát hiện ra đáp án. Phía dưới ngôi sao, tồn tại kia hai ngôi sao Nhật Nguyệt càng khổng lồ hơn, giờ phút này giữa lúc luân chuyển, Nhật Tinh đang tới dựa theo quỹ tích, giống như mặt trời ban đầu di động trên màn trời vậy. Một lực lượng nóng bỏng ẩn chứa bá đạo và nóng nảy vô thượng, ẩn chứa uy năng kinh khủng, lan tràn ra từ trên Nhật Tinh, tựa như một quả cầu lửa thật lớn khiến cho tinh không đều bị ánh lửa của nó thắp sáng càng tới gần luồng uy năng này lại càng kinh người khi nó tác động đến tất cả ngôi sao lại bị vách ngăn bên ngoài ngôi sao ngăn cản lọc đi nóng nảy và kinh khủng đưa lực lửa nhật tinh thuần túy vào bên trong vách ngăn thiên mặc tử thác thạch sơn còn có viêm huyền tử thân thể ba người đều tự nổ vang hấp thu lực lượng đến từ nhật tinh tôi luyện thân thể cùng thần hồn theo hấp thu khí tức trên người bọn họ rõ ràng dâng lên đây chính là nguyên nhân viêm huyền tử không phá vỡ vách ngăn cũng là nguyên nhân vì sao mọi người lại phải khoanh chân trên ngôi sao bởi vì vách ngăn của ngôi sao này vừa là phong ấn đối với bọn họ đồng thời cũng là một loại bảo vệ khiến cho những ngôi sao này giống như đạo đài biến thành nơi hấp thu an toàn lại tốt nhất đây là lực thái dương thần niệm của đội trưởng cũng truyền vào trong lòng hứa thanh giờ phút này một lát nữa nguyệt tinh đến sẽ tràn ra lực thái âm tiểu sư đệ trước đó ta đã nói với ngươi rồi bên trong đế lăng này mới là bảo bối Ngươi cứ không nghe, đi liều mạng với pho tượng phía ngoài. Ngươi xem này, lực thái âm ở đây có phải càng nhiều hơn không?" Đội trưởng lắc đầu, giọng điệu cảm thán, lộ ra nét mặt như thể hứa Thanh là con nhà nghèo. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt rơi vào trên nguyệt tinh của đế cung, bởi vì nhật tinh đến, cho nên không cách nào cảm ứng được lực lượng của nguyệt tinh, nhưng thông qua mức độ đậm đặc của lực thái dương trên nhật tinh, hắn có thể phán đoán đội trưởng nói không sai. Dường như trận chiến với pho tượng bên ngoài lăng mộ, quả thật là không có ý nghĩa lắm mắt thấy biểu cảm này của hứa thanh đội trưởng càng đắc ý vừa muốn tiếp tục truyền âm nhưng vào lúc này thác thạch sơn đang hấp thu lực thái dương thân thể bỗng chấn động mạnh ở vị trí đan điền xuất hiện ánh sáng chói mắt như có một ngôi sao lấp lánh ở bên trong cùng xuất hiện với ngôi sao là từng đạo ngân bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bọt khí càng ngày càng nhiều lúc chúng hội tụ vào với nhau hình thành một đại thế giới hư ảo dưới ánh sao trong đan điền hắn đại thế giới hư ảo này lại cho thấy một chút cảm giác chân thực, phảng phất có sinh mệnh đang sinh ra trong thế giới đó. Càng có một khí tức rung động bát phương, mênh mông kinh người, vượt hơn xa cảnh giới quy hư, bùng nổ ra trong thế giới từ hư hóa thành thực của hắn. Đó là khí tức uẩn thần. Thác Thạch Sơn đang mượn nhờ lực thái dương nơi này, để hoàn thiện đạo của chính mình, thắp sáng con đường của mình, tạo nên đại thế giới của mình. Một khi thành công, hắn chính là uẩn thần. Đây, chính là mục đích cuối cùng của hắn khi đến thần vực. Thân là một trong những thiên kiêu đỉnh cao nhất của viêm nguyệt huyền thiên tộc, mặt ngoài dù hắn không đi đến cuối trong cảnh giới quy hư này, nhưng đã sớm rèn luyện đến cực hạn. Mà hắn cũng biết được tranh lệch giữa mình và những người khác, cho nên hắn không quá khát khe sự hoàn mỹ như người bên ngoài. Điều hắn theo đuổi là cực hạn của bản thân. Bây giờ, cực hạn của hắn đã đến, cho nên hắn không chút do dự, lựa chọn thăng cấp hơn nữa không có nơi nào càng thích hợp thắp sáng đại thế giới hơn nơi này bởi vì lực thái dương đại biểu cho sức sống đại biểu cho vô hạn khả năng nhất là hắn hiểu được trong mặt trời của đế lăng thần vực này là mặt trời ban sơ của giới này cũng là mặt trời duy nhất là thái sơ thái dương lực lượng của nó giống như tổ nhật của vọng cổ dù vĩ lực có mạnh có yếu nhưng vị cách tương tự nhau đây không chỉ là lựa chọn của hắn cũng là lựa chọn của thiên mặc tử cho nên vào lúc trong thân thể thác thạch sơn sáng lên ánh sao thứ hai trên ngôi sao chỗ thiên mặc tử cũng có ánh sáng bùng nổ khí tức và uy áp đáng sợ dâng lên theo đó hắn cũng đang thăng cấp trong thời gian ngắn ngôi sao chỗ hai người cùng nhau nổ vang một cảnh này rơi vào trong mắt hứa thanh hắn hiểu được hết thảy đồng thời bỗng nhìn về phía viêm huyền tử viêm huyền tử trước khi chưa thăng cấp lên uẩn thần hứa thanh đã thấu hiểu rất rõ trình độ cường hãn của nàng mà hai người thiên mặc tử thành đạo đầu tiên không có nghĩa là kẻ mạnh nhất bởi vì cực hạn của bọn họ có hạn trong thiên kiêu viêm nguyệt huyền thiên nơi đây người có cực hạn gần như vô hạn chỉ có viêm huyền tử cho nên nàng cần càng nhiều lực thái dương gần như trong nháy mắt hứa thanh nhìn lại trên đỉnh đầu viêm huyền tử đang khoanh chân ngồi trên ngôi sao nổ vang năm tàng môn to lớn cổ xưa tang thương lại không thiếu xa hoa lập tức hiện ra năm môn toàn bộ rộng mở tràn ra lực hút to lớn vô số lực thái dương trong khoảnh khắc sông thẳng đến viêm huyền tử tràn vào năm cánh cửa Đồng thời 300 năm cánh cửa, xuất hiện đạo ngân, xuất hiện bọt khí, xuất hiện đất nền. Đạo ngân không ngừng tăng vọt, vô tận bọt khí xuất hiện, hội tụ thành đất nền, khiến cho mảnh đất nền kia không ngừng biến lớn, vượt qua cực hạn của một đại thế giới, muốn hình thành một đại thế giới siêu cấp trước nay chưa từng có. Nhưng một đại thế giới như vậy, dù mặt đất có thể vô hạn, nhưng tương ứng, bầu trời xứng đôi với nó, rất khó bao phủ. Nhưng nếu quả thật cuối cùng có thể xuất hiện bầu trời xứng đôi mặt đất này, như vậy thời khắc viêm huyền tử thăng cấp trong bậc đầu tiên của cảnh giới ẩn thần này nàng sẽ trèo lên đỉnh cao nhất trong nháy mắt bởi vì thế giới của nàng mức độ mênh mông vượt qua hết thảy xưa nay đều ít có bởi vậy có thể thấy được thiên tư của nàng có thể thấy được quyết tâm của nàng nhìn thấy một cảnh này nhìn ba thiên kiêu viêm nguyệt thăng cấp không biết vì sao trong đầu hứa thanh hiện ra lời một người từng nói với hắn lúc ở thất huyết đồng đây là xu thế đại tranh thiên kiêu liên tục xuất hiện hoặc là một lần tự cứu cuối cùng của thiên đạo vọng cổ. Trong mắt hứa thanh lộ ra tia sắc nhọn lấp lánh. Trong chớp mắt tiếp theo, nhật tinh chuyển qua, nguyệt tinh đi từ xa đến gần. Lực thái âm, xua tan lực thái dương, cuốn tới. Phàm thế song đang cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chấp nhất, nội tâm kiên định. Lúc trước sau khi chớ mắt nhìn hứa thanh chém giết tịch đông tử, hắn biết mình không bằng hứa thanh, càng không bằng viêm huyền tử, nhưng cũng chỉ không bằng trong quá khứ mà thôi hắn tin tưởng vững chắc tương lai của mình vĩnh viễn tốt đẹp tương lai ai mạnh ai yếu còn chưa chắc chắn đâu niềm tin này trèo chống hắn vào thời khắc lực thái âm này đến triển khai phun ra nuốt vào điên cuồng mi tâm hắn hội tụ ánh trăng cho đến khi thành sao lấp lánh bát phương hắn cũng bắt đầu thăng cấp người cũng đang hấp thu lực thái âm này còn có nhị ngưu lại so sánh với phàm thế xong nhị ngưu nơi này có phần bá đạo hơn dường như là phương thức hấp thu sắp vượt trên viêm huyền tử Đầu Nhị Ngưu lóe lên, mây mù dâng lên trên đỉnh đầu. Giữa mây mù cuồn cuộn, một cái đầu chó to lớn xông ra từ bên trong, bỗng nhiên hút khẽ về phía Lực Thái Âm. Đó là Tiên thuật Thiên Cẩu, có thể nuốt thiên địa. Trong chớp mắt, Lực Thái Âm xông thẳng đến nội trưởng, bị hắn điên cuồng phun ra nuốt vào. Thân thể phàm thế song chấn động, cảm thấy kế tiếp mình bất lực, sắc mặt lập tức âm trầm. Mà Nhị Ngưu, giờ phút này tư thái ngạo nghễ, rất có ý ngoài ta còn ai nữa miệt thị viêm huyền tử, đồng thời cũng tràn ra thần niệm đắc ý về phía hứa thanh. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi văn cầu đại sư huynh, nói 100 câu hữu ích, viết 1.000 phiếu nợ, đại sư huynh sẽ để lại cho ngươi 2 phần 10. Thế nào? Nghe thần niệm tiện tiện của đội trưởng, hứa thanh không để ý tới, hắn nhìn nguyệt tinh từ nơi xa tới gần, cảm nhận được tàng môn thứ ba trong thân thể bởi vì hấp thu lực lượng ở pho tượng, mà mở ra một khe hở. Bên trong tàng môn, tràn ra lực lượng đồng nguyên với nguyệt tinh, cũng là thái âm, cũng là tổ nguyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khát vọng mãnh liệt tràn vào tinh thần của hắn. Ai nói một trận chiến bên ngoài lăng mộ vô dụng chứ, thu hoạch của trận chiến kia chính là hạt giống. Hứa thanh mộ ra. Hắn nhìn Nguyệt Tinh, đứng lên, tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó tàng môn thứ hai trong thân thể hắn truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Con mắt minh phỉ trong đó, bỗng nhiên mở ra, trong chớp mắt lục uế của thần. Bùng nổ ra từ trong mắt hứa thanh, đánh vào trên vách ngăn vô hình phía trước. Lục uế của thần có thể làm bẩn thần linh. Khoảnh khắc tiếp theo, vách ngăn này bị lục uế của thần ăn mòn, từ vô hình biến thành hữu hình, như một bọt khí bị thổi vỡ, trực tiếp tán loạn. Bước chân Hứa Thanh cũng hạ xuống vào giờ phút này, biến mất trong ngôi sao, xuất hiện bên ngoài ngôi sao. Lực lượng đến từ đế cung vào thời khắc này ập đến từ bát phương, đè ép trên thân Hứa Thanh, nhưng nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Cửu lê bùng nổ, hình thái thần linh bùng nổ, lục uế càng đậm hơn. Trong lúc mọi người khiếp sợ, hắn cất bước đi đến Nguyệt Tinh Luân chuyển từ nơi xa. Hắn trực tiếp đạp lên Nguyệt Tinh, rồi khoanh chân ngồi xuống ở đó. Tàng môn tử Nguyệt trong thân thể hắn bỗng nhiên bùng nổ, hấp thu điên cuồng trước nay chưa từng có. Như đang hoan hô. Giờ khắc này, tàng môn tử Nguyệt chấn động, một sự lực thái âm vốn tồn tại trong đó chính là hạt giống của tàng môn, là thái âm u huỳnh, cùng chiếu dọa Nguyệt Tinh này. Mà quyền hành tử Nguyệt của hắn, quyền hành này sinh ra từ hồng nguyệt bây giờ chỉ thuộc về một mình hứa thanh cũng coi như là vết tích liên kết cho dù giữa nguyệt và nguyệt cũng không tương đồng nhưng từng loại như thế đã khiến cho hắn có được điều kiện hành động bây giờ cũng thuận lý thành trương giờ phút này trong chớp mắt hắn ngồi xuống tiếng vang trong tàng môn tử nguyệt dâng lên ngập trời lực thái âm vô cùng nồng đậm đến từ cả nguyệt tinh cùng nhau tuôn về phía hứa thanh sau sự khó chịu ngắn ngủi mình hắn độc hưởng mà so với hứa thanh thiên mặc tử thác thạch sơn phàm thế song cho dù là thủ đoạn hấp thu hay tổng lượng đều như đom đóm so với ngọn lửa, không hiện ra khí phách. Cho dù là viêm huyền tử và nhị ngưu, bọn họ tối đa cũng chỉ mở rộng năm cánh cửa, hoặc thiên cẩu phun ra nuốt vào. Nếu không có so sánh đương nhiên vẫn tốt, nhưng hôm nay vừa so sánh, lập tức phân ra cao thấp. Hứa thanh ngồi trên nguyệt tinh, hệt như chủ nhân của nguyệt tinh này. Thế là, thiên mặc tử và thác thạch sơn còn đang thăng cấp, không khỏi tràn ra dao động thần niệm chú ý, còn phàm thế xong cũng đang hấp thu lực thái âm thì thở dồn dập. Hắn nhìn Hứa Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường, nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả Nhị Ngưu cũng đều nóng vội, một mặt là nhu cầu của hắn đối với Thái Âm, một mặt khác thì hắn cảm thấy lần này làm đại sự, sao tiểu sư đệ liên tiếp gây náo động hơn cả mình. So sánh với trước kia, bây giờ một lần nữa ngược lại lúc quá khứ. Điều này khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm của đại sư huynh bị khiêu chiến nghiêm trọng. Cho nên, hắn lập tức hô to: "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ thân yêu của ta, chừa chút cho ta với." Thiên Cầu nhị ngưu huyễn hóa ra, không hút được thái âm, giờ phút này cũng chỉ có thể mở cái miệng rộng, la lên về phía Hứa Thanh cùng bản thể. Dường như cảm thấy vậy còn chưa đủ, nhị ngưu hung hăng cắn răng, đứng dậy thẳng đến chỗ vách ngăn ngôi sao. Vào lúc tới gần, hắn phun ra máu tươi từng ngụm từng ngụm như thể không phải máu của mình, rơi vào trên vách ngăn, nhuộm đỏ, đóng băng nó trong nháy mắt. Sau đó Thiên Cầu trên đỉnh đầu hắn xông lên, trực tiếp gặm một ngụm về phía vách ngăn kia một tiếng rắc văng lên vách ngăn sụp đổ bóng dáng đội trưởng bỗng nhiên xông ra cũng muốn đạp lên nguyệt tinh nhưng hắn không có điều kiện tương ứng khoảnh khắc tới gần đã bị nguyệt tinh bài xích ra bên ngoài lực đẩy to lớn đến từ nguyệt tinh khiến mỗi lần hắn tới gần đều sẽ bị đẩy ra giống như ở trong cơn bão táp chỉ có thể hô to một lần nữa tiểu sư đệ hứa thanh vẫn chưa mở mắt đắm chìm trong quá trình hấp thu thái âm nhưng tay phải hắn vẫn vung lên tiếp dẫn đội trưởng hắn lấy mình làm neo cho đại sư huynh hóa thành dây thừng vô hình liên kết với nhị ngưu cuối cùng làm nhị ngưu dù vẫn bị nguyệt tinh bài xích nhưng lại dựa vào cái neo này phảng phất bị chơi diều dừng lại ở phía đối lập bắt đầu hấp thu lực thái âm mà vì một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm của đại sư huynh vừa hấp thu nhị ngưu còn vừa nhanh chóng truyền âm tiểu a thanh ta nói với ngươi trong đám người này ta là người thứ nhất đi tới đế cung đồng thời trước khi những người khác đến đại sư huynh của ngươi đã hoàn thành tất cả sắp đặt rồi lực thái âm này là gì chứ, đều là thức nhắm thôi, chờ một lát thời cơ đến, ngươi sẽ biết mục tiêu của đại sư huynh ngươi, đó mới là món chính." Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu. Tàng môn tử nguyệt trong thân thể tiếp tục hấp thu, lực thái âm trong đó càng ngày càng nồng đậm, khí tức thiên đạo cũng tăng vọt theo đó. Thông qua khe hở tàng môn thứ ba dần dần mở ra, có thể thấy được lực lượng lạnh băng trong đó không ngừng bùng nổ, hình thức ban đầu của thiên đạo thái âm u hình cũng càng ngày càng rõ ràng, mà khí tức của Hứa Thanh cũng được kéo lên theo đó bên phía đội trưởng cũng như thế, trong lúc hai người chia sẻ Nguyệt Tinh, ai nấy đều đang thu hoạch, rất nhanh Nguyệt Tinh mang theo bọn họ luân chuyển, Nhật Tinh tới gần. Mà loại phương thức hấp thu gián sát Nguyệt Tinh này, của bọn họ khiến cho phàm thế song như dòng sông bị cắt đứt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng, bấm nhiệm pháp quyết, lại huyễn hóa ra vô số phi kiếm xung quanh thân thể. Những phi kiếm này rít gào, xông thẳng đến vách ngăn vô hình của ngôi sao hắn đang ở, vang vọng kịch liệt, cuối cùng tất cả kiếm hội tụ vào một chỗ, thành mũi kiếm cực hạn đánh vào trên vách ngăn hắn không muốn đánh vỡ vách ngăn mà chỉ muốn phá vỡ một cái lỗ như vậy là có thể giữ lại phòng hộ ở mức độ lớn nhất đồng thời cũng có thể thông qua cái lỗ nhỏ này đi hấp thu một chút lực thái âm giải rác bên ngoài dù số lượng quá ít vừa lúc rất may là hứa thanh tới chậm trước đó phàm thế xong cũng hấp thu kha khá cho nên miễn cưỡng có thể trèo trống mà so với hắn thiên mặc tử và thác thạch sơn thì thở phào một hơi trong lòng dâng lên cảm giác may mắn bởi vì thứ bọn họ cần chính là lực thái dương mà không phải thái âm nhưng một hơi này không đợi hoàn toàn thở xong viêm huyền tử đã nhíu mày nàng hư lạnh một tiếng lại bước ra một bước đến bên cạnh vách ngăn ngôi sao nâng tay phải lên đánh một quyền bất diệt đế quyền lên trên vách ngăn toàn bộ vách ngăn trực tiếp trên năm xẻ bảy sụp đổ nổ tung ý chí bá đạo hoàn toàn hiện ra rõ ràng trong một quyền này mà bóng dáng của nàng cũng cất bước đi thẳng đến nhật tinh đang luân chuyển tới nhưng nàng gặp phải tình huống giống như đội trưởng cũng không có điều kiện bước lên Nhật Tinh, cho nên Nhật Tinh bài xích ngăn cản nàng ở ngoài. Nhưng Viêm Huyền Tử dù sao cũng là Viêm Huyền Tử, tuy bị bài xích, nhưng nhìn thấy hai người làm mình chán ghét, có thể dùng phương pháp này hấp thu, nàng không cho rằng mình không thể làm. Cho dù lực bài xích rất kinh khủng, nhưng nàng một bước đấm một quyền, tiếp tục tiến lên. Quyền của nàng chứa bất diệt, ngậm bá đạo, đó là đạo của nàng. Thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Thế là, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc này, trong lúc thiên mặc tử và thác thạch sơn rung động nàng bước từng bước một lại thật sự tới gần nhật tinh sau đó nàng giải ra năm tàng môn của mình hiện ra đất nền của mình huyễn hóa đại thế giới của mình lấy những thứ này để chấn áp chính mình làm nàng ngồi xuống trên nhật tinh một cảnh này đội trưởng nhìn mà ghen ghét viêm huyền tử này quả là bất phàm dù so sánh với ta còn kém một chút thế nhưng cũng tương đương tiểu sư đệ mà hành động của viêm huyền tử gây nên một chút phản ứng nhân quả Thiên Mặc Tử không cam lòng, lấy ra một cái bình nhỏ bạch ngọc, rồi mở ra thổi một ngụm. Một mảnh ánh sao tràn ra từ trong cái bình nhỏ này. Đó là ánh sao không giống giới này, giờ phút này bị Thiên Mặc Tử thổi đi, ánh sao như có hình thái khí tức, đi thẳng đến phía trước vách ngăn. Một khắc sau, vách ngăn bị xuyên thấu một mảnh, hình thành vòng xoáy, hút tới lực Thái Dương giải rác bên ngoài. Đây cũng là lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt đối thủ cạnh tranh như Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử, bọn họ không còn cách nào, cũng không muốn phức tạp cho nên chỉ cần lực lượng giải rác vẫn còn, bọn họ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao mục tiêu bày ra trước mặt bọn họ lúc này là thăng cấp ẩn thần. Còn việc thăm dò đế cung cũng phải chờ đến sau khi thăng cấp. Cứ như vậy, mỗi người dường như đều đang chờ. Mục tiêu của ba người thiên mặc tử là ẩn thần, cho nên bên trong đế lăng này, bọn họ đợi đến cơ duyên. Kế tiếp là chờ siêu thoát, chờ phá vỡ đất nền, chờ hư ảo thành chân thực, chờ đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng cũng đang chờ, chờ một thời cơ mà hắn nói tới, người khác không biết mục tiêu của hắn nhưng hứa thanh và đội trưởng làm đại sự nhiều lần như thế hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được trong lòng viêm huyền tử hiển nhiên cũng đang chờ mục tiêu của nàng không có khả năng chỉ vì uẩn thần bởi vì cơ duyên đế lăng đối với đám người thiên mặc tử lại không quá cần thiết đến vậy với viêm huyền tử thế là trong mắt hứa thanh mọi người nơi này phân thành ba cấp độ mà chính hắn sao lại không phải đang chờ hắn đang chờ thiên đạo thần tàng tử nguyệt của mình đại thành đang chờ thiên đạo xứng đối với đế tàng đế kiếm xuất hiện đang chờ ngũ tạng mở rộng bước vào quy hư hắn càng đang chờ đại sự của đội trưởng mà mình phán đoán trong lòng cứ như vậy thời gian trôi qua giữa lúc nhật nguyệt luân chuyển khí tức của ba người thiên mặc tử càng ngày càng bằng bạc mơ hồ đã có uy của ẩn thần mắt đội trưởng cũng lộ ra tia u ám sự điên cuồng trong đó đã sắp đốt lên viêm huyền tử khoanh chân trên nhật tinh cũng đã mở ra đôi mắt chỗ nàng nhìn không phải phía trên mà là phía dưới ngôi sao còn hứa thanh thần tàng tử nguyệt trong cơ thể hắn cuối cùng vào thời khắc này đã chuyển đến chấn động cuốn cả thần vực đồng thời thời cơ viêm huyền tử chờ đợi đã đến rồi nàng không trần chờ chút nào thân thể bỗng nhiên xông lên từ nhật tinh giữa tiếng tim đập này vọng lại nàng xông thẳng đến cái lọng bảy màu to lớn lại xa hoa tràn ngập uy nghi thần thánh bao trùm cả nửa mặt đất phía dưới đó là trí bảo của tiên đế cũng là trời nàng chuẩn bị cho đại thế giới của mình nàng muốn hình thành đại thế giới siêu cấp trình độ mênh mông vượt xa hết thảy cổ kim đều ít có đất nền của thế giới này có thể làm được duy trì bầu trời bao phủ trên đó mới khó đây chính là mục tiêu của viêm huyền tử vì đó nàng thậm chí đè xuống sự căm hận và sát cơ đối với nhị ngưu giờ phút này nàng bất ngờ xé gió gần bất diệt đế quyền nổ vang liều hết sức lực chấn ra một con tinh long va chạm đến vào lúc con tinh long kia sụp đổ nàng phun ra máu tươi nhưng bóng dáng ấy lại không dừng lại mảy may, xuất hiện phía trên chiếc lọng, rồi nàng lập tức ngồi xuống nó, năm cánh cửa mở rộng, đất nền hạ xuống. Nàng muốn luyện hóa chiếc lọng này vào trong thân thể, biến nó thành lọng ẩn thần của chính mình, từ đó bước vào đỉnh cao nhất vượt xa mọi người. Khí phách như thế, đám người Thiên Mặc Tử còn kém xa lắm. Mà bây giờ, quả thật cũng không ai có thể ngăn cản lựa chọn của nàng. Trong chớp mắt tiếp theo, cái lọng bảy màu kia tràn ra ý chí vô thượng, bắt đầu dung hợp với nàng. Khí tức thăng cấp dâng lên ngập trời. Truy cập haleyzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từ xa nhìn lại, nàng như một đóa hoa thần linh nở rộ trong đế cung này. Đóa hoa bao phủ nhật nguyệt, lan tràn 108 ngôi sao, mà phía dưới đóa hoa mọc ra từng sợi rễ bảy màu. Lại kết nối với quan tài truyền ra tiếng tim đập. Mặc kệ thần bên trong quan tài kia, là tác phẩm của ai, là chiêu sau của ai, là sinh mệnh mới của ai đỉnh cao nhất viêm huyền tử nàng muốn, không phải ẩn thần, mà là thần. Con mắt vỡ vụn thành từng mảnh, tản ra về tinh không phía dưới. Giọng nói lộ vẻ lạnh nhạt của hứa thanh, vang vọng trong tinh không hư vô này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chấn động quá lớn, chỉ bình tĩnh nhìn nơi xa sắc minh phỉ, mất đi con mắt cùng nhánh cây quấn quanh trên thân minh phỉ, còn có đại thụ toàn thân tràn ra cảm giác mục nát, như thoi thóp kia. Tiểu hữu, ngươi có ý gì? Âm thanh tang thương đến từ thanh mộc, ẩn chứa suy yếu và khó hiểu truyền ra đáp lại nó là một thanh trường thương màu đen quấn biển lửa hóa thành một vệt lửa trên tinh không quả quyết rít gào lao đi về phía cây đại thụ kia tiếng nổ vang cũng dấy lên theo đó chỗ chiến trường giữa thanh mộc và minh phỉ xuất hiện cảm giác trồng chéo phẳng phất đó là một bọt khí được tạo thành từ huyễn cảnh bị trường thương xuyên qua bọt khí tiếp tục vỡ vụn cảm giác mục nát khí tức tử vong trong chớp mắt bọt khí kia vỡ ra lan tràn tinh không Cùng lúc đó, trong tinh không bị hứa thanh chém sụp đổ một đao, con mắt hóa thành từng khối vụn rơi xuống, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hình thái, lại có từng cụm từng cụm xương đen sinh ra từ bên trong, kịch độc và ô uế tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành bóng dáng mơ hồ của Minh Phỉ. Nhìn trong chọc vào hứa thanh, làm sao ngươi phát hiện được? Âm thanh âm trầm, ẩn chứa sự oán độc vọng lại. Hứa thanh nói không sai, đây quả thật là một tuồng kịch, cũng là mánh khóe bất đắc dĩ của Minh Phỉ ở nơi này. Nó thực sự quá suy yếu, năm đó dưới thần kiếp nó thật sự đã sinh ra từ oán khí của tiên giới này cũng quả thật đã vào làm chủ bắc tuế giới này vào thời khắc mấu chốt ý đồ cắn nuốt thanh mộc thiên đạo từ đó để mình thu hoạch được sức nghỉ lại nhưng khác với những gì nó cho hứa thanh biết chính là trận giao chiến giữa thanh mộc thiên đạo và nó không phải kéo dài cho đến nay mà đã kết thúc trước năm tháng vô tận thanh mộc dùng đòn sát thủ đồng quy vô tận đánh minh phỉ đến trọng thương còn chính hắn thì diệt vong mà làm người bảo vệ bắc tuế Thanh Mộc có thể bị Tiên Đế bổ nhiệm, đương nhiên có chỗ phi phàm của hắn, cho nên đòn sát thủ của hắn quả thực kinh người, cho dù không làm được đồng quy vu tận chân chính, thế nhưng đã mang đến trọng thương và phong ấn khó mà khôi phục cho Minh Phỉ. Sáng tạo của hắn không thể khỏi hết, chỉ có thể liên tục chuyển biến xấu. Phong ấn càng ngăn cách hết thảy, làm Minh Phỉ như vào lồng giam, vĩnh viễn mất khả năng rời đi. Sau đó, bởi vì bên ngoài biến thành thần vực, giống như lại dựng lên một lồng giam bên ngoài lồng giam, triệt để cắt đứt hy vọng mà trong thế giới không có sinh cơ, không có người ngoài đến, cũng không có chất bổ sung, Minh Phỉ chỉ có thể suy yếu chờ đợi cái chết tới gần. Nhưng nó không cam tâm, nó muốn rời khỏi, muốn trở lại đỉnh cao, nhưng trong năm tháng vô tận trôi qua, sự suy yếu của nó đã lan tràn toàn thân, sự khô héo cũng như thế. Cho đến khi một điểm linh giác cuối cùng của nó sắp dập tắt, Hứa Thanh đến nơi này. Sự xuất hiện của Hứa Thanh cho Minh Phỉ hy vọng, nó coi trọng thân thể của Hứa Thanh, thế nhưng nó bây giờ đã suy yếu đến cực hạn không có năng lực cưỡng ép cướp đoạt. Cho nên, mới có thủ đoạn này. Nó đã chế tạo ảo giác trong chớp mắt hứa thanh xuất hiện, làm hứa thanh nhìn thấy hình ảnh giao chiến nó muốn để hắn nhìn thấy, sau đó lại dẫn hắn vào một thế giới lá khô mục nát. Ở nơi đó, nó lấy thân phận thanh mộc, trao đổi cùng hứa thanh, kể lại một câu chuyện cũ nửa thật nửa giả. Con mắt của nó là làm cho hứa thanh tin tưởng đây hết thảy. Còn nguyên thân minh phỉ hứa thanh chém giết trong huyễn cảnh này, dù cũng là giả, nhưng độc ẩn chứa bên trong đó là chân thật nó muốn để chậm rãi bị độc của mình xâm nhập hứa thanh trong lúc bất chi bất giác này khi giết chóc từng lần một một khi nó thành công như vậy nó có thể đến đoạt xá thân thể của hứa thanh thông qua độc từ đó thoát vây rời khỏi nơi này đạt được tự do thế nhưng dù thế nào nó cũng không ngờ tới độc của mình trước mặt đối phương lại có thể bị hóa giải trên trình độ nhất định thậm chí càng làm cho nội tâm nó chấn động là đối phương lại đang nghiên cứu nhất là còn muốn đi nghiên cứu linh hồn của nó nó lo lắng bại lộ cho nên chỉ có thể liều hết thảy hiện ra ngũ uế của thần ý đồ dùng phương pháp này đoạt xá nhưng nó tính nhầm một lần nữa rồi ngũ uế của thần cũng bị hóa giải nhưng thủ đoạn của nó cũng không phải chỉ có những thứ này nó còn có kế sách cuối cùng đó chính là để hứa thanh cho rằng mình đã thành công như vậy nó có thể tặng cho con mắt bày tỏ cảm tạ chỉ cần hứa thanh dung nhập con mắt cũng sẽ bị nó đoạt xá giống vậy thế nhưng một đao sạch sẽ mà nhanh gọn kia của hứa thanh chặt đứt hết thảy Ngươi phát hiện ra lúc nào? Âm thanh của Minh Phi ẩn chứa sự cố chấp, vang vọng một lần nữa. Hứa Thanh không nói gì, nâng tay phải, vung lên về phía trước, bỗng nhiên trường thương màu đen rít gào, toàn bộ ngọn lửa ẩn chứa bên trong nó bùng nổ, tác động đến tinh không. Chớp mắt tiếp theo, huyễn cảnh như bọt khí triệt để vỡ vụn, lộ ra hình ảnh chân thực của nơi này. Nơi đây không phải tinh không, mà là hư vô. Tiếp theo, hẳn là bước thứ hai trong kế hoạch của đội trưởng, Nhật Nguyệt va chạm nhau khi hứa thanh đang suy tư nguyệt tinh chuyển động tiếp giữa tiếng rít gào tới gần nhật tinh bị ngưng lại hình thành lực lượng thủy triều thay đổi bố cục đế cung mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng còn đang vang vọng tiểu sư đệ ngươi vẫn luôn hiếu kỳ đại sự lần này của chúng ta có đúng hay không trước đó không thể nói với ngươi bởi vì cho dù là bên ngoài hay nơi này đều liên quan đến thần linh một khi nói sẽ xuất hiện biến cố mà bây giờ hết thảy đã triển khai trận đại sự này ta có thể cứ nói không ngại tiểu sư đệ mục tiêu của ta là thân thể tổ đế bên trong quan tài trên tế đàn kia đội trưởng chỉ vào tế đàn liếm môi hoặc có thể nói là thân thể mà chủ nhân thần vực này thần linh nhện bị ba thần kia phong ấn vô số năm chuẩn bị cho sự sống lại của mình ta muốn chấn áp thân thể này trong thân thể ta dung hợp với bản thân ta tiến tới gián tiếp đạt được sự tán thành của mảnh thần vực này ta muốn mượn cơ hội này biến thành chủ nhân thần vực này mà mục tiêu của ngươi là đế hồn cũng là hồn của thần ta muốn thân thể thần hồn về ngươi thành thiên đạo của ngươi một khi ngươi và ta thành công ngươi cũng sẽ giống như ta gián tiếp trở thành chủ nhân của thần vực này chúng ta đều có thể có được quyền hạn của thần vực này hòa vào với nó ở cấp độ sâu vì đó ta đã chuẩn bị thật lâu mà vẻn vẹn dựa vào bản thân ta dưới sự quấy nhiễu của thần hồn sẽ không cách nào thành công được tiểu sư đệ ngươi phải giúp ta giọng nói của đội trưởng truyền khắp bát phương cho dù giờ phút này tiếng kêu rên của 108 gương mặt ngôi sao kia biến thành âm bạo, làm giọng nói của đội trưởng bị vỡ thành mảnh nhỏ khi khuếch tán ra, nhưng vật hắn mưu đồ vẫn khiến tâm thần đám người thiên mặc tử, dâng lên tiếng nổ trước nay chưa từng có. Bọn họ chỉ cầu ẩn thần, viêm huyền tử toan tính thành thần, mà hai nhân tộc này lại toan tính thần vực, muốn trở thành chủ nhân thần vực. Bọn họ làm sao dám? Đây là cuộc đi săn của viêm nguyệt huyền thiên tộc, là thịnh điển ba thần tán thành, thậm chí đây là hành động toan tính quyền hành của ba thần. Giờ khắc này, bọn họ có lòng muốn ngăn cản, cho dù không cân nhắc đến tộc đàn, chỉ cân nhắc vì bản thân mình, mặc cho sự tình cứ tiếp tục, kịch biến ở nơi này quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ thăng cấp. Mà cái lọng viêm huyền tử đang ngồi, cũng dung chuyển dưới âm bạo kêu rên kia. Viêm huyền tử trong đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, sát cơ bùng nổ. Chỉ có hứa thanh, vẫn không bất ngờ chút nào. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, múa trên mũi đao, vốn là phong cách của đội trưởng, trên thực tế, ngay lúc đi tới thần vực, với sự hiểu rõ của hắn về đội trưởng, hắn đã đoán được đáp án. Không như thế thì sao gọi là điên cuồng, không như thế thì sao gọi là nhị ngưu. Việc này, cũng quả thật rất nhị ngưu, lại rất khó bị ngăn cản, ít nhất những người tại đế cung bây giờ rất khó ngăn cản. Bởi vì, theo Nhật Tinh bị ngưng lại, quỹ tích của Nhật Nguyệt đã thay đổi, giết gào lao đi về phía Nguyệt Tinh, với khí thế không cách nào ngăn cản, với sự lạnh lẽo kinh khủng vô tận, hung hăng đánh tới Nhật Tinh trăm sao kêu rên, âm bạo tung hoành, nhật nguyệt va chạm nhau. Trời long đất lở, tinh không lay động, không gian sụp đổ. Nóng và lạnh va chạm nhau vào thời khắc này, hình thành ánh sáng hủy diệt, hóa thành uy thế kinh khủng. Nhật tinh nứt toát, nguyệt tinh sụp đổ, vô số tảng đá, vô số khối băng, vô số ngọn lửa bị cuốn ra tứ phương. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đế cung, trên trời rơi xuống mưa lửa, trên trời rơi xuống mưa băng, trên trời rơi xuống ngôi sao, Duy chỉ có vị trí của Hứa Thanh và đội trưởng là nơi an toàn duy nhất, nơi này giống như một đường trốn dưới số mệnh đại diễn kia. Ngoài ra, toàn bộ đế lăng đất rung núi chuyển, cả ngôi sao nổ vang kịch liệt, cả thần vực đều đang chấn động. Gió cũng xoắn tới trong một chớp mắt này. Đó là tịch diệt sau khi băng và lửa giao hòa, đó là vô cực sau khi âm và dương trộn lẫn, đó là gió lốc sau khi nhật cùng nguyệt va chạm nhau. Đó là gió lốc hỗn độn che trời rơi xuống đế cung phía dưới tinh long ảm đạm, sụp đổ trong gió. Chuông nhạc tự vang, truyền lại âm thanh của tử vong. Chống tăng nổ vang, vong hồn thức tỉnh. Còn có cái lọng to lớn kia, giờ phút này cũng bị trạch phương hướng trong gió lốc, lộ ra. Quan tài thần thánh chính giữa bên dưới nó, bên trên tế đàn, bị tế đàn che đậy. Còn có, trên mặt đất do vô số bộ da tạo thành, có một con mắt mở ra trong một mảnh da, cùng vô số tượng binh mã sừng sững trên mặt đất kia, cùng nhau sống dậy nhưng cho dù thế nào đường này đã thông mà tinh không trên màn trời giờ phút này cũng bắt đầu nghiêng trong gió lốc ba người thiên mặc tử muốn đến ngăn cản cũng không thể chú ý quá nhiều trong kịch biến này chỉ có thể lựa chọn bảo vệ bản thân trước chỉ có viêm huyền tử đối với nhị ngưu cắt ngang mình thăng cấp ảnh hưởng đến toàn bộ đế cung thu cũ hận mới hội tụ nàng bước một bước đánh tới nhìn thấy hết thảy hứa thanh vẫn không chấn động bởi chuyện này chưa từng xuất hiện sai lệch với phán đoán của hắn cho nên hắn biết, đại sư huynh nhất định còn có việc kế sau. Còn về đó là gì, hứa thanh cũng đoán được, dù sao có một loại vật phẩm, đội trưởng không trả lại. Cho nên, viêm huyền tử vọt tới, hứa thanh không nhúc nhích. Đội trưởng bên cạnh hắn cười điên cuồng. Một cảnh này, hắn đã chuẩn bị ngay từ kiếp trước, bây giờ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy, sau khi nội tâm khuây khỏa, làm sao hắn lại không có sự chuẩn bị nhằm vào viêm huyền tử được. Thế là, trong nháy mắt viêm huyền tử vọt tới, đội trưởng ngạo nghễ ngẩng đầu, tay phải nâng lên theo đó, dơ cao một vật. Ngay khi trông thấy vật này, viêm huyền tử vốn thẳng tiến không lùi, nét mặt lại kịch biến. Ngươi điên rồi. Thân thể nàng bỗng nhiên rút lui, tốc độ nhanh chóng, nổ tung hư vô. Vật đội trưởng cầm trong tay, là một hạt trâu. Đó là mặt trời viễn cổ, đó là thự quang chi dương, đó là vực bảo đỉnh cao của nhân tộc. Ngươi qua đây. Đội trưởng nhìn viêm huyền tử đang rút lui, cơn tức trong lòng đã được xả ra, Tiếp theo giữa tiếng cười điên cuồng, hắn nâng Thự Quang Chi Dương trong tay, trực tiếp ném đến tế đàn phía dưới. Thự Quang Chi Dương của nhân tộc, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt vạn tộc của đại lục Vọng Cổ, là trong trận chiến đấu cả tộc Hắc Thiên xâm lấn mấy năm trước. Trận chiến kia, tộc Hắc Thiên tính cả dị tộc khác vây công nhân tộc, ngọn lửa chiến tranh cháy lan đồng cỏ, thậm chí còn lan tràn đến bên trong hoàng đô đại vực. Nhân tộc lung lay sắp đổ. Trong phán đoán của các phe, trận chiến năm đó nhân tộc gần như không có hy vọng gì, dù không đến nỗi bị diệt tộc, nhưng khả năng cao là hoàng đô đại vực sẽ tổn thất quá nửa. Còn bảy quận thuộc địa, nghe theo mệnh trời. Dù là ai cũng chưa từng nghĩ tới, trong thời khắc nguy hiểm ấy, Thự Quang Chi Dương lấy uy năng kinh khủng xé nứt thiên địa, rung động vọng cổ, xuất hiện trên chiến trường. Một khắc này, tất cả tộc đàn chú ý đến đều im lặng, Hắc Thiên bị thua lui về, dị tộc khác vây công nhân tộc thì kinh hãi. Cũng chính vì trận chiến kia, cái tên Thự Quang Chi Dương truyền khắp vọng cổ, cho dù là tộc Cường Hãn như Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tộc cũng đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Thự Quang Chi Dương. Nghiên cứu nhằm vào Thự Quang Chi Dương cũng đương nhiên trở thành trọng điểm của các phương tộc đàn. Viêm Huyền Tử làm Thiên Kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng có phán đoán của mình đối với Thự Quang Chi Dương, cho nên sau khi nhìn thấy vật trong tay Nhị Ngưu, nàng lập tức nhận ra, nét mặt không khỏi đại biến. Đồng tử của nàng co lại, tâm thần nổ vang thiên lôi, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến nàng không chút do dự rút lui. Thực sự là loại vực bảo ở trình độ này, một khi nổ tung, phạm vi nó tác động đến cực lớn, mà đế cung nơi đây, dù nhìn như một không gian riêng biệt, nhưng trên thực tế, phạm vi rốt cuộc cũng có hạn. Một khi Thự Quang Chi Dương phóng thích ở đây, gió lốc sẽ bao phủ tất cả ngay tức khắc. Dù bố cục bên trong đế cung và uy áp của chính nơi đây cũng vô cùng kinh người, tràn ngập cảm giác mênh mông, có lẽ có thể chứa đựng uy năng của Thự Quang Chi Dương, vừa lúc thân thể huyết nhục trong đó, tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có không chỉ viêm huyền tử đang lùi lại, ba người thiên mặc tử đang thăng cấp tu vi, sắc mặt đều đại biến như nhau. Bọn họ đều dựng đứng lông tơ, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương toàn thân đều đang run rẩy, truyền lại tin tức vô cùng nguy hiểm, khiến cho tâm thần ba người triệt để sôi trào. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên bọn họ không chần chờ chút nào, cho dù thăng cấp bị cắt ngang, cũng đều lập tức đứng dậy, ai nấy đều triển khai hết sức lực để phòng ngự, đồng thời cũng bay nhanh rút lui, dùng phương pháp khác biệt muốn rời đi nơi này. Trong thời gian ngắn, tình thế của toàn bộ đế cung lập tức thay đổi. Chỉ có viên thự quang chi dương kia không ngừng rơi xuống, xuyên qua khe hở sau khi tinh long đã bị âm bạo cuốn đi, rơi xuống chỗ chống chảy hình thành từ lọng bị âm bạo thổi chết đi. Bởi đó, âm bạo xuất hiện trước đó khiến cho tế đàn phía dưới hiện ra rõ ràng, lại không bất kỳ trở ngại nào. Thế là, viên thự quang chi dương này rơi vào trên tế đàn, rơi vào quan tài tử kim ở đó, phát ra ánh sáng chói mắt. Viên thự quang chi dương được tạo nên từ mặt trời viễn cổ này này, trên uy lực sắp vượt qua hàng thông thường, nhất là lúc trước Hứa Thanh còn thêm huyết nhục xích mẫu vào trong đó. Điều này khiến cho vật này ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, đủ để làm đòn sát thủ của Hứa Thanh và đội trưởng. Nhưng bởi vì tính dùng một lần, cho nên đa phần ý nghĩa của nó là uy hiếp. Cho đến giờ phút này, nó rốt cuộc không còn là uy hiếp, mà chân chính được khởi động. Lực lượng kinh khủng mênh mông khó mà hình dung, dâng lên ở bên trong, bắt đầu bùng nổ. Trong chớp mắt, Ánh sáng của nó đã bắn ra, nhiệt độ của nó cùng bạo dâng lên, trên chiếu lên tinh không, dưới che phủ mặt đất. Bầu trời một mảnh màu đỏ, mặt đất kịch liệt lật qua lật lại. Tiếng kêu rên của 108 ngôi sao gương mặt trên bầu trời lần đầu tiên bị cắt đứt, gương mặt nào cũng lộ ra vẻ đau khổ, dưới ánh sáng và nhiệt độ kia quét ngang, lại tan thành mây khói trong khoảnh khắc, bị sóng nhiệt làm bốc hơi, hóa thành hư ảo. Thứ cùng tan vỡ còn có bản thân 108 ngôi sao này bọn chúng cũng không kiên trì được bao lâu, không còn tồn tại dưới ánh sáng và nhiệt độ này. Mà sự bùng nổ của thự quang chi dương chỉ vừa mới bắt đầu, biển ánh sáng bao trùm bầu trời, cũng bao phủ hết thảy. Chuông nhạc, trống thờ, lọng, còn có tinh long to lớn đều ở trong tầm bao trùm của nó. Còn có tế đàn đứng mũi chịu xào, và núi sông, tượng binh mã, vô số ra lẫn lộn dưới tế đàn. Tất cả những gì có thể nhìn thấy đều đỏ thẫm, sóng nhiệt theo biển ánh sáng muốn hủy diệt diệt tất cả. Có thể tưởng tượng, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh đế cung này sắp thành cho bụi, tính cả toàn bộ đế lăng và ngôi sao này đều sẽ bị Thự Quang Chi Dương bao phủ. Còn người nơi đây, giờ phút này cũng đang bên bờ ranh giới sinh tử, Viêm Huyền tử tóc tai bù xù, điên cuồng phun máu tươi, miệng phát ra gào thét, đánh ra một quyền tiếp một quyền, thân thể càng bị cuốn ngược, đối kháng ánh sáng và nhiệt độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng không thể kiên trì quá lâu, tử vong đang giáng lâm lại càng không cần phải nói đám người phàm thế xong giờ phút này ba người như bị thương nặng thần hồn ai nấy đều đang tan vỡ đã phát cuồng triển khai vô số thủ đoạn muốn tự cứu mình nhưng hiển nhiên đều là vô dụng không thể không nói một chiêu này của đội trưởng quả thực quá ác bởi vì hắn không những hung ác đối với người khác mà cũng hung ác với chính mình hắn và hứa thanh cũng ở trong phạm vi thự quang chi dương này nguy cơ sinh tử cũng bao phủ bọn họ giống vậy chỉ là vì đã sớm chuẩn bị, khiến cho hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Trong khoảnh khắc kích nổ thự quang chi dương, hắn bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn, chỉ nhìn hứa thanh một cái. Thậm chí đều không cần nói, hứa thanh đã hiểu được, không trần chờ chút nào, hắn hóa thành một luồng sáng chui vào trong đó. Sau khi tiến vào trong thân thể đội trưởng, hứa thanh toàn diện bùng nổ tu vi, lực lượng phòng hộ khoách tán, uy của thái âm bốc lên. Hết thảy thủ đoạn và thần thông dùng để phòng hộ, hắn đều một mạch triển khai toàn bộ trong nguy cơ sinh tử này. Mà đội trưởng cũng giống như thế, đồng tử hiện lên gương mặt, ngực hóa thành vòng xoáy, có bốn cái cánh tay màu xanh lam xé rách huyết nhục mà xuất hiện, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dung hợp với lực lượng của Hứa Thanh, hình thành khối băng. Đồng thời, mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, lại lấy ra vô số da người, đó đều là da của chính hắn, rồi hắn khoác toàn bộ lên người, cuối cùng lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, nắm chặt trong tay. Một lực lượng thời gian lại khuếch tán ra từ bên trong thẻ ngọc này. Tiểu sư đệ theo tiếng gào thét của đội trưởng, hứa thanh trong thân thể hắn lập tức triển khai nhật quỹ, giữa chuyển động ầm ầm, tăng cường uy năng thời gian của thẻ ngọc kia, lại thêm phòng hộ vì hai người. Nhưng cho dù là như vậy, dưới sự bùng nổ của thự quang chi dương kia, khối băng sụp đổ, lực lượng thời gian vạn vẹo, da nhị ngư bị thiêu đốt, huyết nhục trên thân thể đều đang xé rách, bốn cánh tay màu xanh lam bắt đầu sụp đổ. Hứa thanh cũng như vậy, nhật quỹ. Xuất hiện khe hở, tu vi đang nổ vang, hết thảy phòng hộ, dường như không cách nào giải quyết vấn đề mấu chốt, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng đội trưởng. Cho dù đội trưởng điên cuồng, lần lượt đều tìm đường chết, nhưng mỗi một lần, cuối cùng vẫn có một chút hy vọng sống, không phải thật sự muốn chết. Sự thật cũng đúng là như thế. Khoảnh khắc thượng quang chi dương này bùng nổ, muốn hủy diệt đế cung, muốn biến thiên địa thành cực sáng, để thế giới hóa thành hư vô, sự đối kháng đến từ bản thân đế cung xuất hiện. Đây là lăng mộ của tiên đế, đây là đế cung của tổ hoàng, dù vực này kém xa vọng cổ, nhưng nhìn từ vị cách, vị được chôn ở đây cực kỳ tôn quý. Lại càng không cần phải nói, nơi này còn có bố cục của thần linh. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, chuông nhạc đỏ đậm bắt đầu gõ vang, triển khai sắp xếp. Chống thờ bị ngọn lửa đốt cháy, bắt đầu gióng lên, từng cái dung nhập vào trong chuông nhạc. Tinh long phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, vọt thẳng đến. Nhìn từ xa, giống như tám ngón tay. Chuông nhạc là móng tay. Chống thờ là hình bán nguyệt trên móng, thân long là ngón tay hư ảo. Trên mặt đất, trên tất cả da đang bị thiêu đốt, con mắt nhắm lại cùng nhau mở ra, trong uy ánh mắt lập tức bùng nổ. Làm ngón tay hư ảo có ra, đếm không hết tượng binh mã bị đốt cháy kia, toàn bộ động đậy, khí tức của từng bọn chúng lập tức bùng nổ, cùng nhau sống dậy, cuốn lên binh sát, cuốn lên minh tử, phóng lên trên không, hóa thành bàn tay. Một bàn tay, tám ngón tay, núi sông dâng lên hóa thành trận pháp mênh mông, biến thành vân tay của bàn tay này. Càng kinh người hơn là bản thân tế đàn, nó phát ra ánh sáng màu đen, đại biểu cho hủy diệt, phủ lên ánh sáng và nhiệt độ nơi đây, cũng đưa ánh sáng màu đen này vào trong lòng bàn tay, làm bàn tay này đen nhánh vô cùng. Cùng với đó, là bên trong quan tài trên tế đàn, lại lần nữa chuyển đến tiếng tim đập, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Nhịp tim xuất hiện, làm bàn tay to lớn có thể che trời kia trực tiếp khôi phục, ôm về phía thự quang chi dương đang bùng nổ kia. Ánh sáng, bị che đậy vào thời khắc này. Nhiệt độ, bị ngăn cách trong một chớp mắt này. Hết thảy hết thảy, đều bị bàn tay màu đen kia bao phủ vào trong. Nhưng thự quang chi dương là vực bảo, nhất là một viên này lại càng bất phàm. Cho nên cho dù là vị cách như đế cung phản kích, cũng không thể hủy diệt mà không tổn hao chút gì được. Thế là trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay màu đen và nhiệt độ ánh sáng của thự quang chi dương, triển khai đối kháng kịch liệt, cho đến khi một tiếng nổ dung chuyển toàn bộ lăng mộ, như vô số thiên lôi nổ tung vang vọng. Bàn tay màu đen biến mất, thự quang chi dương cũng tiêu tán. Sự kinh khủng đến từ thự quang chi dương cuối cùng cũng bị hóa giải. Trên bầu trời, viêm huyền tử chật vật đến cực hạn, toàn thân trên dưới tràn ngập máu tươi ba người thiên mặc tử ở nơi xa, phần lớn thân thể không hoàn chỉnh, cảm giác suy yếu vô cùng mãnh liệt, cảm giác tim đập thình thịch càng ngập trời. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa, bọn họ đã phải chết ở chỗ này. Người cũng chật vật còn có đội trưởng, hắn đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn toàn thân tràn đầy khe hở như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào chú ý tới bọn người viêm huyền tử không có việc gì hắn dường như hơi tiếc nuối nhưng chớp mắt tiếp theo ánh mắt hắn sáng ngời nhìn về phía dưới bóng dáng hứa thanh cũng bay ra từ trong cơ thể hắn mỏi mệt đến không còn chút sức lực nào đè nén vết thương cũng nhìn về phía dưới hình dáng đế cung phía dưới đã đại biến chuông nhạc trống thờ tượng binh mã núi sông toàn bộ đều biến thành hư vô cho dù là tòa tế đàn kia cũng vỡ ra một khe hở khổng lồ, xuyên thấu quan tài. Quan tài một phân thành hai, trượt xuống hai bên, lộ ra trong đó một bộ xác khô mặc áo ngọc dây vàng. Toàn thân khô héo, đội đế quan, dưới áo ngọc dây vàng là hoàng bào. Dù thông qua trang phục có thể lờ mờ nhìn ra uy nghiêm, nhưng cũng không có uy nghi khi còn sống, bởi vì trên mặt của hắn có một con nhện đang nằm sấp. Nó hòa vào thi hài của hắn, không phân khác biệt. Thế là mặt con nhện đã thành mặt hắn âm bạo loại trừ ngăn cách, thự quang nổ nát phong ấn, cuối cùng, mở ra quan tài của tổ hoàng giới này. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong mắt đội trưởng lại dâng lên điên cuồng, vừa nhìn thấy, hắn đã phóng thẳng đến thi hài phía dưới. Hứa thanh hung hăng cắn răng, đến tình thế trước mắt, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trong mắt cũng điên cuồng, phóng tới thi hài. Giờ phút này ba người thiên mặc tử giữa không trung đã vô lực đi làm chút gì, mắt thấy hai người hứa thanh còn đang hành động, đáy lòng bọn họ vang một tiếng lột bộp cấp tốc rút lui theo bản năng sợ cũng mệt chỉ có viêm huyền tử tất cả thù hận trong lòng bùng nổ toàn diện vào thời khắc này nàng cất bước phi nhanh phóng tới nhị ngưu mặc kệ đối phương muốn làm gì chuyện nàng muốn làm điều rất đơn giản giết tên trộm này diệt sạch hắn mà ngay lúc bóng dáng ba người nhanh chóng tới gần thi hài trên tế đàn mặt con nhện hòa tan trên mặt xác khô này bỗng nhiên mở ra hai mắt đó là một đôi mắt màu vàng kim đó là đôi mắt của thần linh năm quyền của thần vực bây giờ quyền thứ tư đã có chủ thế là ánh mắt ba thần nhật nguyệt tinh thu hồi lại từ vòng xoáy cách hư vô ngóng nhìn sơn hải sau đó một quyền cuối cùng của thần vực sẽ được lựa chọn trong ánh mắt của bọn họ giống như bọn họ không đi can thiệp tranh đấu phát sinh ở đế thi trong chỗ sâu vòng xoáy hứa thanh và nhị ngưu sống cũng thế mà chết cũng vậy thành cũng thế bại cũng vậy đều là mệnh số nếu đã lựa chọn tới đây tranh mệnh hết thảy đều phải nghe theo thiên mệnh đối với ba thần tranh đấu đế thi là thời cơ bọn họ chờ đợi là một chiếc khóa mở ra đại mạc mà tranh đấu sơn hải là nhân quả xuyên qua thời gian nối tiếp bắc tiên đế giới và đại lục vọng cổ đã thành hình đã tương liên cho nên giờ phút này sơn hải thành hay bại bọn họ cũng sẽ không tương trợ nhân quả cũng thế số vận cũng vậy tuy có hứa hẹn trong thời gian cũng phải xem mệnh cách của người được hứa hẹn có thể chịu được hay không nếu có thể nhận mệnh sơn hải tất nhiên là người có mệnh cách hùng hậu bọn họ cũng đồng ý thực hiện lời hứa dệt hoa trên gấm cho ra duyên phận thành thần nếu không thể nhận thì cũng là nhân quả quyền thứ năm quay về tăng cường ba thần lấy lời hứa làm củi xuyên qua mấy vạn năm tháng thiêu đốt mệnh của thần thành thần đạo của mình đó cũng là thần quả đến lúc đó sơn hải cũng không nói gì chẳng trách người bên ngoài chỉ trách vận mệnh ngươi cho nên không có gì là số mệnh đã định trước chỉ có thần linh nhện tất nhiên phải vẫn lạc không phải vẫn lạc trong sơn hải thì vẫn lạc trong tay ba thần thời gian trôi qua sơn hải còn đang lựa chọn mà khí vận của thần vực đã rơi vào trong mệnh cách của người có quyền trước ngay sau đó khí tức của ba thần nhật nguyệt tinh càng trở nên tăng vọt dưới sự tăng cường này điện thờ xuất hiện trong vòng xoáy càng ngày càng huy hoàng vị cách của bản thân bọn họ tự thân cũng nổi gợn sóng tương ứng thần hỏa vàng óng của mỗi thần đang cháy hừng hực lúc đến cực hạn loáng thoáng xuất hiện một sợi lửa đen bị ẩn giấu cởi bỏ phong ấn trong màu vàng trong đó nhật thần dày đặc nhất Nguyệt thần thứ hai, tinh thần thứ ba. Cuối cùng cũng giải được kiếp hỏa. Nhật thần nhắm mắt, Nguyệt thần im lặng, tinh thần chờ mong. Người có quyền, còn bao gồm bộ đế thi ở chỗ sâu trong vòng xoáy giờ phút này. Thế là trong lúc vô hình, khí vận cũng rơi vào trong dòng sông vận mệnh của đế thi này. Bởi vì thân thể của hắn bị nhị ngưu nắm giữ, linh hồn bị hứa thanh khống chế, hai người như chiếm lấy phần cuối của dòng sông, quyết định hướng đi vào toàn bộ vận mệnh của đế thi. Cho nên, khí vận rơi xuống này tự nhiên thuộc về hai người. Lựa chọn của đội trưởng là hóa khí vận thần vực thành này hỏa lò, thiêu đốt chữ vô đồng thời, lại lấy ra hai cái lông chim, dùng khí vận thiêu đốt, giống như đang luyện hóa, mà loại luyện hóa này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng đã đủ rung động vọng cổ. Dù sao tu sĩ của đại lục vọng cổ, không có mấy ai có thể có loại tạo hóa này, dùng khí huyết đế thi làm lửa, lấy khí vận thần vực làm củi, luyện khí một cách xa xỉ. Nhất là khí được luyện chế ra này cũng rất bất phàm một là chữ vô thần bí, là một đường biến mất trong sự phát triển số mệnh, có thể trèo chống hai người một mạch tới tận nơi đây, đã thấy được sự phi phàm của nó. Một là sinh mệnh được sinh ra sau khi truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa, với sự kỳ diệu của tạo vật, sự biến hóa của vọng cổ, bản thân nó đã tập hợp đủ huyền diệu. Lông vũ của nó, tất nhiên là kinh người. Phàm vật trải qua luyện hóa này cũng trở thành thần dị, lại càng không cần phải nói hai vật phi phàm này. Vừa luyện hóa, sự điên cuồng trong lòng nhị ngưu cũng càng ngày càng bốc lên hắn còn lẩm bẩm trong thần niệm đốt nhanh lên nhanh hơn chút nữa đi sắp thành công rồi thiên linh linh địa linh linh hạ tiên phù hộ huyền u phù hộ sư tôn phù hộ chính ta phù hộ tiểu sư đệ phù hộ nhất định phải thành công thần niệm của đội trưởng rơi vào trong cảm giác của hứa thanh giờ phút này hai người hòa chung vào một thân hành động và ngôn ngữ của đội trưởng hứa thanh dù không muốn nhìn không muốn nghe cũng vô dụng hơn nữa với sự hiểu biết của hắn đối với đội trưởng sau khi luyện hóa thành công tàn hồn của đế thi, hắn đã có phán đoán trong lòng. dã tâm của đội trưởng, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Dù thu hoạch được bộ thi hài này, có được quyền hạn của thần vực, nhưng... Điều này so với một đại sự siêu cấp mà đội trưởng muốn làm như đã từng nói, hiển nhiên vẫn còn không xứng đôi lắm về trình độ điên cuồng. Dù sao, bọn họ cũng không lấy được khí vận hoàn chỉnh của thần vực. Thời khắc này, hứa thanh đã có thể cảm thấy được quyền của thần vực bị chia ra làm 5 phần thông qua khí vận. Hắn và đội trưởng cộng lại, chỉ đạt được một phần thôi. Chút thu hoạch này, đối với người bên cạnh có lẽ là cơ duyên tạo hóa cực hạn, nhưng dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh, đại sư huynh điên cuồng kia của mình chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Mà bây giờ khí vận dung hợp đến, đối phương lại lấy nó để luyện khí. Hứa Thanh biết phán đoán của mình không sai, nhưng hắn cũng không quản được, bởi vì giờ phút này, việc quan trọng nhất bày ra trước mặt Hứa Thanh, không phải đại sư huynh điên cuồng, mà là thời cơ đột phá tu vi của mình. Tàng môn bản mệnh của hắn đã sớm mở rộng, trong đó thương long làm thiên đạo, đang bay lượn trong thần tàng, tiếng giống ngập trời. Tàng môn độc cấm cũng giống như thế, minh phỉ trong đó đã thành, một mắt thần bí, lục uế in dấu. Sau khi tàng môn tử nguyệt trải qua thu nạp lực thái âm trước đó, thiên đạo u huỳnh chân chính và làm chủ, tàng môn đã sớm mở rộng. Còn về đế tàng, cũng đã viên mãn. Tàn hồn trong đó thành tựu thiên đạo dưới đế kiếm, hóa thành khí linh đế kiếm chỉ thuộc về hứa thanh, giờ phút này đã mở ra hoàn toàn năm tàng môn đã mở rộng bốn chỉ còn một cửa cuối cùng hiện đang ở trong trạng thái nửa mở đó là cánh cửa vu tàng vu tàng không cần thiên đạo thêm vào thân vu tộc bên trong chính là thiên đạo việc cần thiết là ngưng tụ lực lượng vu tộc làm lực lượng đẩy ra tàng môn lực này hứa thanh lấy khí vận thần vực hoàn mỹ thay vào bởi vì loại sử dụng này không phải thoáng qua là xong quyền hạn thần vực tồn tại vĩnh hằng bây giờ chỉ cần dẫn đường tăng cường phương hướng mà thôi trong chớp mắt tiếp theo rơi vào phần khí vận vô hình trong vận mệnh của hắn bị thần niệm hứa thanh dẫn đường dũng mãnh lao tới vu tàng vu tàng nổ vang thân hình vu tổ nhanh chóng thành hình càng ngày càng cao càng lúc càng lớn chín đầu cửu lê cùng nhau gào thét dung nhập vào cuối cùng hình thành bóng dáng vĩ ngạn trèo trống thiên địa phát ra mũi nhọn của năm tháng vạn cổ tăng thương như một người khổng lồ sừng sững bên trong vu tàng người khổng lồ này nâng lên bàn tay tựa như thiên địa đẩy về phía hư vô trong thế giới của vu tàng Ẩm um, cánh cửa vu tàng trong thân thể hứa thanh đang ở trạng thái nửa mở bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên trong khoảnh khắc nó mở ra năm tàng môn lấp lánh tia sắc nhọn trói mắt óng ánh đến cực hạn bao phủ toàn bộ thức hải của hứa thanh đây là ngũ tàng đều mở lực lượng bằng bạc như dòng lũ bùng nổ từ bên trong năm tàng môn này càn quét toàn thân hứa thanh tu vi của hắn lập tức kéo lên linh hồn của hắn chớp mắt thăng hoa Sức chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên, vị cách của hắn như cá chép hóa rồng. Có thể thấy được trên cánh cửa ngũ tàng, thương long ngửa mặt lên trời rít gào, mắt phỉ kiệt ngạo khinh miệt thế gian, u hình bay lên cao nhất, đế hồn cầm kiếm mà đi, vu tổ mở ra con mắt như nhật nguyệt. Đây là thiên đạo cùng xuất hiện. Sự biến hóa nghiêng trời lệch đất đang hiện ra trong thân thể Hứa Thanh. Theo năm thiên đạo đi ra, năm tàng môn của Hứa Thanh càng hóa thành hỏa lò, bắt đầu bùng nổ. Tiếng ầm ầm vượt qua cả thiên lôi, liên tiếp nổ tung, từng mảnh từng mảnh cho núi lửa như tuyết phun trào từ trong hỏa lò ngũ tàng. Bụi bặm như cho núi lửa kia là chỗ đạo nhóm lại, tạo thành từ mệnh, là vết tích Hứa Thanh đi qua thế gian này biến thành. Tên nó là Thành Trần. Nó sẽ trải ra một mảnh đất nền có thể dung nạp đạo ngân trên thức hải của Hứa Thanh. Đây là tiêu chí và cơ sở của cảnh giới Quy Hư này. Mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị, giờ phút này, đột phá linh tàng bước vào Quy Hư đã không có bất cứ trở ngại nào đối với hắn, nâng tay là có thể làm được. Nhưng nghĩ đến phán đoán của mình đối với đại sự của đội trưởng, Hứa Thanh bỗng nhiên lắng lại thức hải, hỏa lò ngũ tàng tức khắc đông kết. Nếu có thể đột phá bất cứ lúc nào, hắn lựa chọn hoãn một chút trước đã. Cũng chính vào lúc này, âm thanh yếu ớt của đội trưởng truyền đến. "Tiểu sư đệ." Đáy lòng đội trưởng rất tiếc nuối, hắn vốn định mở miệng ngăn cản vào lúc Hứa Thanh muốn thăng cấp, bày ra phong thái của đại sư huynh thậm chí lời muốn nói, hắn đều đã chuẩn bị tốt trong lòng, rồi mới có thể gõ một gậy tương lai. Nhưng không ngờ, hứa thanh lại tự chỉ hoãn đột phá. Mặc kệ, dù hắn có thể tạm hoãn, nhưng ta đã chuẩn bị bài viết nghĩ sẵn trong đầu hết rồi. Nghĩ tới đây, đội trưởng tàng hắng một tiếng. Tiểu sư đệ, trước đừng vội đột phá, ta thấy căn cốt của ngươi rất đáng kinh ngạc, là kỳ tài tu hành vạn dặm không có một người. Chỗ ta có một tạo hóa khoáng cổ tuyệt kim, ngươi có muốn hay không? nghe xong lời nói của đội trưởng hứa thanh đã biết tâm tư của hắn thế là phối hợp khẽ gật đầu đội trưởng hài lòng tiểu sư đệ còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không thời đại của chúng ta tới rồi quy hư của ngươi cũng không thể quá đơn giản như thế mà biến thành chủ nhân thần vực chỉ là đồ ăn trước đại sự lần này của ta ngươi cũng có thể nhìn thành là một lệnh bài tư cách ra trận chờ một lát nữa tẩu tử ngươi và nhân tình kia của ngươi còn có tên nhật thần cầu đè heo đè vương bát đè bên ngoài kia sẽ diễn một vở kịch chúng ta có thể thuận gió mà lên truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nhưng lần này đại sư huynh của ngươi đã chuẩn bị thật lâu cũng trả cái giá to lớn cho nên ngươi phải đáp ứng ta được không đợi đội trưởng nói xong hứa thanh đã hơi gật đầu a à, ta còn chưa nói để ngươi đáp ứng ta chuyện gì mà đại sư huynh đối với ta chỉ cần là việc ta có thể làm được bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi Bây giờ hai người đã hòa chung vào đế thân, thần niệm thông nhau, Nhị Ngưu có thể rõ ràng cảm giác được sự kiên định trong lời nói của Hứa Thanh. Trong thời gian ngắn, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên sự ấm áp trước nay chưa từng có. Trong sự ấm áp này, hắn cảm thấy ý nghĩ lừa đảo trước đó của mình hơi quá hẹp hòi. Trách nhiệm và đảm đương của đại sư huynh cũng không khỏi bốc lên nhiệt liệt, thế là hắn ngạo nghễ mở miệng. Sư đệ mình trợ giúp thì nói điều kiện gì chứ, đại sư huynh nói đùa với ngươi đâu, không nói chuyện này ta nói với ngươi về kế hoạch của ta. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi chắc cũng biết, dấu hiệu của thần linh chính là thần hỏa. Trước thần hỏa đều là sinh vật thần tính mà thôi, chỉ có đốt lên thần hỏa mới được xưng là thần linh. Mà thần hỏa cảnh thật ra được chia làm ba cấp độ. Theo thứ tự là chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa. Hứa thanh hơi động lòng, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói cấp độ của thần linh sau khi đốt lên thần hỏa. Như con cá chúng ta gặp phải trong tiên cung ở quận Phong Hải kia, chính là thuộc về cấp độ chân hỏa có thể coi là hạ thần, cho đến khi chân hỏa chuyển hóa thành nghiệp hỏa thì chính là thượng thần. Phạm vi thượng thần rất lớn, nghiệp hỏa là như thế, kiếp hỏa trên nó cũng là vậy. Nếu cuối cùng có thể đại viên mãn kiếp hỏa, thành tựu vô hạn là có thể khả năng dâng lên thần đài, mà thần đài chính là cảnh giới của lý tự hóa bây giờ. Hứa Thanh nghe rất chân thành, cũng cảm thấy khi đội trưởng nói đến những tin tức này, nhiều thêm một chút cảm xúc tăng thương. Cấp độ kiếp hỏa này đối với thần linh, bản thân kẻ ấy sẽ có toàn chi vô hạn mạnh mẽ, đồng thời cũng hung hiểm vô cùng, sẽ xuất hiện hạo kiếp của mình. Kiếp nạn này ở bên ngoài toàn chi của thần linh, nếu không qua được thì thần hỏa dập tắt, thần lộ thành không, hết thảy hóa thành bụi bặm, chỉ có đến cảnh giới quá độ vô hạ mới có thể không có kiếp giáng lâm, mới có thể yên tâm chuẩn bị xung kích thần đài. Mà cảnh giới của thần linh nhện chính là cấp độ thứ ba của thần hỏa cảnh này, lại đã đi đến cuối cùng, nhưng vẫn không có vô hạ, thế là kiếp đến. Ba thần ngươi và ta chính là kiếp của hắn như xích mẫu năm đó cũng giống vậy cảnh giới của nàng là thượng thần thuộc về kiếp hòa đại thành vị cách tương đương với thần linh nhện nhưng vẫn kém vô hạ một chút thế là lý tự hóa ngươi và ta chính là kiếp của nàng giống như lý tự hóa năm đó xích mẫn trước kia cũng là kiếp của hắn tâm thần hứa thanh nổi sóng hắn bỗng nhiên mở miệng vậy ba thần thì sao ba thần theo ta biết được ở kiếp trước ở lúc mới vào kiếp hòa bọn họ đã từ bỏ thăng cấp phong ấn kiếp hỏa, cho nên tuy là thượng thần, nhưng lại yếu hơn xích mẫu rất nhiều. Mà lần này, ta nghĩ, mục đích cuối cùng của ba thần, hẳn là dự định một bước vượt qua cảnh giới hung hiểm kiếp hỏa này, trực tiếp đạt tới vô hạ, dùng việc này đánh thông con đường thần đài, khiến thần đài có hy vọng. Đội trưởng đang nói đến đó, bỗng nhiên ngừng tiếng lại. Hứa thanh cũng lập tức cảm giác được, hai người dung nhập trong đế thi giữa vòng xoáy kia, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu trong tâm niệm của bọn họ, Thần quang trong mắt sáng long lanh, xuyên thủng vòng xoáy, nhìn thấy bên ngoài, nơi đó đang có kịch biến kinh thế giáng lâm. Gió bắt đầu thổi rồi, giọng điệu của đội trưởng trở nên điên cuồng. Gió đến từ sơn hải, thổi qua thời không, thổi qua giới vực, từ nhân gian đến thần thành, từ vọng cổ đến Bắc Tiên, giáng lâm phía trên vòng xoáy, ở dưới ba thần. Tiếng sấm nổ truyền khắp thần vực, hình như có một lực lượng vô hình cắt qua, nhận nhân quả vài vạn năm tìm hứa hẹn của thời gian, vung ra phong mang kinh thiên, chém nứt hư không nơi này. Thế là, một khe nứt to lớn xuất hiện trong ánh mắt ba thần. Khe hở kia tung hoành vô tận, nằm ngang phía trên vòng xoáy, nhìn từ xa như con mắt mở ra, cho người ta một loại cảm giác rộng lớn mênh mông. Gió rít gào thổi ra từ trong khe hở này, như hoa nở cuốn về bát phương, cũng rơi vào trong mắt lạnh lùng của ba thần. Lựa chọn của Sơn Hải bọn họ nhìn chăm chú, giờ phút này đã có đáp án bên trong khe hở chính là sơn hải đại vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc vị trí chính giữa là vùng đất cửu lê toàn bộ vùng đất cửu lê hoàn toàn đổ sụp trong một chớp mắt này hoàn toàn lõm xuống điện thờ nhện bị phong ấn hiển lộ trong lòng đất thế nhưng ánh sáng của điện thờ kia đã bị phủ bụi thần linh nhện trong đó cũng rung động kịch liệt mắt trần có thể thấy được nó đang khô héo không chỉ có huyết nhục khô héo mà còn có nhân quả của hắn ngay cả thời gian cũng bao hàm trong đó đang im ắng tàn lụi hết thảy hết thảy đều bị một bàn tay đặt trước mặt nó từ từ lấy đi đó là một xương tay khô đen chủ nhân của bàn tay này mặc trường bào màu đen áo bò toàn thân trên dưới bay múa che giấu bộ mặt nhưng lại không che được nét cổ xưa tang thương trên người hắn hắn đứng trước mặt thần linh nhện bàn tay khô héo dần dần có huyết nhục trái lại thần linh nhện kia càng ngày càng xẹp đi nó hiển nhiên còn muốn dãy giụa nhưng vận mệnh đã định hết thảy đều phí công cho đến cuối cùng khi hóa thành cho bụi tiêu tán trong thiên địa bàn tay kia tựa như chuyển đổi từ tử vong, trở về từ trong năm tháng, có màu hồng, trở nên đầy đặn. Mà gió cũng cuốn lên mũ áo bào của hắn vào thời khắc này, lộ ra mái tóc dài màu xám và một gương mặt già nua. Cho dù năm tháng trôi qua khiến, cho hắn một thời biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng theo hấp thu hết thảy thần linh nhện, từ trên gương mặt dần dần xuất hiện huyết nhục kia và trong nếp nhăn tung hoành, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy phong thái giống như bức tượng cổ xưa sừng sững trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Đó là, đại ti quyền nhất thống viêm nguyệt huyền thiên tộc được cúng bái vạn thế mấy vạn năm trước hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt đất như đang ngóng nhìn lịch sử của tộc đàn trên vùng đất này hắn nhìn thấy viêm nguyệt quật khởi nhìn thấy tranh phong cùng vạn tộc nhìn thấy mấy lần giao chiến với nhân tộc nhìn thấy ba thần che chở càng nhìn thấy địa vị tộc đàn mạnh của viêm nguyệt tại vọng cổ bây giờ theo ánh mắt đảo qua cảm giác lịch sử ngưng tụ cổ kim khí tức của hắn cũng dâng lên bằng bạc càng ngày càng mạnh càng ngày càng đậm cuối cùng lan tràn toàn bộ sơn hải tác động đến bản thổ viêm nguyệt, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lớn cuốn mây. Tất cả tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc, trong một chớp mắt này đều cộng hưởng huyết mạch cộng minh. Nhất là ba vị ti quyền, ai nấy càng đi ra từ trong liều lớn của mình, nét mặt rung động, ngóng nhìn Sơn Hải, cảm giác vị tiên tổ đi ra từ trong lịch sử kia. Đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc, địa vị của vị đại ti quyền từng nhất thống tộc đàn này, trong lòng tất cả tộc nhân, đã không khác gì thần linh. Bọn họ dồn dập cúng bái, trong lúc toàn tộc cúng bái ánh mắt của vị đại ti quyền trở về này dịch chuyển rơi vào bầu trời sau đó hắn nâng chân lên đi đến màn trời đi đến khe hở bị xé ra trên thân thần linh nhện hắn không chỉ hấp thu được huyết nhục và thời gian còn bao gồm quyền hạn của thần vực quyền hạn này theo bước chân của hắn giờ phút này chuyển rời đến trong vận mệnh của hắn tăng cường mệnh cách của hắn hoàn thiện thiếu thốn của hắn cũng làm tia lửa sắp tắt vài vạn năm một lần nữa khôi phục cứ như vậy, hắn đi tới từng bước một, vị cách cũng thế, cấp độ sinh mệnh cũng vậy, đều đang thăng hoa, cho đến khi đi vào thần vực trong cái khe tung hoành vòng xoáy thần vực, trong ánh mắt ba thần. Hắn nhìn về phía ba thần, phát ra âm thanh khàn khàn. Đợi lâu rồi, âm thanh này như thiên lôi phân tán trong thần vực, cũng rơi vào trong vòng xoáy, trong lòng hứa thanh. Hứa thanh im lặng, hắn nhận ra thân phận của đối phương, cũng cảm nhận được bi thương còn sót lại trong năm tháng ở vu tàng trận đâm sau lưng kia hắn đã nhìn rất rõ ràng trong trí nhớ của cửu lê mà bây giờ nhân quả đâm sau lưng dường như cũng rõ ràng hơn bên ngoài vòng xoáy đối mặt với đại ti quyền đi tới nhật nguyệt như thường tinh thần ngắm nhìn vòng xoáy thản nhiên mở miệng như vậy bắt đầu đi đại ti quyền nghe vậy ánh mắt rơi vào mảnh thần vực này năm đó ta có một câu hỏi hôm nay muốn hỏi dựa theo ba vị nói mảnh thần vực này là quê hương trước kia của các ngươi như vậy sinh vật thần tính bị ô nhiễm nơi này đều là con dân trước đây của các ngươi các ngươi không tiếc sao bắc đế đã mất nhân quả đã qua hắn là chúng ta mà chúng ta không phải hắn câu trả lời này là của nguyệt thần đại ti quyền không lên tiếng nữa mà vào thời khắc này âm thanh của nhật thần ẩn chứa uy thế mênh mông vang vọng càn khôn xuyên thấu hư vô từ thần vực này từ cổ đến nay có minh thượng hoàng ngủ say đến giờ căn nguyên đã tan trong thời gian thu hoạch trong vòng sao đều là con vạn giới xúc động xưng là cha nay con của nguyên bắc giới nhật nguyệt tinh năm tư tế cổ cúng tế phụ thần chúng ta âm thanh của nhật thần chập trùng nổ vang thần vực mỗi một chữ đều dẫn đến thần vực rung động cùng nhau khiến cho vọng cổ kịch biến một vầng mặt trời thăng lên trời sau lưng hắn nguyệt thần bên cạnh nhắm mắt trăng sáng chiếu không trung càng có tinh thần mở mắt lấy vô tận ngôi sao thay thế bầu trời của thần vực này ba thần lại muốn đi cúng tế tàn diện giờ khắc này không còn là gió bắt đầu thổi mà là gió lốc đến bên trong vòng xoáy phía dưới đế thì ngóng nhìn hết thảy cũng đều chấn động đội trưởng trong đó cười điên cuồng mà hứa thanh cũng triệt để hiểu được hết thảy mục đích của ba thần hoàn toàn hiện ra rõ ràng bọn họ muốn hiến tế thần linh tàn diện để đổi lấy tàn diện mở mắt nhìn về phía thần vực này một cái nhìn của tàn diện có thể bỗng dưng xuất hiện cấm khu nếu nhìn về phía cấm khu cấm khu có thể hóa thành cấm địa nếu nhìn về phía cấm địa thì cấm địa biến thành thần vực nhưng nếu Nhìn về phía thần vực thì sao? Vấn đề này, Hứa Thanh có được đáp án ngay từ lúc ở trên Hồng Nguyệt. Đó chính là thần vực thăng cấp, biến thành thần giới. Một khi như vậy, thân làm chủ nhân thần vực, tất nhiên cũng sẽ cùng thăng cấp theo thần vực trong quá trình này. Kết hợp lời nói trước đó của đội trưởng, Hứa Thanh đã hiểu ra con đường của ba thần. Bọn họ muốn mượn thân phận chủ nhân thần vực, một bước vượt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, trực tiếp đạt tới cảnh giới vô hạ trong lúc thần vực này thăng cấp kể từ đó sẽ không xuất hiện đại nạn như xích mẫu như thần linh nhện vậy mà mệnh cách sẽ viên mãn đồng thời con đường thông đến thần đài cũng sẽ trực tiếp được đánh thông sau đó chỉ cần tích lũy đầy đủ thì sẽ có hy vọng thành thần đài đây là cơ duyên to lớn kinh người nhưng cũng là hung hiểm kinh khủng đến cực hạn lúc trước xích mẫu cũng đều thất bại thế nhưng giữa ba thần và xích mẫu có điểm khác biệt một lần kia xích mẫu bị động đối mặt mà lần này ba thần lại chủ động thu hút một bên không có sự chuẩn bị, một bên lại chuẩn bị mấy vạn năm. Bạo tay như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hứa thanh chấn động, một lần xích mẫu kia, bởi vì tu vi quá yếu, hắn không cách nào nhúng chàm đến một bước này, nhưng bây giờ, đã khác rồi. Cùng lúc đó, kịch biến ở bên ngoài còn đang tiến hành. Âm thanh đến từ nhật thần nổ vang thần vực. Tế thứ nhất, tế chúng sinh bảy vực. Lời nói kinh thế của nhật thần rơi vào vọng cổ, rơi vào trong bảy đại vực bị viêm nguyệt huyền thiên tộc đặc biệt lựa chọn rồi chinh phục, lại âm thầm trù bị nhiều năm, chỉ chờ hôm nay giờ này. Bảy đại vực này, mỗi một đại vực đều có phạm vi bao la. Mà giờ khắc này, trong bảy vực ấy, đều có khí tức của nhiều vị tôn vương viêm nguyệt huyền thiên tộc dâng lên ngập trời, thay đổi phong vân, biến đổi kết quả vận mệnh. Phóng mắt nhìn lại, trong bảy vực, đại quân viêm nguyệt đen kịt một mảnh, cờ xí mở rộng, như có thể che khuất bầu trời. Trước mặt bọn họ, là đếm không hết tù binh đặc thù của bảy vực này cũng thể hiện ra trên người những tù binh này, mỗi một vực lại đều là tộc nhất thống, ngoài chủ tộc của bản vực ra, không có tộc khác. Giờ phút này, toàn bộ những tù binh ấy quỳ ở đó, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Cho đến một chớp mắt tiếp theo, âm thanh của Nhật thần khuếch tán, mỗi một vực trong bảy vực đều truyền ra tiếng đồng ý của tôn vương. Mở ra huyết tế, chém, ra lệnh một tiếng, bảy vực đồng thời bùng nổ giết chóc. Trong thời gian ngắn, số người tử vong trong chớp mắt này nhiều đến mức không nói quá khứ tương lai chưa từng có nhưng cũng hãn hữu trong vài vạn năm nay máu chảy thành sông vong hồn trải khắp trời có người định bỏ chạy có người định đi ngược chiều nhưng lại không xông ra nổi phong ấn không phá nổi kết quả vận mệnh cố định này mà bảy tộc của bảy vực này một điểm đặc thù khác của bọn họ cũng hiển hiện ra theo chém giết máu của bọn họ là bảy loại màu sắc đỏ cam vàng lục lam tràm tím mỗi vực một màu mà vực máu đỏ tộc tử vong không phải là nhân tộc nhưng có thể tưởng tượng, với sự ngang ngược của viêm nguyệt huyền thiên tộc, đại vực nhân tộc làm chủ không có khả năng không phải mục tiêu ban đầu của nó. Ngược dòng tìm hiểu đến trận chiến trước, lúc trước tộc Hắc Thiên cử binh mà đến, dường như cũng có đáp án. Nếu trận chiến kia bại, nếu không có thự quang chi dương, nếu ép ra một kiếm cuối cùng kia của chấp kiếm đại đế. Nhưng lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Giờ phút này bảy vực bảy máu bảy tộc, toàn bộ diệt vong, thi hài trồng chất, máu tươi thành biển vong hồn tràn ngập như thành quỷ giới đều vì cúng tế tồn tại cao nhất phía trên vọng cổ tàn diện to lớn chấn áp hết thảy tu sĩ hết thảy tộc đàn hết thảy sinh mệnh thậm chí hết thảy thần linh kia mí mắt hắn bỗng hơi nhúc nhích tiếp đó âm thanh đến từ thần vực vang vọng một lần nữa tế thứ hai tế chiến hồn vạn năm âm thanh này không phải của nhật thần mà là của đại ti quyền bởi vì lần tế tự này là hồn anh linh đã tử vong của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vài vạn năm đến nay, đây là một lần tự hiến của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Chỉ có như vậy mới gọi là tâm thành, chỉ có như vậy mới gọi là cúng tế. Cho nên, chân chính có tư cách dung chuyển cổ kim, nói ra cúng tế chiến hồn, không thể là ba thần. Chỉ có thể là vị đại ti quyền đầu tiên đã từng nhất thống Huyền Thiên Đại Vu, tộc trước kia mới thuận theo nhân quả. Nếu hắn chết thì ba vị ti quyền bây giờ sẽ thay thế. Trong thời gian ngắn, toàn bộ từ đường tộc đàn toàn bộ anh linh điện thuộc ba vị ti quyền của viêm nguyệt huyền thiên tộc cùng nhau nổ vang vô số hồn tích lũy vài vạn năm đến nay trong đó bay lên không tự thành đồ tế toàn tộc viêm nguyệt đều im lặng từ ti quyền cho tới lê dân đáy lòng khó khống chế nổi mà dâng lên nỗi buồn nhưng đây là mệnh mệnh của bọn họ cũng là mệnh của vị đại ti quyền trở về từ lịch sử kia năm đó hắn lựa chọn đâm sau lưng tuy có hứa hẹn thành thần tồn tại nhưng cũng có nguyên nhân so đo cân nhắc vì sự lâu dài của tộc đàn hắn biết cửu lê được truyền thừa vị trí tổ vu không có khả năng chém giết thần linh nhện mà hắn cũng không muốn thứ quyết định vận mệnh của huyền thiên đại vu tộc chỉ là một vu tổ đại trận lựa chọn của cửu lê chỉ có thể bảo vệ tộc đàn tạm thời mà lựa chọn của ta có thể liều một tương lai tồn tại đời đời vì tộc đàn lịch sử không có nếu như chỉ có kết quả cho nên ta không hối hận giờ khắc này từ tất cả từ đường anh linh điện trong phạm vi viêm nguyệt huyền thiên tộc có vô cùng vong hồn dâng lên, số lượng như vô số ngôi sao, bùng nổ. Bọn chúng hội tụ từ bát phương, thành một con sông hồn, phóng tới màn trời vọng cổ. Càng bay càng cao, cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng như một sợi tơ màu đen, tới gần tàn diện. Từ xa nhìn lại, lấp lánh tia u tối, tràn ra ánh sao, lấp lánh trong vọng cổ. Trong chớp mắt, lại biến mất không còn tăm hơi. Nhiều khu vực của đại lục vọng cổ, vẫn chưa hề phát hiện ra chuyện này, duy chỉ có tộc mạnh và cường giả của đại lục vọng cổ còn có các phương thần linh ẩn nấp ở đây có nhận biết mà ngay một khắc những cường giả này ngừng đầu trong thần vực vùng đất bắt nguồn hết thảy cúng tế đang tiếp tục tế thứ ba tế thiên đạo côn bằng âm thanh của nhật thần vang vọng trong thần vực chữ như tiếng sấm nổ vạn quân câu như âm thanh khai thiên lập địa nổ tung hư vô chấn động viêm nguyệt trời thiên này cũng không phải thiên trên bầu trời sao mà là căn nguyên của thiên phú bị gieo xuống trong huyết mạch của tộc nhân viêm nguyệt huyền thiên tộc Thiên là thiên trong thiên phú. Giờ phút này, thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc sụp đổ. Mỗi một tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, đầu óc đều hoàng hốt trong một chớp mắt này. Theo thiên phú đổ sụp, một loại bản năng đời sau bị ba thần giấu trong ý thức, trong huyết mạch, sinh mệnh của bọn họ đang bị tước đoạt. Kế tiếp dùng phương thức không thể tưởng tượng được xuất hiện giữa thiên địa. Bản năng kia, thiên phú kia là thiên đạo. Cho nên giờ phút này xuất hiện phía trên vọng cổ, chính là thiên đạo viễn cổ bị ba thần bắt sống khóa lại dung nhập vào trong vận mệnh của viêm nguyệt huyền thiên tộc, từ đó làm tộc nhân có thiên phú côn bằng. Một tiếng kêu rên dung chuyển tâm thần vang vọng trên vọng cổ, kèm theo âm thanh leng keng của vô số xích sắt đụng vào nhau, rất nhanh từng sợi xích sắt màu đen tràn ngập phù văn lộ ra. Phía sau những màu đen xích sắt này, một con côn bằng to lớn lại đầy người vết roi, máu thịt be bé bét, bị túm mạnh ra từ hư vô. Nó vừa phát ra tiếng kêu rên kinh thế, vừa bị cưỡng chế lôi kéo tới chỗ tàn diện. Nó muốn giãy dụa nhưng lại tốn công vô ích cũng không ai có thể cứu viện vào thời điểm này bởi vì tàn diện đang động thế là thiên đạo côn bằng này chỉ có thể bị những xích sắt kia lôi kéo càng ngày càng cao cho đến khi sụp đổ cho đến khi đạo mất âm thanh truyền khắp vọng cổ giờ khắc này vọng cổ im lặng mà tất cả người tu hành quy tắc pháp tác thuộc về thiên đạo côn bằng vĩnh viễn mất đạo tương lai quy tắc pháp tác thuộc về nó cũng sẽ bị xóa đi không xuất hiện nữa cùng lúc đó thần linh tàn diện to lớn trên bầu trời kia bỗng nhiên mở đi một lát lúc rõ ràng mặt hắn đã chuyển phương hướng đối mặt Sơn Hải Đại Vực của Viêm Nguyệt, nơi đó là vùng đất Thần Vực và vọng cổ giao hòa trong cõi U Minh, mà giờ khắc này trong Thần Vực Tế thứ tư cũng xuất hiện. Tế thứ tư, Tế tất cả có sinh mệnh thần tính của Bắc Đế Thần Vực, tất cả sinh mệnh thần tính bị Thần Linh xâm nhập chuyển hóa năm đó và sinh sôi này nở vô số năm qua trong Thần Vực đều bị ba thần dùng quyền hạn của vực này cúng tế. Sau khi cúng tế bảy tộc của bảy vực cúng tế vong hồn viêm nguyệt, cúng tế thiên đạo côn bằng, sinh mệnh thần tính trong thần vực phát ra tiếng kêu rên càng thê lương hơn. Từng con nhện sụp đổ, từng con dị thú tan nát, từng cây mặt người biến thành cho bụi. Phóng mắt nhìn lại, cả biển thần vực khô héo, ngôi sao nổ vang, tử vong liên miên, khô héo thành đàn. Thần vực thành nghĩa địa trong chớp mắt. Cho dù những tồn tại cường hãn hứa thanh gặp phải trên đường kia, như tu ngư, như con sứa, vân vân, cũng đều khó thoát, ao ao diệt vong cuối cùng đổi lấy hai mắt nhắm lại của thần linh tàn diện phía trên vọng cổ hình như đang mở ra một cái khe mà một của tế cuối cùng của ba thần cũng đưa lên vào thời khắc này tế thứ năm tế bắc đế thần vực dùng cả vực này làm một của tế cuối cùng của bọn họ hiến tế con dân trước kia của mình cho dù bọn họ đã bị xâm nhập dị hóa thành sinh vật thần tính điên cuồng hiến tế quê hương kiếp trước của mình dù nơi này đã hóa thành thần vực cách làm như thế có thể thấy được sự điên cuồng có thể thấy được sự kiên quyết đây cũng là nguyên nhân vì sao, trước đó sau khi đại ti quyền đến, đã hỏi ba thần có luyến tiếc hay chăng? Đáp án, ba thần đã nói ra trước đó. Sau khi thành thần, đã không phải người. Trong chớp mắt, thần vực giấy lên tiếng nổ khai thiên, nơi tinh không rung động, hình như có một lực vô hình giáng lâm, lôi thần vực này ra khỏi khe hở của vọng cổ. Xuất hiện, trên bầu trời đại lục vọng cổ, tới gần phía tàn diện. Giờ khắc này, vạn tộc của đại lục vọng cổ ngóng nhìn, vô số cường giả, rất nhiều thần linh cũng đều có cảm giác. Năm tế của ba thần đã kết thúc như vậy. Mà tàn diện to lớn phía trên vọng cổ, giờ phút này đang muốn hoàn toàn mở ra hai mắt. Cũng chính vào lúc này, ở nơi hạch tâm thần vực, trong vòng xoáy khổng lồ có đế thi kia, hứa thanh tận mắt thấy hết thảy bên ngoài. Nội tâm nổi sóng vạn trượng, nghe thấy tiếng gầm điên cuồng của đội trưởng trong thần niệm. Tế thứ sáu, tế căn nguyên thần linh. Nói rồi, trên trăm con rối bay ra từ trong thân thể đội trưởng những con dối này có tạo hình giống nhau bộ mặt mỗi một con đều có khắc tên giờ phút này theo chúng bay ra dưới sự điều khiển của đội trưởng chúng nó được đưa ra bên ngoài đế thi đội trưởng còn điều khiển tay đế thi bóp chặt những con dối này khí thế không nhỏ phối hợp với tiếng nói của đội trưởng cho người ta một loại cảm giác rất hùng vĩ duy chỉ có những con dối kia thoạt nhìn rất giá rẻ hứa thanh còn nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc được khắc trên đó thi cấm chủ xích mẫu nhật thần tiểu sư đệ Khí thế của đại sư huynh thế nào? Ha ha. Ta nói với ngươi, bình thường ta không có cách nào đi tế những kẻ thù này, hiện tại mượn cơ hội này, vừa lúc tế một chút. Âm thanh đắc ý của đội trưởng vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những con rối giá rẻ kia, những mảnh vụn kia mà không cảm nhận được bất cứ dao động thần linh nào trên đó. Những thứ này chỉ là rối gỗ đơn thuần mà thôi, duy chỉ có những cái tên khắc trên đó là khác nhau. Nhưng về số lượng, có thể thấy được kẻ thù của đội trưởng rất nhiều. Thế nhưng loại cúng tế này không có bất cứ ý nghĩa gì dưới cái nhìn của hứa thanh. Tâm niệm của hắn, đương nhiên bị đội trưởng cảm giác được, thế là đội trưởng tăng hắng một tiếng. Ta chỉ tỏ ra sự tồn tại của mình mà thôi, ra vẻ một chút, lỡ thành công thì sao? Hứa thanh im lặng, rất nhanh thần niệm của hắn cũng truyền ra theo đó. Tế thứ bảy, tế tử thanh thái tử. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, lỡ thành công thì sao? Trong chớp mắt tiếp theo, cũng không biết có phải đội trưởng và hứa thanh tế tự có tiếng vọng hay không, tàn diện phía trên đại lục vọng cổ đã hướng mặt về phía sơn hải đại vực hai mắt hắn từ trạng thái hơi hé bỗng nhiên mở ra dưới cái mở mắt này ngân hà xoay chuyển toàn bộ tinh không giống như điên đảo vạn ngôi sao mất ánh sáng thiên địa của đại lục vọng cổ càng đại biến chỉ thấy bầu trời kia vạn vẹo bắt đầu vỡ vụn lan tràn đến vô tận bầu trời không nhìn thấy cuối cùng chỉ thấy nhiều vực trên mặt đất kia quay cuồng vô số ngọn núi đổ sụp dòng sông biển cả đều dâng lên trời hiện ra biến đổi to lớn kinh thiên mà giữa thiên địa, gió nổi mây phun, gió lớn cuốn lên thành gió lốc, mây mù cuồn cuộn hóa dữ tợn. Toàn bộ thế giới đều đang nổ vang, trong hư vô phun trào sấm sét. Ầm. Um, nổ tung hết thảy vật vô hình, vang vọng trong tâm thần của toàn bộ sinh linh. Đây là một lần mở mắt hơi khác trong quá khứ của tàn Diện, bởi vì có âm thanh tim đập quanh quẩn bên tai tất cả sinh mệnh của vọng cổ. Vào thời khắc này, thình thịch, thình thịch, Tàn Diện mở mắt. Trong thần nhãn to lớn kia, hình như có tinh không dập tắt, có vô cùng giới, có vô hạn niệm, có hết thảy đạo, có hết thảy uẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ ban sơ. Vạn vật ở trong đó, nhân quả ở trong đó, vận mệnh ở trong đó. Nơi hắn nhìn đến, đều tùy ý niệm của hắn. Đúng là, toàn chi, tâm thần của hứa thanh ngưng kết, suy nghĩ, thậm chí tất cả của hắn đều bị rút đi khái niệm thời gian, đều bị rút đi nhận biết, trống rỗng. Cùng ngưng kết, còn có nhị ngưu, cũng giống như thế, cho dù là đại ti quyền ở vị trí bên ngoài vòng xoáy của bọn họ thậm chí ba thần sinh mệnh đều bỗng nhiên tạm dừng trong một chớp mắt này còn vị trí thần vực giờ phút này xuất hiện biến đổi có một không hai nơi tản diện nhìn đến ánh mắt hướng đến thần vực dường như không còn là không gian mà đã trở thành một bức họa ngôi sao cũng thế mặt đất cũng vậy thậm chí ba thần và đám người hứa thanh trong đó đều phẳng phất biến thành thủy mặc trong bức họa ngôi sao bên trong bức họa thành mực nhòe trở nên ảm đạm đang biến mất thế giới bên trong bức họa cũng là như thế còn bản thân bức họa lại bay lên không nhanh chóng tới gần tàn diện trên bầu trời càng đến gần càng tiêu tán giờ khắc này tất cả cường giả tất cả thần linh của đại lục vọng cổ cho dù ẩn nấp hay không cho dù có đang ngủ say hay không đều lập tức ngẩng đầu thức tỉnh trong chớp mắt cùng nhau nhìn về phía tàn diện nhìn về phía thần vực như cuộn tranh kia toàn bộ đều chấn động bởi vì thần vực như cuộn tranh kia đang dần dần tiêu tán đồng thời bản thân nó cũng đang thăng cấp, khí tức kinh khủng dâng lên ở trong đó, khí tức này mạnh đến nỗi đủ để cho rất nhiều thần linh rung động trong lòng, biết được sợ hãi là gì. Ánh vàng chói mắt bùng nổ trong đó, ánh vàng này chói lọi đến mức vượt qua cả mặt trời sáng lại, khiến cho vô số nhật nguyệt của vọng cổ đều phai màu, nhìn mà hoảng hốt, tựa như hôm nay mới biết cái gì là ánh sáng. Giới này đang thăng cấp từ thần vực đến thần giới, cả thế gian đều chú ý. Cùng lúc đó, theo thần vực thăng cấp, tất cả tồn tại có quyền hạn thần vực thân là chủ nhân thần vực cũng đều đạt được ước muốn trong một chớp mắt này, thân thể ai nấy cũng đều thăng cấp. Ngọn lửa vốn tồn tại trong thân thể đại ti quyền, giờ phút này đã tăng vọt trong khoảnh khắc, rồi khoét tán khắp thân thể, muốn đốt thân hắn thành thần thể. Lan tràn đến linh hồn, muốn luyện hồn hắn thành. Hồn của thần linh, ngọn lửa bùng nổ, điên cuồng thiêu đốt, có thể thấy được khuôn mặt đại ti quyền trong đó lộ ra đau đớn. Nhưng ánh mắt hắn lại kiên định và chấp nhất, càng ẩn chứa sự chờ mong. Hắn đang thành thần, Ba thần đã chuẩn bị kế sách vài vạn năm, càng trả giá lớn như thế, giờ phút này tự nhiên cũng phải thu hoạch. Thần nguyên của mỗi người bọn họ bùng nổ, không còn áp chế kiếp hỏa của mình nữa. Bọn họ muốn mượn cơ hội thần vực thăng cấp biến thành thần giới không gì sánh kịp này, vượt qua kiếp hỏa cảnh hung hiểm đến cực hạn đối với thần linh kia, trong một lần hành động, muốn một bước bước qua kiếp hỏa, trực tiếp thành tựu thần linh vô hạ. Một khi thành công, bọn họ không khác nào đã dọn sạch con đường tiến về thần đài cảnh. Từ đây về sau không kiếp không nạn, có hy vọng thành thần đài. Đây là khát vọng mà tất cả thần linh mơ ước tha thiết nhất. Mạnh như xích mẫu, cũng đều không đi đến một bước này, chỉ có thể dựa vào công tiếp dẫn tàn diện thành thần tiếp cận vô hạ, muốn cắn nuốt chúng thần để trồng chất thành con đường. Mạnh như lý tự hóa, cũng phải chém hỏa lúc mới thành thần, đổi sang tu tiên đạo, rồi sau đó mưu đổ mấy vạn năm vượt qua cổ kim, mới chứng đạo được. Còn thần linh nhện cũng không có sự quyết đoán của ba thần, chỉ lấy thần quả làm nhân muốn nuốt thần quả tự thành tựu, đương nhiên sẽ rơi vào nhân quả, rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực chắc tuyệt của ba thần. Đại ti quyền đang thành thần, ba thần đang nhảy vọt, mà quyền hạn thần vực có 5 phần. Giờ phút này bên trong vòng xoáy thần vực, lấy đế thi làm vật dẫn, cơ duyên thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành theo tiếng cười điên cuồng đội trưởng. Tiểu A Thanh, cơ duyên bậc này, ngươi xem coi thế nào? Giọng điệu đội trưởng kích động, sự đắc ý trong lòng hắn truyền đến trong tâm thần hứa thanh ta nói với ngươi, thiên địa vạn vật, hết thảy của vũ trụ đều có thể mặc chúng ta sử dụng, cho dù là tàn diện chó đẻ kia cũng như thế. Năm đó, nguyệt tinh chỗ xích mẫu thăng cấp, ta đã trông thèm mà không được, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép, nhất là chuyện xảy ra bất ngờ. Trước đó ta cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại biến hóa kia. Nhưng lần này, nhịp tim của đội trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều, nội tâm càng rung động kịch liệt. Lần này, nên đến chúng ta lên xe nhìn ngắm phong cảnh. Trong mắt hứa thanh phun ra tinh mang truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tiểu sư đệ cho đến ngày nay đại sư huynh nói cho ngươi một bí ẩn của vọng cổ bí ẩn này liên quan đến con đường của ngươi liên quan đến con đường của ta và liên quan đến con đường của sư tôn âm thanh sụp sôi của đội trưởng rơi vào tâm thần hứa thanh sau khi nghe thấy hai chữ sư tôn nội tâm hứa thanh chấn động từ khi tu hành đến nay ngươi chắc cũng biết được đại cảnh giới của thần linh trước thần hỏa đều là thần tính sau thần hỏa vô hạ là đại cảnh giới thần đài, mà sau thần đài là gì? Hôm nay ta cho người biết, đó là cấp bậc cùng một vị cách với hạ tiên. Chân thần. Đội trưởng vừa nói ra lời này, trong đầu hứa thanh như có sấm sét nổ vang, mà tiếng của đội trưởng vẫn còn tiếp tục từng chữ như thiên lôi vọng lại tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, trên thần chủ là thần tôn, trên thần tôn là thần minh. Đây là một con đường rõ ràng, có dấu vết lần theo, cho dù là xích mẫu năm đó hay ba thần hiện tại đều tiến lên trên con đường này trong đó lý tự hóa đi nhanh nhất từ tu sĩ chủ tể cảnh đỉnh phong năm đó, hòa tan xích mẫu hóa nhân quả, bố cục vượt qua vài vạn năm cổ kim, cuối cùng, một bước bước vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này, có một vài chuyện hứa thanh đã biết được trước đó, cũng có một vài chuyện hắn đã từng suy đoán trong lòng, nhưng đa phần vẫn mới nghe nói lần đầu. Đối với hệ thống thần linh, cuối cùng hắn cũng có nhận biết như nổ tung trong tâm thần. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu vòng xoáy, xuyên thấu thần vực, nhìn về phía tàn diện trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn tàn diện kia đi, ngươi có biết vì sao nhật thần tế tự từ cổ đến nay, có minh trên hoang không? Vì sao mà nguyên năng giải rác trong thời gian, vì sao hắn đến, huyền u là một vị hạ tiên cuối cùng của vọng cổ, cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Bởi vì, tên của hắn, là hoang. Bởi vì, cảnh giới của hắn, là bán bộ thần minh. Nói một cách chuẩn xác, là xung kích thần minh thất bại mà ngủ say đến nay mà tu sĩ, vì sao không giống như thần linh? Tiếng của đội trưởng ngừng lại. Hứa thanh im lặng, đáy lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, người biết năm đó khi tàn diện đến, chuyện đầu tiên làm chính là gì không? Hắn cắn nuốt thiên đạo viễn cổ đứng hàng thứ nhất. Âm thanh đội trưởng trầm thấp. Đó là thiên đạo mạnh nhất của vọng cổ, nguyên thân của nó là. Vị mạnh nhất năm đó trong số mấy hạ tiên hạ giới mà đến, diệt sát hoàng thiên thần tộc của vọng cổ kia. Sau khi hạ tiên này trấn áp thần tộc bản thổ của vọng cổ, từng nhìn tinh không mà khóc từ vận mệnh vứt bỏ tiên cho nên thần lộ đi lên tiên mất đi vị trí thế là hạ tiên này nhắm mắt để xác tiên hóa tiên hồn thành thiên đạo thứ nhất của vọng cổ muốn nghịch chuyển toàn thế giới mà vị thiên đạo viễn cổ thứ nhất kia ghi chép truyền thừa liên quan đến tiên trong hệ thống tu hành của tu sĩ chúng ta nhưng hắn bị nuốt dung hợp cùng tàn diện đây chính là nguyên nhân sau chủ tể tiên lộ đứt đoạn giọng điệu của đội trưởng khó nén xa suốt mang một chút ý vị không tên Tâm thần hứa thanh cuồn cuộn, hắn vốn dĩ đã hiểu biết tiên lộ đứt đoạn tại Hoàng Đô Đại vực của nhân tộc, là bởi vì hạ tiên biến mất, mà bây giờ mới biết ngoài nguyên nhân này ra, điều quan trọng nhất đúng là Thiên Đạo truyền thừa tiên đạo, lại bị tàn diện cắn nuốt đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, đời sau vọng cổ lại không có đại đế, các tộc đều ý đồ nối lại con đường. Đội trưởng tiếp tục mở miệng, từ đây về sau, con đường trên Ẩn Thần đã đứt, hệ thống tu hành đến Ẩn Thần cửu giới đã không có đường nữa cho nên sau huyền u không có bất cứ tu sĩ một tộc nào có thể một lần nữa đi đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế có vị cách tương tự với thần đài lại càng không cần phải nói đến hạ tiên mà trên thực tế cho dù thiên đạo thứ nhất kia không bị cắn nuốt tu sĩ nhiều nhất là đi vài bước so với hiện tại mà thôi cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi không đường để đi bởi vì hạ tiên chính là cực hạn của tu sĩ trước đây đội trưởng than nhẹ hứa thanh im lặng nhưng có một số người tin tưởng vững chắc hạ tiên không phải cuối cùng của hệ thống tu hành âm thanh của đội trưởng lại vang lên người cũng biết vì sao gọi là hạ tiên không hạ chính là hạ vậy tiên của hạ giới cũng là hạ tiên phía trên hạ tiên đáng ra còn có thượng tiên nhưng từ xưa đến nay không có bất cứ tu sĩ một tộc nào có thể thành tựu cảnh giới thượng tiên dần dà không người còn tin nữa chỉ có thể coi hạ tiên là tận cùng con đường tu hành dần dần bởi vì chữ hạ không may thay đổi thành hạ nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn tin tưởng, trên hạ tiên còn tồn tại thượng tiên, trên đỉnh thượng tiên còn có tiên tôn, cuối tiên tôn, ắt còn có đường. Con đường này, ta đi từ một phương hướng, sư tôn đi từ một phương hướng khác, trong rất nhiều tộc đàn của đại lục vọng cổ, cũng tồn tại những người đi con đường khác nhau. Họ đều đang tìm tòi, đều đang nỗ lực đi ra. Hôm nay, ngươi cũng sẽ gia nhập vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó ta để ngươi tạm hoãn đột phá, quy hư là một điểm giới hạn quan trọng. Trên thực tế, trước khi xuất phát đi viêm nguyệt sư tôn từng tới hoàng đô đại vực ta đã gặp lão đầu tử sư tôn từng tới ư hứa thanh khẽ giật mình rất nhanh lại thoải mái hắn cũng đã sớm hiểu ra đội trưởng và sư tôn ai nầy đều có lai lịch thần bí không gì sánh nổi hoặc nói một cách chuẩn xác bọn họ đều đang đi trước trên con đường khác biệt thuộc về mình đại sư huynh tất nhiên là liên quan đến từng lần kiếp trước của hắn còn sư tôn hứa thanh xem không hiểu nhưng có thể suy đoán được liên quan đến việc sống lại Đối với câu hỏi của Hứa Thanh, đội trưởng nhẹ giọng hồi đáp, "Tới rồi, chuyện để ngươi tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt cũng là chính hắn khiến ta báo cho biết, sở dĩ hắn không nói trước với ngươi, là sợ ảnh hưởng đến con đường của ngươi." Tâm thần của hắn và Hứa Thanh dung hợp, ngôn từ ý vị sâu xa. "Tiếp theo, tiểu sư đệ, có đi ra một con đường tìm tòi thuộc về ngươi hay không? Quyền lựa chọn ở ngươi. Nếu ngươi không muốn, có thể chém đứt quyền hạn thần vực, tiếp tục đột phá như trước đó. Nếu ngươi muốn đi thăm dò, như vậy Lực lượng thăng cấp của thần vực lần này chính là cơn gió giúp ngươi tiến lên. Nhưng con đường này nhất định hung hiểm, tương lai là đường sống hay đường chết, có thể đi bao xa, tất cả đều không biết. Ngươi, cân nhắc đi. Hứa thanh không nói gì. Đội trưởng cũng không lên tiếng nữa. Hắn đang mượn cơ duyên này, đi con đường của mình, đi tìm đạo thuộc về mình trong cõi u minh kia. Con đường thuộc về ta. Hứa thanh thì thảo, nhắm mắt ngưng thần, hắn không cần phải suy nghĩ, bởi vì ở mấy năm trước hắn đã biết được lại xác định rõ con đường của mình đó là con đường hắn đã quyết định sau khi tu hành trường phái dị tiên trong thái học cung của hoàng đô đại vực nhân tộc đường này sẽ lấy thần linh làm củi thiêu đốt toàn bộ thần linh giữ lại thần quyền hóa thần nguyên lại lấy thần nguyên làm củi thiêu đốt toàn bộ khiến cho chúng biến thành sợi hồn dị tiên của mình rồi lấy sợi hồn hóa vạn vật thành hết thảy thần thể đỉnh điểm của tưởng tượng chính là đỉnh điểm của đạo này càng có thể chuyển tất cả thần quyền có thể xưng thần trong thần cuối cùng lấy ý chí của bản thân làm chủ thành tựu một con đường tu tiên mượn thần đây chính là dị tiên như vậy quy hư của ta thật sự biến thành đất nền đất nền luyện hóa thần linh hứa thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt năm tàng môn trong thân thể từ trạng thái tạm hoãn trước đó lập tức khởi động lại nổ vang một lần nữa như năm hỏa sơn khổng lồ rung động thiên địa đồng thời bùng nổ âm thanh khai thiên tịch địa rít gào trong tâm thần hứa thanh Núi lửa phun trào, vô số cho núi lửa càn quét toàn bộ thức hải. Cho núi lửa này nhìn như nhất trí với tu sĩ tầm thường lúc thăng cấp quy hư, nhưng chất liệu tồn tại sự khác biệt. Hứa Thanh nắm giữ thần tàng, có được thần nguyên, quy hư nguyên bản của hắn đã không giống khác người. Đất nền cho núi lửa trong cơ thể hắn, ẩn chứa khí tức thần linh. Mà giờ khắc này, với con đường hắn muốn đi, những khí tức thần linh này hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, Chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu rên chuyển ra từ trong đinh 132, ngón tay thần linh trực tiếp sụp đổ, bị hứa thanh phân giải thành chất dinh dưỡng, dung nhập trong năm núi lửa tàng môn. Sau khi thiêu đốt, chúng phun ra đất nền cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút. Ngay sau đó, hắn và đội trưởng có quyền hạn thần vực, khiến cho giờ khắc này giữa lúc đế thi hô hấp, lực lượng kinh khủng tạo thành từ thần vực thăng cấp cũng tràn vào trong đế thi, lại từ một phân thành hai, rơi vào trên người hứa thanh và nhị ngưu. Một phần rơi vào Hứa Thanh, trực tiếp tràn vào đến trong đất cho. Đây là lực lượng của thần giới, mà thần giới đối ứng với thần đài, có thể nói, đây là lực lượng thần đài. Dùng lực này hóa đất cho, như thế là đã thành tựu một mảnh đất nền có thể mai táng luyện hóa thần linh. Rầm rầm rầm. Tiếng vang trong Thức Hải Hứa Thanh, một tiếng vượt qua một tiếng, đến cuối cùng đã nghiêng trời lệch đất, cho đến chớp mắt tiếp theo, toàn bộ Thức Hải đều bị đất cho lấp đầy. Có thể thấy được trong Thức Hải đã không còn biển. Toàn bộ đều là Khư thổ hình thành sau khi đất cho lắng động, vô biên vô hạn, mênh mông kinh người. Giờ phút này nếu có tu sĩ Quy Hư, khác có thể nhìn thấy đất nền trong thân thể Hứa Thanh nhất định sẽ rung động, bởi vì phạm vi khư thổ của Hứa Thanh lớn gấp mấy chục lần Quy Hư bình thường, mà chất liệu lại càng kinh người. Mà khoảnh khắc cho núi lửa thành đất, hóa thành nền tảng thiên cung của Hứa Thanh, còn có năm tàng môn trên thiên cung đều đồng loạt rơi vào trên khư thổ. Ngay khi chúng dung hợp cùng khư thổ, biến thành một thể tu vi của hứa thanh bỗng nhiên đột phá bước vào quy hư nói một cách chuẩn xác đây là khư thổ không giống tất cả quy hư đây là con đường đặc hữu của hứa thanh là đạo của hắn có thể coi là thần khư dao động kinh khủng không ngừng dâng lên trên người hứa thanh lần thăng cấp này là đột phá đại cảnh giới có thể nói đã khiến cho sức chiến đấu của hứa thanh được đề cao đến mức trước nay chưa từng có nhưng cảnh giới quy hư ấy giờ phút này còn chưa hoàn chỉnh khư thổ có, tiếp xuống chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của hứa thanh, bởi vì khư thổ kinh người, đương nhiên cũng rất khác tu sĩ tầm thường, mà loại khác biệt này, ngược dòng tìm hiểu, đó là khác hẳn về bản chất. Mà cho dù là hắn hay đội trưởng, lại hoặc là đại ti quyền đang thành thần, và ba thần muốn một bước vượt qua kiếp hỏa thành tựu vô hạ. Thứ bọn họ yêu cầu bây giờ đều cực lớn. Cho nên tất nhiên sẽ có một chút tồn tại, không cho phép hết thảy chuyện này xuất hiện. Thế là, bên ngoài vòng xoáy, lực cản ầm ầm giáng lâm. Trên bầu trời, đôi mắt mở ra của thần linh tàn diện đang chầm chậm khép kín. Thần cách của thần vực mà ba thần tế tự hết thảy để đổi lấy, lại không vì vậy mà kết thúc, ngược lại còn đang thăng cấp trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế nhưng, thần vực kia thăng cấp, đồng thời bản thân, nó cũng đang tan rã, có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, như muốn triệt để đốt cháy hết thảy tạp chất của thần vực này. Hiển nhiên, thần vực biến thành thần giới, loại thay đổi về bản chất nghiêng trời lệch đất này, tuyệt đối không thể thành công một cách đơn giản được lực lượng của tàn diện hùng vĩ vô cùng, nhưng bản thân thần vực có thể tiếp nhận được hay không cũng là mấu chốt. Mà thần vực này, cho dù ba thần đã chuẩn bị nhiều năm, chủ bị trong năm tháng mấy vạn năm, nhưng loáng thoáng dường như còn không cách nào trèo chống toàn bộ quá trình thăng cấp. Dù sao chuyện Hồng Nguyệt năm đó, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 nguyệt của vọng cổ, nắm quyền hành vọng cổ, đồng thời xích mẫu lại là kiếp hỏa đỉnh phong, bán bộ vô hạ càng có mưu đồ cổ kim của Lý Tự Hóa. Điều quan trọng nhất chính là, thân phận của xích mẫu nàng làm người đầu tiên tiếp dẫn tàn diện mà thành thần ở thời đại huyền u cổ hoàng có nhân quả cực sâu với tàn diện lấy cảnh giới bán bộ vô hạ cắn nuốt rất nhiều thần linh nhân thần điều đố kỵ cho nên kiếp của nàng không có thần nào đến trợ giúp tự nhiên cũng thành điểm lành của lý tự hóa tổng hợp đủ loại mới giành được một tia cơ hội kia nhưng ba thần lại khác cho nên vào lúc con mắt tàn diện chậm rãi khép kín lực cản bỗng nhiên buông xuống đại lục vọng cổ cửu lĩnh đại vực, trong một mảnh đầm lầy chiếm 3 phần 10 khu vực của vực này, một con mắt vàng kim to lớn mở ra, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn thần vực chỗ ba thần. Bên trong cổ thánh đại vực, có một ngọn núi khổng lồ, mênh mông vô cùng, bị tộc đàn của vực này cúng bái. Giờ phút này núi chuyển biến từ màu đen thành màu vàng kim, càng đột ngột mọc lên từ mặt đất như một cái sừng vàng to lớn, nghiền nát hư vô. Bên trong vạn hòa đại vực, một vùng biển mênh mông, vào lúc sóng lớn cuồn cuộn, một bức tượng thần dâng lên từ dưới biển tượng này ba đầu sáu tay, ba đầu theo thứ tự là đầu thú, đầu quỷ, đầu thần. Sáu tay nắm giữ luân hồi sinh tử, ngay khi hiện thân, biển cả hội tụ lại thành thân thể mênh mông, một bước đi đến hư vô. Loại dị biến như vậy đồng thời bùng nổ tại nhiều khu vực của đại lục vọng cổ. Từng luồng thần ý kinh khủng, dâng lên ngập trời từ bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc, đồng thời chúng dồn dập tới gần thần vực chỗ ba thần, triển khai thần lực, hủy thiên diệt địa. Trong thời gian ngắn, bầu trời thần vực mơ hồ, mặt đất vạn vẹo, thời gian nổ tung, theo sự tham lam mãnh liệt bùng nổ, bọn họ muốn ngăn cản ba thần, muốn cướp đoạt quả của ba thần. Giờ khắc này, vô số tộc đàn run rẩy, phần lớn chúng sinh dâng lên cảm giác tim đập thình thịch như tai họa lớn ập lên đầu. Nhưng, ba thần chủ bị vài vạn năm, với sự toàn tri của bọn họ, lại há có thể không có chuẩn bị cho chuyện này, cho nên gần như trong khoảnh khắc mấy chục thần ý giáng lâm xuất thủ, ba thần đang thăng cấp, đồng thời mở to thần nhãn, Chớp mắt tiếp theo, một trận pháp mênh mông trực tiếp lấp lánh từ trên thân ba thần. Trận pháp lấp lánh này, bao phủ bát phương, tràn ra ánh sáng năm màu, đồng thời huyễn hóa ra đếm không hết phù văn. Những ấn ký phù văn kia, tất cả đều mang cảm giác cổ xưa, bọn chúng tràn ngập khiến cho toàn bộ trận pháp, cũng mang đến cho người ta cảm giác năm tháng. Trận này, tên là tuyệt thần, tên đầy đủ là tuyệt thần vu trận. Đây chính là trận bảo vệ tộc đàn mà tổ vu của huyền thiên đại vu tộc, lấy thân mình biến thành năm đó sau này lại bị cửu lê luyện hóa làm uy lực của nó càng lớn hơn sau khi rơi vào tay ba thần bọn họ càng luyện hóa hơn mấy vạn năm còn dùng trận này khóa thiên đạo viễn cổ ngoài vì dùng cho việc cúng tế bây giờ mục đích càng căn bản chính là lấy máu của thiên đạo ẩn dưỡng tuyệt thần chính vì lúc này đây giờ phút này tuyệt thần trận dâng lên trong chốc lát chúng thần sắp đến bị ngăn cản ở ngoài thế nhưng dù trận này có lai lịch kinh người lại bị tế luyện nhiều lần nhưng chúng thần mà nó đối mặt mỗi một vị đều vô cùng kinh khủng cho nên chỉ có thể ngăn cản chốc lát, không có khả năng ngăn cản quá lâu. Nhưng sự chuẩn bị của ba thần không có khả năng chỉ có trận này. Một chốc lát ngăn cản này, trong phán đoán của ba thần, đã đủ rồi. Cho nên ngay khi tuyệt thần trận mở ra, thần tính của ba thần đồng thời bốc lên, có thể thấy được nhật nguyệt tinh xuất hiện trên đỉnh đầu ba thần, tràn ra thế to lớn, lại lập tức chồng lên nhau, rồi hóa thành một thanh trường kích khổng lồ. Kích này dài 10 vạn trượng, cẩn thận nhìn lại, có thể thấy được vật liệu ẩn chứa bên trong nó nhiều đến trên trăm vạn loại ngoài ra còn có vô số vong hồn hội tụ đó là hồn của vô số tộc đàn mà viêm nguyệt huyền thiên tộc ba thần khống chế diệt đi cùng tất cả thiên tài địa bảo vơ vét được trong vài vạn năm trinh chiến vọng cổ đến nay lại thêm khí vận của toàn bộ viêm nguyệt huyền thiên tộc lúc này mới hình thành được bảo vật này đã sớm vượt qua cấp độ vực bảo có thể xưng là bất hủ dùng vật này diệt tộc khác dễ như trở bàn tay dùng vật này chém thần linh cũng không phải không thể đây là nội tình của ba thần giờ phút này trường kích bất hủ này xuất hiện trong thiên địa giống như tách rời bầu trời và mặt đất tràn ra uy áp khiến chúng thần tiến đến biến sắc tâm thần chấn động cảm nhận được nguy cơ ngay sau đó theo tâm niệm ba thần cùng dâng lên trường kích kinh khủng này vung lên trên bầu trời trực tiếp quét ngang thiên hà chủ động lao đến chúng thần những nơi đi qua lực lượng diệt tuyệt làm cho hồn người và thần bất ổn tiếng nổ vang truyền khắp gần nửa đại lục vọng cổ chấn động bát phương chúng thần đến đây ngăn cản lập tức lùi lại, cho đến khi rút lui cả một vực mới dừng lại, đồng thời âm thanh đến từ ba thần cũng rơi xuống như sấm sét vào lúc này. Cút! Một chữ này vang vọng không ngừng. Những chúng thần kia đến đây ngăn cản, mỗi một vị đều là vô cùng thần bí trí cao vô thượng trong vực của mình, nhưng hôm nay lại chỉ có thể im lặng, cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn trường kích, ai nấy đều dần dần biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyệt thần trận có thể phòng trong chốc lát, trường kích kinh khủng kinh thần như thế, đối với bọn họ chúng thần không có quá nhiều nhân quả với ba thần. Nếu thuận thế mà làm được thì đương nhiên vui lòng, nhưng nếu phải trả cái giá nặng nề thì cũng không đáng. Dù sao, cùng lúc bọn họ thăm dò ba thần, cũng nhất định có tồn tại khác, dò ngó người được lợi trong bọn họ. Cho nên, nếu chuyện đã không thể làm được, đương nhiên là biến mất. Chú ý tới chúng thần ẩn nấp, ba thần ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại càng cảnh giác. Giờ phút này bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt thăng cấp, một khi bị cắt ngang, muốn hình thành cơ duyên như thế một lần nữa, gần như là không có khả năng. Cho nên, không thể có sai sót. Nhưng chuyện nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến. Chúng thần dù biến mất, nhưng người có nhân quả với ba thần, vẫn sẽ xuất hiện như trước. Giờ phút này, ở biên giới đại lục vọng cổ, đại vực vô danh bị một mảnh xương mù màu bạc bao phủ. Nơi này không có mặt đất, chỉ có một tấm gương cổ to lớn. Có thể nói tấm gương này, chính là mặt đất của vực này. Trong vực này, không có núi non, cũng không có tộc đàn hết thảy hết thảy dường như đều bị xóa đi mà tấm gương kia không nhuốm bụi trần trong đó phản chiếu một vầng trăng màu bạc nhưng nếu có người ngẩng đầu nhìn lên nơi này có thể chấn động mà phát hiện ra bầu trời không có trăng mà tồn tại một vầng mặt trời vàng óng mặt trời trên trời trăng bạc trong gương giờ phút này đồng thời mờ đi đồng thời tiêu tán lại đồng thời xuất hiện tại phía trên thần vực chỗ ba thần nhật nguyệt kim ngân giáng lâm ngô vốn không muốn ngăn cản nhưng tranh đoạt thần quyền nhất định không thể tránh. Thần âm trầm thấp nổ nứt thiên địa, thần uy kinh khủng, theo Nhật Nguyệt rơi xuống, ầm ầm bùng nổ. Tuyệt Thần trận truyền đến âm thanh vỡ vụn, từng khe hở bỗng nhiên xuất hiện, trình độ kinh khủng của Nhật Nguyệt Kim Ngân này vượt xa chúng thần trước đó. Ba thần cũng nghiêm nghị đến cực hạn, nơi tâm niệm hướng đến, trường kích kia bất ngờ giáng xuống, vung lên về phía Nhật Nguyệt. Vẫn chưa dừng tay, gần như trong nháy mắt trường kích vung về phía Nhật Nguyệt Kim Ngân, trong mắt ba thần đều lộ ra vẻ kiên quyết chuẩn bị vài vạn năm của bọn họ, ngoài những thứ trước đó, còn có vực bảo của rất nhiều tộc đàn đến từ đại lục vọng cổ, thậm chí càng có một vài bảo vật thời kỳ huyền u cổ hoàng, cùng bảo vật đến từ Bắc Đế trong thần vực này. Hết thảy chính là nội tình thứ hai của ba thần. Giờ phút này, vào lúc kiên quyết, chúng đều bùng nổ. Phóng mắt nhìn đi, ngũ quang thập sắc, ước chừng 108 vực bảo, đến từ các tộc, mỗi vực bảo lại khác nhau. Toàn bộ chúng bay lên không, tràn ra toàn bộ uy của mình cùng một lúc cũng không phải là nổ tung mà là hóa thành từng ngôi sao những ngôi sao này mặt chính diện là ánh sao như đất vực bỏ bùng nổ ra mà mặt sau lại có gương mặt phát ra tiếng kêu rên những gương mặt kia cũng khác nhau đó là khí vận của những tộc đàn sở hữu vực bỏ này biến thành là ba thần diệt tộc ấy đi rút ra mà có một cảnh này giống như đúc bầu trời sao bên trong đế lăng giờ phút này phối hợp với tuyệt thần trận sụp đổ cùng trường kích kinh khủng kia cuối cùng hóa thành ánh sáng lộng lẫy có thể thấy được tuyệt thần vỡ vụn thành ánh sao, trường kích quét ngang như ngân hà, 108 ngôi sao lấp lánh chói mắt, cuối cùng thành bầu trời sao, bao phủ kim nhật ngân nguyệt. Giờ phút này Nhật thần và Nguyệt thần trong ba thần, hội tụ toàn bộ thần nguyên vào tinh thần trong thân thể, kích phát bí pháp bọn họ chuẩn bị vài vạn năm. Đại La tinh không, lấy tinh không, phong ấn nhật nguyệt bên ngoài, từ đó đổi lấy thời gian. Trong chớp mắt, kim ngày ngân nguyệt kinh khủng cùng biến mất với đại La tinh không trên thần vực không trời nội tâm ba thần thả lỏng một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ hư vô trúc linh có nhân quả cùng ngô cho nên vì nó xuất thủ một lần giữa lúc nói vô tận cấm hải của đại lục vọng cổ ở chỗ sâu trong một rãnh biển nơi đó vốn đen nhánh vô cùng nhưng giờ phút này lại có ánh sáng đỏ lóng lánh có thể thấy được bên trong ánh sáng đỏ ấy thình lình tồn tại đếm không hết người giấy cắt ra từ giấy đỏ giờ phút này có một người trang giấy bay lên từ bên trong ra khỏi biển sâu chớp mắt tiếp theo lại đi tới thần vực chỗ Ba Thần, như phong ấn, đến thẳng Ba Thần. Cảm giác tim đập loạn nhịp vô cùng bốc lên từ trong lòng Ba Thần, lan tràn trong nội tâm Đại Ti Quyền đang thành thần, cho dù là Hứa Thanh và Nhị Ngưu dưới vòng xoáy, nội tâm cũng đều run lên. Hắn thế mà còn sống? Đội trưởng Thất Thanh, hắn là tâm thần Hứa Thanh nổi sóng vạn trượng, hắn không biết hắn trong miệng đội trưởng có lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, vẻn vẹn là người giấy này, thế mà đã kinh khủng giống như xích mẫu không đợi đội trưởng đáp lại, bên ngoài vòng xoáy, nét mặt ba thần đã tái mét. Cho dù là nhật thần luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng nghiêm nghị đến cực hạn. Ngay sau đó, trên người ba thần, lại đều xuất hiện thần hỏa ẩm ẩm thiêu đốt, bọn họ, đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân. Màu sắc ngọn lửa, theo thứ tự là đỏ, lam, đen. Ba màu sắc đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt người giấy màu đỏ kia tiến đến, ba ngọn lửa giao hòa với nhau. Ba thần, vào thời khắc này, lựa chọn tương dung với nhau trong thời gian ngắn, dùng điều đó để bùng nổ lực lượng kiếp trước thuộc về bọn họ trong chốc lát ngọn lửa dâng lên ngập trời tràn ra cảm giác luân hồi mênh mông kinh thiên bao phủ ba thần đồng thời từ trong ngọn lửa kia loáng thoáng có thể thấy được một bóng dáng bằng bạc như đang đi từng bước một từ trong năm tháng đến bên ngoài thời gian vì một lần thành công này ba thần có thể nói là lấy ra hết nội tình cho dù là tuyệt thần trận, hay là trường kích tích lũy vài vạn năm mà thành kia, lại hoặc là 108 tộc vực bảo và khí vận các tộc vơ vét được, cuối cùng biến thành đại la tinh không. Bất kỳ một vật nào, đều có thể xưng là trí bảo. Nhất là đại la tinh không cuối cùng, càng kinh khủng đến cực hạn, vượt qua cấp độ vực bảo, đạt tới trình độ bất hủ. Như thế, có thể thấy được ba thần nhất định phải đạt được như ý nguyện, đối với lần nhảy vọt này. Nhưng cho dù là như vậy, dường như cũng vẫn không đủ khả năng, lực cản, thực sự quá kinh người. Như lúc này, người giấy màu đỏ lai lịch bí ẩn khiến cho đến nhị ngưu cũng hoảng sợ kia, sự xuất hiện của hắn dung chuyển tâm thần của tất cả nơi đây. Nhưng ba thần cũng không phải không có cách đối kháng, ai nấy đều thiêu đốt thần nguyên tạo thành mệnh thần hỏa, rồi dung hợp với nhau, thiêu đốt cổ kim, xuyên thủng thời gian, tiếp dẫn kiếp trước. Từ trong linh hồn của bọn họ, từ trong trí nhớ của các thần, từ trong ngọn lửa như luân hồi kia, hiển hiện ra, bóng dáng cực kỳ tôn quý kia, khoảnh khắc bóng dáng ấy đi tới, thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang. Theo hắn xuất hiện, có thể thấy được người đến mặc một bộ đế bào, đầu đội đế quan, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng một thân ý chí đế vương kia, khí phủ thiên địa, thế chấn càn khôn. Ấy chính là Bắc Đế. Hắn bước một bước đi ra khỏi ngọn lửa, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống người giấy màu đỏ đang tiến đến. Ngay khi chạm vào người giấy màu đỏ kia, không có bất cứ tiếng vang nào truyền ra, cũng chưa từng giấy lên gió bão ngập trời, Duy chỉ có chỗ tiếp xúc với người giấy trên ngón tay, xuất hiện một cái lỗ màu trắng. Cái lỗ bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc hiển hiện, một cảm giác làm cho tất cả mọi người đều dùng mình, tự nhiên dâng lên. Thực sự là cái lỗ màu trắng này, không ở trong hết thảy quy tắc pháp tắc, không ở trong toàn chi của thần linh, bất cứ đạo nào, bất cứ pháp nào, đều không ở trong phạm trù của nó. Nó giống như một tồn tại không nên xuất hiện, mở ra từ luân hồi, xuất hiện từ thời gian, bùng nổ tại giới này, lại biến mất từ trong trí nhớ của tất cả những người ngóng nhìn cùng nhau biến mất còn có người giấy màu đỏ kia không còn tồn tại bên ngoài thần vực chúng thần ẩn nấp cùng chấn động ngóng nhìn bóng dáng đi ra từ trong ngọn lửa kia như gặp kẻ địch lớn khuôn mặt bắc đế cho dù đến hiện tại cũng vẫn mơ hồ không thấy rõ chỉ có thể chú ý tới hắn đứng giữa không trung cúi đầu như nhìn ba thần sau đó truyền ra một tiếng than thở khẽ khàng chớp mắt tiếp theo hắn lại nâng tay chém một phát không phải chém lên bầu trời mà là chém trong ngọn lửa cắt đứt liên hệ với ba thần trong chớp mắt thân thể ba thần đều chấn động ngọn lửa từ giao hòa một lần nữa hóa thành ba màu sắc đều tự trở về bọn họ mở ra hai mắt nhìn bắc đế đều có vẻ phức tạp từ đây nhân quả cắt đứt bắc đế nhẹ giọng mở miệng sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời vọng cổ trẫm còn có thể tồn tại ba nhịp thở lại giúp các ngươi một lần đi âm thanh thì thào vang vọng bắc đế bước một bước đến bên ngoài thần vực Khoảnh khắc bước chân hắn đặt xuống, bát phương nổ vang, sinh ra vô tận tia sét, tất cả thần linh ẩn nấp lập tức rút lui, nét mặt cũng có biến hóa, ai nấy đều kêu rên, nhanh chóng rời đi. Bốn phía không còn, dọn sạch lực cản. Sau đó, Bắc Đế lại đi một bước, bước vào hư vô, truy tìm người giấy màu đỏ mà đi. Kết quả không biết, nhưng theo hắn rời đi, khí tức nhảy vọt trên thân ba thần lại càng nồng đậm. Trở ngại lúc này đây dường như đã không còn, nhưng trạng thái các thần cũng không phải quá tốt. Giờ phút này, sắc mặt ai nấy trắng bệch, thần hồn tràn ra cảm giác suy yếu. Mà đúng lúc này, biến cố lại sinh ra. Bầu trời bốc cháy, thế lửa to lớn che trời lấp đất, lại nhanh chóng hợp thành với nhau, thành một thanh trường thương hỏa diễm, lao thẳng đến ba thần. Thương này kinh thế, thẳng tiến không lùi, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy trở ngại, đốt cháy hết thảy tồn tại. Giữa tiếng nổ vang, trường thương treo trên đầu ba thần, uy áp ngập trời, như một khi rơi xuống là có thể hủy diệt tất cả loáng thoáng có thể thấy được phía sau trường thương, có một bóng dáng hư ảo cao ngang thiên địa, tràn ra dao động lay động thiên địa, ngóng nhìn ba thần, truyền ra thần âm như pháp lệnh. Nhận xét xử của U Minh, Bắc Mệnh, Xích Địa Đại La, báo cho Nhật Nguyệt Tinh, Viêm Nguyệt tộc không thể xuất hiện bốn thần. Trong mắt Nguyệt thần nổi lên tiêu u ám, mà tinh thần im lặng, còn đại ti quyền, thầm than dưới đáy lòng. Cùng lúc đó, bên trong đế thi dưới vòng xoáy, tiếng nói của đội trưởng truyền đến bên tai Hứa Thanh đang hóa đạo ngân u minh nguyên hải tộc bắc mệnh vương tộc xích địa đại la tộc đây đều là tộc mạnh đứng hàng trước năm của đại lục vọng cổ bây giờ gần như trong nháy mắt lời nói của đội trưởng truyền đến nhật thần bên ngoài thản nhiên mở miệng đại ti quyền chuyện hứa hẹn với người năm đó chúng ta đã hết sức đi làm ngươi cũng nhìn thấy rồi mà ngoài ý muốn sẽ xuất hiện ta nói với ngươi năm đó cuối cùng vẫn xuất hiện bọn họ không muốn viêm nguyệt huyền thiên tộc xuất hiện thần thứ tư cho nên hoặc là tộc diệt ngươi vẫn có thể thành thần như cũ cùng tỏa sáng với chúng ta hoặc là ngươi chết chỉ cần chúng ta tồn tại một ngày bảo đảm viêm nguyệt tộc không đoạn tuyệt lựa chọn tộc đàn hay lựa chọn tiếp tục thành thần ngươi có thể quyết định trong một ý nghĩ đại ti quyền nghe vậy nhắm mắt lại hắn cũng không bất ngờ đúng như nhật thần nói năm đó đối phương đã báo cho biết hết thảy đã nói có khả năng nhất định sẽ xuất hiện việc này bây giờ nhìn lại quả thực đã xuất hiện ba tộc mạnh kia không phải là không cho phép hắn thành thần mà là không cho phép viêm nguyệt xuất hiện thần linh thứ tư nếu hắn không phải đại ti quyền thì còn có thể nói cắt đứt mối quan hệ với viêm nguyện dùng đó để thành thần nhưng thân phận của hắn là không cắt đứt được mà lựa chọn năm đó đáy lòng hắn đã có rồi mà cho dù ngoài miệng nói thế nào nhưng hắn hiểu được năm đó mình đâm sau lưng vừa là vì tộc đàn nhưng càng là vì bản thân mình thế nhưng không biết vì sao bây giờ lại hơi khó mà lựa chọn còn về việc có phải năm đó ba thần đã tính hết thảy chuyện này rồi hay không đáy lòng của hắn rất rõ ràng nhưng lại không để ý đến vậy phải cũng tốt, không phải cũng tốt, thật ra ba thần vẫn luôn cho hắn quyền lựa chọn. Thôi, đại ti quyền than nhẹ một tiếng, trước mắt hắn hiện ra ánh mắt cửu lê ngóng nhìn mình lúc tử vong. Trong đôi mắt kia ẩn chứa căm thù, ẩn chứa đắng chát, càng ẩn chứa một chút tiếc nuối. Cũng hiện ra lời mình nói trước mặt cửu lê. Chết một mạch của ngươi, giữ lại một hy vọng vì tộc đàn. Từng cảnh năm đó, toàn bộ dâng lên trong đầu hắn giờ phút này. Hắn dường như nhìn thấy tại thời đại viễn cổ kia, trong tuyệt thần đại trận, mình từng bước một biến thành đại ti quyền, quản lý tộc đàn, làm tộc đàn dần dần quật khởi từ tiêu điều. Cho đến khi, hắn phẳng phất nhìn thấy cửu lê một lần nữa. Mà lần này, lời hắn nói ra lúc trước dường như cũng nói ra từ miệng cửu lê trong trí nhớ. Như luân hồi. Trong mắt đại ti quyền lộ vẻ phức tạp. Mấy nhịp thở sau, hắn lắc đầu, tự diễu cười khẽ một tiếng. Có mấy lời, nói nhiều, chính mình cũng tin tưởng. Đại ti quyền nhắm mắt lại, thần hòa sắp hoàn thành trong thân thể hắn trong chốc lát đã bùng nổ, chớp mắt khoách tán ra toàn thân, thiêu đốt huyết nhục hắn, thiêu đốt linh hồn hắn, hết thảy đều đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, tất cả tộc nhân trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ngược dòng tìm về nguồn huyết mạch viễn cổ, thân thể cũng xuất hiện điểm báo thiêu đốt, cảm giác tử vong đang giáng lâm. Nhưng chớp mắt tiếp theo, ngọn lửa trên người tộc nhân Viêm Nguyệt biến mất, mà ngọn lửa trên thân đại ti quyền lại càng mãnh liệt hơn, bao phủ bóng dáng hắn cho đến biến thành cho bụi. Hết thảy không còn tồn tại cho dù năm đó hắn nghĩ thế nào, trong một chớp mắt vừa rồi lại gian nan lựa chọn thế nào, mà đáp án cuối cùng, hắn, từ bỏ thành thần. Chỉ có, một thần phù óng ánh hội tụ quyền hạn thần vực, sau mấy lần lấp lánh, bay về phía nhật thần. Thần phù này là tồn tại vượt xa trí bảo, bởi vì bên trong nó ẩn chứa lực lượng thần cách của thần vực. Ngoài ra, chính là một câu di ngôn, vang vọng bát phương. Mong, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta luôn luôn giữ lời hứa, đây là căn bản lập thần nhật thần bình tĩnh đáp lại một cảnh này rơi vào trong nhận thức của hứa thanh trong lòng của hắn nổi lên cảm giác phức tạp nhưng giờ phút này hắn không rảnh đi ngẫm nghĩ trước mắt khư thổ trong cơ thể hắn đang quay cuồng đến thời khắc mấu chốt hình thành đạo ngân mà đạo ngân thành hắn mới được coi là quy hư chân chính cùng lúc đó bên ngoài theo đại ti quyền tan thành mây khói trường thương hỏa diễm trên đầu ba thần bỗng nhiên tiêu tán thần ảnh sau trường thương cũng giống như vậy bầu trời khôi phục, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ba thần nhắm mắt, kiếp hỏa trong thân thể đang muốn nhảy vọt, sắp bước vào vô hạ, mà đôi mắt tàn diện cũng đã khép kín đến chỉ còn lại một khe hở. Nhưng chớp mắt tiếp theo, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một bàn tay lớn màu đen, nhân cơ hội này, che khuất bầu trời mà đến, ra sức vồ một cái về phía ba thần. Muốn cướp đoạt cơ duyên của ba thần, cướp đoạt thần quả của bọn họ. Bàn tay này xuất hiện, khiến nét mặt ba thần đại biến, thực sự là thời cơ bàn tay này đến cực kỳ tinh chuẩn chính là khoảnh khắc ba thần lập tức sắp thành công mà sau khi lần lượt trải qua lực cản trước đó bây giờ ba thần đã hao hết nội tình mắt thấy bàn tay lớn sắp rơi xuống nhưng vào lúc này đột nhiên một bóng dáng thần bí lại đạp nát hư không bỗng nhiên xuất hiện dưới bàn tay lớn màu đen kia khí tức bóng dáng này tràn ra toàn thân trên dưới không phải thần linh mà là tu sĩ nhưng lại không nhìn ra tộc đàn chỉ có thể nhìn thấy giữa lúc tu sĩ này nâng tay bất thình lình có chín đại thế giới mênh mông kinh người hiện ra trong thiên địa. Sau đó chín thế giới này lại hóa thành chín ngôi sao, hình thành tinh hệ tràn ngập lóng lánh. Thậm chí trong tinh hệ này, còn có sao lấp lánh đầy trời, mơ hồ như sắp hình thành tinh vực. Đó chính là chủ tể cảnh sau uẩn thần cửu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ bây giờ, có thể sánh bằng thần linh. Nếu đại thành đến chủ tể đỉnh phong thì có thể chiến một trận với kiếp hỏa. Tu sĩ này xuất hiện khiến tất cả thế lực chú ý nơi đây không khỏi chấn động tâm thần, bởi vì trong sự quan sát và nhận biết của các tộc, trước mắt chủ tể của đại lục vọng cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều là sơ kỳ thôi. Trong hệ thống tu sĩ, con đường sau uẩn thần cửu giới đã đứt đoạn, bây giờ có thể trở thành chủ tể, chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa của bản thân hoặc là cơ duyên và khí vận nghịch thiên khác, mới có một chút khả năng. Mà tu sĩ thần bí xuất hiện ở đây giờ khắc này, tinh vực của hắn đã có hình dáng, không còn là chủ tể sơ kỳ, mà đã bước vào chủ tể cảnh đỉnh phong nửa bước. Tu sĩ ở loại cấp bậc này, thời cổ cũng coi như chúa tể một phương, mà trong ghi chép của các tộc bây giờ, thì hiện thế không có. Trừ khi là, một vài lão gia hỏa giả chết năm đó, ẩn nấp mà ra. Thế là, nghi vấn liên quan đến thân phận của tu sĩ này, tức khắc hiện ra trong lòng tất cả thế lực. Truy cập halazi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà theo tu sĩ này xuất hiện, tinh vực nổ vang, bàn tay lớn sông đến kia cũng chấn động mượn cơ hội này, khí tức trên thân ba thần cuối cùng cũng phóng đại, tức khắc hiện lên. Trong thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều rơi vào trên ba thần, trên người tu sĩ dựa vào lực lượng nửa bước chủ tể đỉnh phong, ngăn cản bàn tay lớn màu đen kia. Tu sĩ này xuất hiện ở thời điểm cực kỳ then chốt, chính là khoảng khắc ba thần gần như sắp thành công. Thậm chí có thể nói nếu không có tu sĩ ấy, lần này sau khi hao hết tất cả nội tình, khả năng cao là ba thần phải thất bại, chỉ đạt được một hồi hoa trong gương, trăng trong nước cho dù bọn họ còn có một vài thủ đoạn ẩn giấu nhưng chỉ e cũng không được như mong muốn ba thần chắc chắn không có khả năng điều đã được như ước nguyện ắt phải có một đến hai vị phải từ bỏ đại cơ duyên lần này mà hiển nhiên tu sĩ thần bí này xuất hiện cũng là sự chuẩn bị của ba thần nhưng tu sĩ lại tới đây tương trợ thần linh thì có phần ý vị sâu xa nếu là tu sĩ cấp thấp thì còn tốt nhưng đến cấp độ này xuất thủ như vậy ắt có nguyên do nhân quả cực sâu thế là giờ phút này thân phận của tu sĩ ấy trở nên thần bí đến cực hạn đối với các phương thế lực tộc đàn và thần linh nhất là áo bào trên người hắn có năng lực thông thiên ngăn cản hết thảy dò xét làm các phương không cách nào nhìn ra manh mối thế là trong lòng các phương chỉ có thể dùng tu sĩ cổ để giải thích cho chuyện này mà tu sĩ này xuất hiện rốt cuộc cũng tranh thủ được chút thời gian cho ba thần chớp mắt tiếp theo khí tức trên thân ba thần phóng đại kiếp hỏa của mỗi thần vào thời khắc này đang nhanh chóng kéo lên vô hạ kết quả đã định cùng lúc đó bên trong vòng xoáy thần vực đạo ngân hứa thanh ấp ủ cho đến giờ cuối cùng cũng đến trình độ khắc họa loại khắc họa này cần suy tư về đạo của mình không thể trực tiếp vẽ xuống một cách đơn giản như vậy đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi thần khư thổ hình thành hứa thanh lại dùng một chút thời gian rồi cuối cùng mới động thủ hắn phải rõ ràng đạo của chính mình mới có thể hiểu đạo ngân của mình mới có thể đi lên một con đường thuộc về mình nhưng khắc họa chân chính còn cần mượn lực thăng cấp của thần vực thúc đẩy dung lực lượng thăng cấp lên thần giới của thần vực hình thành khư thổ của mình khắc lên đạo ngân của mình mới là nước chảy thành sông mà hứa thanh rất rõ ràng đối với tu sĩ bình thường cảnh giới quy hư tầng một này tên là vỡ nát nghìn đạo sau khi tu sĩ đột phá linh tàng bước vào quy hư tất cả công pháp và đạo liên quan mình đã từng tu hành đều sẽ nhanh chóng cụ tượng hóa ở thời điểm này hóa thành từng vết đạo ngân lưu lại trên khư thổ biểu hiện ra bên ngoài chính là từng vệt sao băng đạo ngân trong mắt hết thảy quy hư tầng một hắn nhìn thấy lúc trước đều là như vậy không có ngoại lệ còn đột phá từ quy hư tầng một lại cần một ngàn pháp tắc như thế mới có thể viên mãn đây chính là căn nguyên của bốn chữ vỡ nát nghìn đạo hết thảy đều hiển hiện trong đầu hứa thanh lòng hắn sáng trong ánh mắt bình tĩnh hắn hiểu được con đường tu sĩ này là đạo của mình nhưng cũng không phải đạo của mình nói con đường của quy hư bình thường là đạo của mình bởi vì đạo ngân thứ nhất bằng một ý niệm của hứa thanh đang hình thành trên khư thổ thức hải của hắn biến thành khư thổ giờ phút này chuyển đến âm thanh khai thiên lập địa một vệt đạo ngân dài xuất hiện ở trong đó đạo ngân này từ vu đạo đế đạo và tất cả công pháp của tu sĩ mà hứa thanh tu luyện hình thành ở trong đó có thể tìm được hết thảy vết tích lấy trường phái dị tiên làm chủ nó không ngừng khắc họa không ngừng lan tràn cuối cùng lại vòng quanh toàn bộ biên giới khư thổ liên kết đầu đuôi hóa thành một vòng tròn to lớn kinh người đây là đạo ngân thứ nhất của hứa thanh cũng là đạo ngân bản mệnh khoảnh khắc nó hình thành hòa tan giới hạn của khư thổ là đạo ngân dị tiên mà nói con đường của quy hư bình thường không phải đạo của hứa thanh bởi vì đạo ngân này của hứa thanh đã hội tụ tất cả hơn nữa hắn cũng không cân nhắc để đạo ngân thứ hai của mình đi con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường con đường hắn muốn đi là thần quyền trong chớp mắt khư thổ nổ vang ánh tím lóng lánh trong đó lấp lánh trói mắt đến cực hạn dây tiếp theo tất cả ánh tím vùi sâu vào trong khư thổ lại hình thành vết tích hình mặt trăng tràn ra dao động đáng sợ đó là tử nguyện là thần quyền của hứa thanh là vết tích thần quyền tử nguyệt của hắn tiếp theo hứa thanh thì thào không trần chờ khư thổ thức hải của hắn lại quay cùng lần nữa sau tử nguyện độc cấm bùng nổ ra từ trong khư thổ hình thành xương độc đầy trời phun ra nuốt vào bát phương tỏa ra uy thế kinh khủng cuối cùng tất cả xương độc hội tụ vào với nhau vùi sâu vào trong khư thổ hóa thành một gương mặt dữ tợn đây là đạo ngân thứ ba của hứa thanh vết tích thần quyền thần tổ tiếp đó lực lượng vận rủi lan tràn để lại vết tích trên khư thổ hòa tan phân giải ngón tay thần linh thành tựu đạo ngân thứ tư của hứa thanh hóa thành vết tích thần quyền vận rủi đạo ngân thứ nhất là bản mệnh ba đạo ngân sau là thần quyền từ xưa đến nay trong đại lục vọng cổ không có tu sĩ nào có thể hình thành thần quyền trong khư thổ của mình bởi vì khư thổ của bọn họ không chịu nổi bởi vì đạo của bọn họ khó mà chống đỡ được. Nhưng từ đây về sau, hứa thanh không ở trong số đó. Giờ phút này, trong nháy mắt bốn thần ngân xuất hiện, hai mắt hứa thanh bỗng nhiên mở ra, có thể thấy được bốn thần ngân xẹt qua như sao băng trong mắt hắn, trào ra uy thế kinh thiên động địa. Tuy chỉ có bốn vết tích, nhưng đạo ngân của quy hư bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Hứa thanh vừa động tâm niệm, chớp mắt tiếp theo, bốn thần ngân trong khư thổ đều nổ vang, vô số sợi hồn lại bùng nổ ra từ trong bốn thần ngân này. Tất cả, có bốn ngàn vạn sợi những sợi hồn trên khư thổ này vô biên vô hạn mênh mông kinh người khí tức tràn ra càng vô cùng kinh khủng cho dù hứa thanh đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rung động như trước một thần ngân có thể hóa thành ngàn vạn sợi hồn sợi hồn trước đó của ta cũng chỉ là mấy trăm vạn sợi thôi mà từ đó về sau lại càng khó hình thành hình như có vẻ là cực hạn nhưng giờ phút này đã phá vỡ cực hạn rồi hứa thanh thở dồn dập hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này, mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Bởi vì sợi hồn có thể hóa vạn vật, cho nên thần trí của hắn, thân thể, thuật pháp của hắn, thậm chí hết thảy của hắn đều đang tăng lên trên toàn phương, diện. Kể từ đó, hình thái thần linh của ta cũng sẽ không còn giới hạn. Trong mắt hứa thanh lộ ra tia sáng sắc bén, nội tâm càng sụp sôi, hắn đang muốn tiếp tục nhìn chăm chú khư thổ của mình, nhưng vào lúc này, một cảm giác đói bụng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm bùng nổ trong cơ thể hắn. Toàn thân hứa thanh chấn động, cảm giác này lập tức trở nên mãnh liệt, giống như cả thân thể đều trống rỗng, một ý nghĩ điên cuồng cũng tới theo đó. Ánh mắt của hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hơi thở lại càng gấp rút, theo bản năng nhìn bốn phía. Hắn muốn cắn nuốt thần nguyên, muốn cắn nuốt thần linh, muốn cắn nuốt hết thảy. Giờ phút này nếu có tu sĩ quy hư bình thường nhìn vào hai mắt hắn, tâm thần nhất định sẽ chấn động, tu vi đều bất ổn, kinh hãi đến cực hạn, lại càng không cần phải nói đến chuyện giao đấu với hắn thậm chí cho dù là quy hư đại viên mãn đối mặt với hứa thanh bây giờ cũng đều cực kỳ chấn động như viêm huyền tử với sức chiến đấu đáng sợ trước đó của hắn hứa thanh và đội trưởng liên thủ cũng khó mà đối kháng lâu dài nhưng nếu giờ phút này gặp lại hứa thanh sẽ trực tiếp cắn nuốt hắn cho dù đối phương thành tựu ẩn thần cũng là như thế mà ngọn nguồn cơn đói này là khư thổ trong cơ thể hắn mảnh thần khư thổ lấp đầy thức hải kia bây giờ đang ngọ ngoại đang quay cuồng lộ ra khát vọng không cách nào hình dung đói 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 cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt cũng may lúc nhỏ hứa thanh đã trải qua quá nhiều lần đói loại cảm giác trông thấy cái gì cũng muốn nuốt vào thậm chí đói bụng đến mức muốn ăn cả đất hắn cũng không xa lạ gì cũng chính vì kinh nghiệm lúc tuổi nhỏ khiến cho hứa thanh miễn cưỡng đè ép xuống được cảm giác đói bụng trong thân thể giờ phút này hồi lâu sau hắn thở sâu để mình cố gắng thích ứng loại đói này chính vì cái đói này đến làm hứa thanh nhận biết càng rõ ràng hơn về con đường của mình thần khư của ta lấy thần linh làm đồ ăn lấy thần nguyên làm dưỡng chất lấy thần quyền làm thần ngân tương lai cụ thể cần bao nhiêu thần quyền hứa thanh không biết nhưng cơn đói trong thân thể làm hắn hiểu được đây hẳn là một con đường đồ thần đây chính là đạo của ta tiếng nói khàn khàn của hứa thanh lộ ra sát phạt mà lợi ích thần vực thăng cấp mang đến đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ đó giờ phút này trên khư thổ đang cuồn cuộn của hứa thanh một thần phù ẩn chứa lực lượng thăng cấp kinh khủng đang hình thành đó là thứ hội tụ thành từ bộ phận lực thăng cấp của thần vực, mà chưa bị hứa thanh tiêu hóa, giống như thần phù hóa thành sau khi đại ti quyền tử vong. Dù không óng ánh bằng một viên kia của đại ti quyền, nhưng đối với chúng thần của đại lục vọng cổ, vật này cũng là trí bảo. Chỉ cần cảnh giới đến, dung hợp vật này là có thể thu hoạch được cơ duyên nhảy vọt kiếp hỏa, bước vào vô hạ giống như ba thần. Hứa thanh thở sâu, lúc thần niệm rơi vào trên thần phù kia, quan sát, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu A Thanh, có đói bụng không? Có đồ ăn ngon, ngươi ăn không? Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác đói bụng bị hắn miễn cưỡng đè xuống, giờ phút này theo lời nói của đội trưởng truyền đến, có điểm báo bùng nổ một lần nữa. Hắn quả thật là đói, đói vô cùng. Kha kha, dáng vẻ của bây giờ ngươi, càng lúc càng giống ta, loại đói này, ta trải qua rồi. Tiểu sư đệ chớ có lo lắng, sư huynh dẫn ngươi đi ăn tiệc. Đội trưởng nói đến đây, hình như nuốt một ngụm nước bọt ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi, muốn làm một đại sự siêu cấp không? Vào làm chủ thần vực, đạt được quyền hạn thần vực, từ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp chia cắt lực thăng cấp của thần vực. Những việc này dù đều là đại sự, nhưng lại không thể gọi là siêu cấp được. Ngươi biết trước đó vì sao ta muốn mượn khí vận luyện chữ vô và lông vũ không? Thậm chí trước đó ta còn mượn lực lượng thăng cấp, lại tế luyện chữ vô và lông vũ, đồng thời ta còn thêm vào rất nhiều huyết nhục xích mẫu. Hết thảy, đều là vì đại sự siêu cấp. Chữ vô là vì ẩn nấp, lông vũ là vì chạy trốn giọng nói đội trưởng dừng lại hứa thanh thở dồn dập đáy lòng của hắn đã mơ hồ đoán được đáp án nhưng đáp án này quá điên cuồng tiểu a thanh lần này kế hoạch của chúng ta là bảo vật đệ nhất vọng cổ cũng chính là thần linh tàn diện chó đẻ kia nói đến đây với trình độ điên cuồng của đội trưởng mà hắn đều thở dồn dập có thể thấy được cho dù là hắn bây giờ cũng hơi khẩn trương ta nói với ngươi mấy đời trước ta đã từng quan sát rồi xung quanh vết thương của thần linh tàn diện chỉ còn nửa gương mặt kia, tồn tại huyết nhục tách rời ra. Còn có lông, còn có rất nhiều tóc. Cho nên, mục tiêu của chúng ta lần này chính là máu, thịt cùng lông tóc của thần linh tàn diện. Đây chính là bán bộ thần minh đó, huyết nhục của hắn đã không phải là huyết nhục, mà là trí bảo trong trí bảo, bên trong đó ẩn chứa thần nguyên của hắn. Chắc chắn ăn rất ngon. Đây, chính là đại sự siêu cấp ta đã nói với ngươi. Hết thảy, trước đó đều là món khai vị thôi, đám chim xe xẻ bên ngoài kia lão tử ta coi thường từ tận đáy lòng một bước vào vô hạ tính là cái chim gì thứ lão tử muốn là thịt của thần minh tiểu sư đệ có làm hay không nghe lời ngang tàng điên cuồng của đội trưởng nội tâm hứa thanh sớm đã nổi sóng vạn trượng nhưng so với sự điên cuồng ấy cảm giác đói của hắn giờ phút này cũng càng ngày càng mãnh liệt làm đi hứa thanh cắn răng hai mắt đỏ ngầu tiếng nói của hứa thanh hơi khàn khàn ngay khi chuyển ra, giọng điệu đội trưởng rõ ràng bắt đầu hưng phấn. Tiểu sư đệ yên tâm, lần này đại sư huynh của ngươi ăn chắc vô cùng, tuyệt đối không có vấn đề. Hứa thanh vốn đỏ ngầu hai mắt, chuẩn bị làm một chuyến này, nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của đội trưởng, nội tâm hắn không khỏi kêu vang lột bột. Mà đội trưởng, tâm tình càng phấn chấn hơn, vẫn còn đang mở miệng. Tiểu sư đệ, từ năm đó, sau khi ta đoán được mục đích của ba thần, ta đã chuẩn bị rất lâu cho chuyện này, liều mạng muốn ngồi lên chiếc xe ngựa này, mà trước khi gặp được truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa kia, thật ra ta cũng không có lòng tin quá lớn, dù cũng chuẩn bị vật chạy thoát thân, cũng kế hoạch tế luyện nhiều lần, nhưng chất liệu rốt cuộc vẫn kém một chút. Cho đến khi gặp được truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa kia, thật là trời cũng giúp ta." Đội trưởng cười to, thậm chí mưu đồ xích mẫu lúc trước cũng liên quan đến hiện tại, bởi vì huyết nhục xích mẫu chính là đồ tốt, nàng là người đầu tiên thành thần của vọng cổ, là người dẫn dắt tàn diện đến, tồn tại nhân quả lớn với tàn diện phần nhân quả này phối hợp một phiến lông vũ tăng cường trên lý luận là có thể hình thành một truyền tống đặc biệt nhưng động lực cần thiết cho truyền tống này quá kinh khủng thế là đã có hành trình thần vực lần này dùng lực thăng cấp của thần vực làm động lực loại động lực này người cũng biết độ khó thu được lớn đến mức nào cơ hội hiếm có dường bao nhất là bây giờ thần vực đang bay lên không khoảng cách với tàn diện cũng bị rút ngắn nhưng vẻn vẹn như vậy thì còn chưa đủ còn cần mượn thiên đạo chỉ dẫn phương hướng con của chúng ta chính là có tác dụng ở đây. Cuối cùng, phối hợp sự ẩn nấp của chữ vô, khiến cho chúng ta ẩn nấp ở mức độ lớn nhất, lại thêm lực lượng của bộ đế thi này, dùng thần linh và đế ý tăng cường cho chúng ta, mới có thể khiến ngươi và ta có khả năng làm đại sự siêu cấp này. Tiểu sư đệ, huynh đệ chúng ta đồng tâm, lần này nhất định không thành vấn đề." Đội trưởng cười ha hả, ngôn từ điên cuồng đến cực hạn. "Khi nào bắt đầu?" Hứa Thanh không muốn nghe nữa, đội trưởng càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng đều đến mức này, không đi thử một chút, hứa thanh cũng không cam lòng. Thế là hắn lại lần nữa ép xuống cảm giác đói bụng trong thân thể. Cũng sắp rồi, ngay khi thần vực tan vỡ, chính là lúc truyền tống, chúng ta. Hả? Cơ hội đến rồi. Lời nói của đội trưởng biến đổi, hứa thanh cũng lập tức ngưng thần. Cùng lúc đó, bên ngoài, trên bầu trời vọng cổ, thần linh tàn diện treo ở đó, đôi mắt mở ra của hắn cuối cùng cũng khép kín. Khoảnh khắc đôi mắt hắn khép kín, thần vực chỗ ba thần vô thanh vô tức tan giã bắt đầu hóa thành cho bụi từ biên giới, tràn vào bầu trời. Mà bản thân thần vực ấy, vào thời khắc tan giã này, cũng cách tàn diện càng ngày càng gần. Từ xa nhìn lại, thần vực dần dần tiêu tan trên bầu trời kia, càng ngày càng nhỏ. Mà ba thần khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong đó, thần mục ai nấy bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức biến mất khỏi thần vực sắp tan giã này. Cùng biến mất theo bọn họ, còn có đám người viêm huyền tử đã hôn mê trong kịch biến này. Lúc xuất hiện lại, ba thần đã ở bên ngoài thần vực, giữa không trung vọng cổ. Khí tức trên thân bọn họ trong chớp này mắt ầm ầm bùng nổ, cuối cùng một bước nhảy vọt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, bước vào vô hạn. Từ đây bay cao, không còn đại nạn, có hy vọng bước vào thần đài. Đây là cấp độ phần lớn thần linh tồn tại ở đại lục vọng cổ bây giờ khát vọng, đáng tiếc, muốn đạt tới vô hạn, độ khó quá lớn. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục vọng cổ, thần linh thành tựu vô hạn trước lúc này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mạnh như xích mẫu, lúc trước cũng chỉ là bán bộ mà thôi. Mà bây giờ, ba thần vô hạ, thần hòa trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt đến cực hạn, ai nấy đều tràn ra khí tức kinh khủng vượt xa xích mẫu, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương ẩm vang. Có thể tưởng tượng, cách cục vọng cổ sau này, e là sẽ xuất hiện biến hóa theo ba thần vô hạ. Ánh mắt của bọn họ cũng xuất hiện thần thái rõ ràng hiếm thấy. Giờ phút này bọn họ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thần vực tan rã, đưa mắt nhìn trận cúng tế này kết thúc màn sân khấu lớn của trận này dường như bây giờ sắp hạ xuống nhưng vào lúc này nét mặt nhật thần bỗng nhiên thay đổi đôi đồng tử của nguyệt thần bên cạnh hắn co lại tinh thần lại hơi nhuyến đôi mi thanh tú ánh mắt của bọn họ đều rơi vào thần vực đang bay về phía tàn diện trên bầu trời kia thần vực này bây giờ chỉ còn lại khu vực hạch tâm những bộ phận khác đều đã tan rã mà cho dù là vùng đất hạch tâm này cũng đang hóa thành cho bụi nhưng trên đó lại có một lực truyền tống bùng nổ ngập trời khí thế truyền tống này kinh thiên động địa rộng lớn vô cùng khí tức hơn xa trận pháp cổ mở ra gấp trăm lần khiến cho bầu trời đều lập tức sáng lóa mắt vào thời khắc này sáng đến cực hạn giống như bóng tối có thể che chơi vậy chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio giờ khắc này không chỉ có ba thần nhìn thấy cảnh này tất cả ánh mắt và thần niệm bị thu hút bởi vì cử động trước đó của ba thần cũng đều sôi nổi chú ý tới một cảnh này mà dưới vô số ánh mắt và thần niệm hội tụ trong truyền tống trận bùng nổ khí thế kinh khủng kia giờ phút này thình lình xuất hiện một bóng dáng ấy chính là đế thi có hứa thanh và nhị ngưu ở vạn chúng chú mục cảm giác rung động cũng tự nhiên dâng lên từ bát phương bọn họ muốn làm gì kẻ trầm ổn như nhật thần giờ phút này cũng đều chấn động tâm thần là đi tìm chết chứ gì trong mắt nguyệt thần chợt lóe lên vẻ phức tạp nhưng dường như không có gì ngoài ý muốn nàng thản nhiên mở miệng còn tinh thần đáy lòng cũng chấn động, nhưng nét mặt lại có vẻ kỳ quái càng nhiều hơn. Vào thời khắc đáy lòng các phương đều chấn động, trong thần vực sụp đổ, trong ánh sáng truyền tống kia, đế thi chỗ hứa thanh và đội trưởng nâng tay phải của nó lên. Dơ cao một phiến lông vũ vàng óng phi phàm. Ánh sáng truyền tống tràn ra từ trong chính phiến lông vũ này. Lông vũ này bị đội trưởng tế luyện nhiều lần mới có thần uy như vậy, sự xuất hiện của nó làm ánh sáng truyền tống trong lúc bùng nổ lại bay lên, sông thẳng lên mây xanh. Nhi tử, Đế Thi bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói như lôi đình. Bầu trời lập tức quay cuồng, một giọng nói trẻ con truyền đến lại khiến bầu trời vọng cổ, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, làm ánh sáng truyền tống xông lên bầu trời kia, giống như được chỉ dẫn phương hướng chính xác. Nhân quả xích mẫu, Đế Thi mở miệng một lần nữa. Chớp mắt tiếp theo, rất nhiều huyết nhục xích mẫu bay ra, hòa tan trong ánh sáng truyền tống, hình thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng lan tràn, lại tiến hành điều khiển truyền tống một cách tinh vi. Dùng nhân quả khóa chặt khoảnh khắc hoàn thành hết thảy vùng đất hạch tâm cuối cùng của thần vực chỗ đế thi ở triệt để sụp đổ âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa tiếng vang càng lúc càng lớn đến cuối cùng như muốn biến thành âm thanh duy nhất trong thiên địa đúng lúc ấy thần vực hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời trận tế tự thần vực kia triệt để hoàn thành vào thời khắc này thần vực này có lẽ sẽ biến thành thần giới bởi vì tiêu tán không có nghĩa là từ đây không tồn tại nhưng cũng tồn tại một loại khả năng khác đó chính là vực này bởi vì không thể thừa nhận thăng cấp mà thất bại kết quả như thế nào đã không quan trọng điều quan trọng chính là nó đã sớm bị tế cho tàn diện đây cũng là dấu chấm tròn ba thần viết lên cho sự tình chuẩn bị vài vạn năm này dùng điều đó thoát khỏi nhân quả mượn lực lượng của tàn diện thăng cấp lại tế tự cho tàn diện thành một vòng tròn khép kín màn sân khấu của ba thần cuối cùng cũng hạ xuống nhưng mở màn của hứa thanh cùng đội trưởng bây giờ mới đang dâng lên trong chớp mắt thần vực tan dã biến thành cho bụi, mượn lực thăng cấp làm động lực, truyền tống. Cuối cùng cũng mở ra, lông vũ kia tức khắc hóa thành từng điểm ánh vàng. Mà đế thi đã biến mất trong ánh sáng đó. Hứa thanh ở bên trong đế thi, lại nghe thấy tiếng cười lớn của đội trưởng bên tai vào thời khắc này. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Bên ngoài đại lục vọng cổ, là một mảnh trời sao mênh mông. Nếu có người đứng trong trời sao ấy, quay đầu nhìn lại vọng cổ, có thể nhìn thấy vọng cổ lớn đến mức có thể xưng là mênh mông mà bên ngoài đại lục vọng cổ khổng lồ này, thình linh tồn tại một khúc xương sống lưng vàng óng. Xương sống lưng này rất dài, rất dài, vòng quanh đại lục như một con rết màu vàng óng, bao phủ từng vòng từng vòng toàn bộ đại lục vọng cổ. Không có cánh tay, không có thân thể, không có hai chân, chỉ có xương sống lưng vàng óng này, nối tiếp nửa khuôn mặt tổn hại cúi hướng xuống mặt đất. Tóc của nửa khuôn mặt tổn hại này tung bay, tràn ngập trên tầng mây cả nửa đại lục, mà bên ngoài vết thương của tàn diện kia có thể thấy được rất nhiều thịt nát, máu tươi, lông tơ, cắt tóc. Nhưng hắn quá lớn, nhìn từ vọng cổ đã vượt qua nhật nguyệt, mà ngóng nhìn trong tinh không, kích cỡ của hắn lại càng kinh người. So sánh với hắn, ngay cả một cọng tóc gáy, tu sĩ cũng kém xa tít tắp. Còn tóc của hắn đương nhiên cũng như thế, kích thước mỗi một sợi đều như thiên địa, tràn ra uy áp, ngôn ngữ khó mà miêu tả mảy may. Những thịt nát kia lại càng kinh khủng. Giọt máu nhỏ nhất cũng lớn như biển cả, chúng trôi nổi bên ngoài vết thương lan tràn trên phạm vi vô tận tồn tại ở nơi đây cùng tàn diện như vĩnh hằng này vòng quấn quanh vọng cổ cũng lớn như thế từ sau khi hắn bay tới từ sâu trong tinh không quấn quanh vọng cổ vô số năm qua vọng cổ dường như chưa từng thay đổi nhưng nếu đi thăm dò từ trong con sông thời gian so sánh trước sau thì có thể phát hiện rõ ràng xương sống lưng vàng óng kia đã xiết vọng cổ càng ngày càng chặt mà phạm vi của đại lục vọng cổ giờ phút này tuy trông vẫn to lớn nhưng trên thực tế cũng đã nhỏ trước kia rất nhiều. Vọng cổ đang bị cắn nuốt. Đây chính là thần linh tàn diện chúng sinh ngẩng đầu nhìn thấy. Hữu Minh thượng hoang, chí cao vô thượng, mà từ sau hắn đến, từ xưa tới nay, dường như không có sinh linh nào của Vọng cổ có thể đi tới trước mặt hắn. Phảng phất đối với hắn, sinh mệnh cũng thế, hết thảy cũng vậy, đều trôi qua trong năm tháng vô thủy vô chung. Cho đến hôm nay, một điểm sáng nhỏ xíu chợt lóe lên trong hư vô ngoài gương mặt thương tích của hắn, bên cạnh một giọt máu tươi. Nếu có người phóng đại vô hạn điểm sáng nhìn thấy trong tinh không này, rồi mở rộng tới trình độ nhất định, sẽ có thể nhìn thấy đó là một bóng dáng mặc đế bào. Phút chốc bóng dáng này xuất hiện, đã lập tức bắt đầu mơ hồ. Lực lượng đáng sợ, kinh khủng đến mức khó mà hình dung, vượt quá sức tưởng tượng của sinh mệnh, xung kích thân hình ấy như dòng lũ. Trong chớp mắt, đế thi bắt đầu sụp đổ nhưng nét mặt hắn cũng lộ ra sự điên cuồng trước nay chưa từng có trong chớp mắt này giống như trên thế gian không có bất cứ sự vật gì có thể so sánh được với vật trước mắt loại biểu cảm điên đến cực hạn tham lam vượt chân trời ấy đương nhiên đến từ đội trưởng mà ánh sáng lộ ra trong mắt đế thi này cũng mãnh liệt đến cực hạn cho người cảm giác giống như quỷ chết đói đã bị đói vài vạn năm vì ăn được một miếng cơm có thể liều lĩnh có thể bùng nổ tất cả ánh sáng trong mắt này đến từ hứa thanh thế là Giờ khắc này, hai người có thể nói là tâm ý tương thông, thần niệm dung hòa, cho dù là suy nghĩ hay hành động đều hoàn mỹ đan xen vào nhau. Bọn họ điều khiển đế thi, không tiếc bản thân sụp đổ, không tiếc linh hồn ảm đạm dập tắt, cũng muốn nhào tới giọt máu tươi lớn như biển đối với bọn họ, bằng ý niệm vô cùng điên cuồng. Hướng lên trên tầng mây của bầu trời vọng cổ, đi đến nơi đỉnh điểm, từ xưa tới nay, nơi đó lâu dài không có dấu chân người. Từ năm đó, khi huyền U Cổ Hoàng rời đi, thần linh đến đỉnh bầu trời vọng cổ đã bị một tầng thần cấm vô hình bao trùm thần cấm này huyền diệu tuyệt đỉnh không thể thấy bằng mắt không thể xem xét bằng cảm giác giống như một cái nắp khổng lồ bao phủ vọng cổ làm mảnh thế giới này chỉ có thể vào không thể ra trừ khi lấy thần đài siêu thoát giống như lý tự hóa mới có thể không ở trong lệ này mà toàn bộ vọng cổ sau khi huyền u và hoàng giả các tộc rời đi xây dựng thánh địa của riêng mình bây giờ đã ít có thần đài gần như không tồn tại dù cho có thần linh vô hạ, thì cũng chỉ là có hy vọng vào thần đài. Con đường tuy không có đại nạn ngoài toàn chi, nhưng lực lượng cần thiết vẫn kinh khủng như cũ. Cho nên trừ khi phát động thần chiến cắn nuốt lẫn nhau, nếu không cần tích lũy trong thời gian dài mới có thể thành tựu thần đài. Nhưng thần chiến há có thể dễ dàng nổi lên, mà thần linh vốn đã khác biệt với tu sĩ, gian khổ tự nhiên không đến thân mình. Thế là đối với chúng sinh bản thổ vọng cổ, vọng cổ giống như giáo nghĩa của ly đồ giáo đã thuyết minh, là một lồng giam. Thần cấm kia, chính là cánh cửa lồng giam, chia cắt tự do, ngăn cách tự tại. Chúng sinh bản thổ vọng cổ chỉ có thể yên lặng qua từng một đời trời đến ngày vọng cổ bị cắn nuốt triệt để, để diệt hết giải thoát bể khổ. Không thể phản kháng, không thể trốn thoát, đây là vận mệnh của vọng cổ mà thần linh tàn diện định ra. Hắn cắn nuốt thiên đạo, vượt qua tất cả, như ý trời của vọng cổ là định mệnh của vọng cổ. Ý trời như thế, há có thể ngăn cản? Nhưng hôm nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn lại có người đã biến điều không có khả năng thành có khả năng. Bằng phương thức lớn mật không thể tưởng tượng, mượn thần vực thăng cấp, mượn nhân quả của xích mẫu, chui chỗ chống nghịch thiên mà đi, truyền tống từ trong lồng giam đến bên ngoài lồng giam. Giống như vượt mục vậy. Cho nên gần, như trong nháy mắt đế thi chứa hứa thanh và đội trưởng xuất hiện bên cạnh tàn diện, trong cường giả các tộc của đại lục vọng cổ ngóng nhìn một cảnh này, không ít người đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ sôi nổi sông ra từ nơi bế quan của mình đến giữa không trung, nét mặt khó nén rung động, đáy lòng nổi sóng vạn trượng. Một, kinh hãi vì vượt ngục. Hai, kinh hãi vì sự ngông cùng ấy. Ba, kinh hãi vì kết cục. Càng có tu sĩ nghẹn ngào. Vậy mà đi ra ngoài được. Chuyện này, lãng phí. Cơ hội tuyệt thế như vậy, trước nay chưa từng có. Nếu chúng ta thu hoạch được, thì chẳng phải có thể xông ra khỏi lồng giam sao. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Lại khó tái hiện. Nét mặt ba thần cũng khác nhau. Sắc mặt nhật thần âm trầm, mắt chứa lạnh lẽo. Khuôn mặt nguyệt, thần âm tình bất định. Còn tinh thần, cũng có vẻ như nghĩ tới chuyện gì. Mà giờ khắc này ngọn nguồn bị tất cả thần niệm ánh mắt hội tụ, đế thi chứa đội trưởng và hứa thanh đã nhào về phía huyết hải trước mặt. Bọn họ không lãng phí chút thời gian nào. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ mang điên cuồng và tham lam, mang kích động và cơn đói, triệt để cắm vào trong biển máu. Khoảnh khắc đi vào, lực cản to lớn, uy áp kinh khủng, ý chí có thể xóa đi hết thảy tồn tại, cuồng loạn mà lại mênh mông bùng nổ. Lực lượng kinh khủng này không chỉ đến từ huyết hải, càng nhiều hơn là đến từ thần linh tàn diện bên cạnh. Trên thực tế, nơi này cách tàn diện rất gần, chưa hề có sinh linh từng đến, mà khí tức của tàn diện đương nhiên là đáng sợ đến cực hạn. Cho dù ba thần ở đây cũng đều không kiên trì được bao lâu là sẽ tan rã, hình thần câu diện, mà sự chuẩn bị của Nhị Ngưu cho dù có toàn diện hơn nữa, cũng vẫn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ vào giờ phút này. Nhưng trong thời gian hữu hạn này, Nhị Ngưu và Hứa Thanh đều đang liều mạng bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực hạn nhưng bây giờ hai người hiển nhiên đều không lo được bọn họ dùng một dây giáng lâm lại xông vào huyết hải dây thứ hai đội trưởng huyễn hóa cái miệng lớn ra ngoài liều lĩnh điên cuồng nuốt lấy nhưng chỉ một ngụm đội trưởng đã ầm ầm sụp đổ rồi hắn lại hình thành lần nữa trong dây lát mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, sắc mặt trắng bệch hắn lại lần nữa mở cái miệng rộng dường như không còn hấp thu nữa mà lấy phương pháp đặc thù dung nạp dáng vẻ kia hệt như có thể nuốt bao nhiêu thì lời bấy nhiêu tuyệt đối không sợ ăn bể bụng. Hứa Thanh cũng đang điên cuồng, hắn cũng nuốt một ngụ, thân thể nổ vang, khư thổ sôi trào cuồng bạo, tu vi cũng tăng bọt theo đó. Kinh người nhất là khư thổ của hắn lại xuất hiện trên trăm vết tích thần quyền. Phải biết rằng hắn cũng chỉ tích lũy được bốn thần ngân thôi, bây giờ nuốt một ngụ máu, vậy mà có trên trăm, có thể thấy được sự kinh khủng của máu tàn diện. Thế nhưng những vết tích thần quyền này đều nhạt nhẽo, không phải thành hình thực tế, chỉ là ảo ảnh. Muốn hóa thực còn cần cảm ngộ, nội tâm hứa thanh rung động đến cực hạn, dù đã có chút chuẩn bị cho chuyện này nhưng hắn vẫn vô cùng kích động. Mà cảm giác đói bụng của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi, cảm giác chắc bụng nồng nặc dâng lên theo đó. Hết thảy chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Hứa thanh cắn răng, dù hắn no bụng, nhưng đã liều mạng tới đây rồi, uống một ngụm há có thể thỏa mãn hắn. Thế là khoảnh khắc giây thứ hai kết thúc, giây thứ ba đến, hắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng liều lĩnh nuốt một lần nữa đồng thời dốc hết sức lực kích thích thủy tinh màu tím của mình. Nếu nói bản thân hắn có vật phẩm gì có vị cách khả năng dung nạp máu tươi của tàn diện, thì nhất định là vật này. Nếu như thủy tinh màu tím cũng không được, hứa thanh dù tiếc nuối cũng không còn cách nào khác. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hứa thanh sáng lóng lánh ánh tím, nhanh chóng vọt tới huyết hải. Thành công rồi, nội tâm hứa thanh phấn chấn kích động. Tất cả mọi chuyện này, nhìn như dài rằng dặc, thật ra chỉ phát sinh trong 3 giây. Khoảnh khắc khi giây thứ tư đến, tác dụng ẩn nấp của chữ vô cuối cùng cũng sụp đổ. Dù nó thần kỳ, lại bị tế luyện nhiều lần, thế nhưng đã đạt đến cực hạn của chính nó. Mà không có chữ vô ẩn nấp, chỉ còn lại phòng hộ của đế thi, nội tâm hứa thanh và đội trưởng đồng thời giật mình, nhưng đều không dừng lại cắn nuốt huyết hải. Huyết hải vì bị bọn họ điên cuồng nuốt chừng giờ phút này đã nhỏ đi 3 phần 10. Nhưng sự sụp đổ vẫn còn tiếp tục, đế thi máu thịt bé bét đang thành cho bụi. Bản thân bộ thi hài này đã không tầm thường, khi còn sống, không rõ tu vi, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là trình độ đại đế lại thêm có quyền hạn thần vực cho nên nó đã trở thành vòng bảo hộ lớn nhất của hứa thanh và đội trường ở đây nhưng dù sao bản thân nó đã vẫn lạc chỉ là thi hài như loài cây không dễ cho nên giờ phút này dưới khí tức của tàn diện nó nhanh chóng tan rã. khí tức đến từ tàn diện có thể diệt căn nguyên có thể giết vạn vật đế thi cũng không thể đỡ mắt thấy đã tan rã trên phạm vi lớn mà hứa thanh và nhị ngưu một khi không có đế thi e là không thể kiên trì nổi một dây dưới khí tức của tản diện. Nguy cơ sinh tử cực hạn bùng nổ trong dây thứ sáu, tử vong giáng lâm. Huyết hải còn thừa lại 4 phần 10. Còn có chuẩn bị ở sau không? Nếu không có thì chúng ta đi. Hứa thanh cố nén lòng tham, truyền ra thần thức. Có, ta còn có một chiêu cuối cùng. Đội trưởng không lấy lông vũ truyền tống rời đi, mà lộ ra nét mặt điên cuồng, gầm nhẹ bằng thần niệm. Sư tôn, ngươi còn không xuất hiện, thì ngươi sẽ mất đổ đệ đó ánh mắt hứa thanh bỗng nhiên sáng lên mà một cảnh phát sinh trên bầu trời giờ khắc này khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy lại rung động một lần nữa vượt ngục vốn là chuyện nghe rợn cả người mà điều càng khiến người ta hít sâu một hơi là lòng tham của hứa thanh và nhị ngưu lòng tham này dùng hai chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung thậm chí không chút khoa trương khi nói việc này đều có thể ghi lại trong các sự kiện lớn của lịch sử vọng cổ giờ khắc này thần linh cũng thế tộc mạnh cũng vậy còn có rất nhiều cường giả và tồn tại ẩn nấp trong đại lục này, tâm thần đều nổi sóng, đầu óc ong ong, đáy lòng dâng lên gió bão ngập trời. Có thể nói là rời sông lấp biển, long trời lở đất. Thực sự là vị thần minh thượng hoang quấn xương sống lưng quanh toàn bộ đại lục vọng cổ, nửa gương mặt rũ xuống bầu trời này, cho dù quá khứ hay hiện tại, hắn đều thần thánh vô cùng. Thời điểm huy hoàng, tên của hắn đã từng truyền khắp 36 tinh hoàn, và vô số tinh vực của vũ trụ này, hắn là bán bộ thần minh đã đi gần đến cấp độ đỉnh cao của thần. Được vạn giới cúng bái, vô số sinh mệnh bởi vì ý nghĩ của hắn mà vận mệnh nhấp nhô. Cho dù sau đó đột phá thất bại, bản thân hắn sụp đổ dưới sự phản vệ khổng lồ không cách nào tưởng tượng kia, nhưng vẫn không thể bị mạo phạm mảy may như cũ. Như một con cá voi rơi xuống, vạn vật sinh ra, vị cách như áo dài, thậm chí càng nhiều hơn như vậy. Hắn chìm xuống, tạo nên vô số thần linh vô số năm qua, những nơi đi qua thậm chí còn có thần vì hắn mà sinh ra đi theo hắn được tôn là phụ thần. Bởi vậy có thể thấy được vị cách trí cao của hắn. Cho nên, từ xưa đến nay, cho dù có người mơ ước huyết nhục của hắn, nhưng lại không có một ai có gan làm ra hành động. Tu sĩ không qua được thần cấm, đương nhiên không thể thu hoạch được huyết nhục, mà thần linh vô cùng kính sợ hắn, cũng không dám. Cho nên trước lúc này, muốn ăn một ngụm của hắn là chuyện không thể nào hoàn thành. Lại càng không cần phải nói đến khí tức tàn diện xóa sạch vạn vật. Nhưng hôm nay, các phương tận mắt nhìn thấy có hai người bằng sự điên cuồng không gì sánh kịp chẳng những xuất hiện bên cạnh tàn diện còn nhào vào trong giọt máu như biển kia dùng rắn nuốt voi để hình dung hai người hứa thanh cũng không thỏa đáng nói một cách chuẩn xác đây là sâu kiến muốn nuốt cự long điều quan trọng nhất chính là bọn họ dường như thành công thế nhưng lại sắp chết sạch giờ khắc này cả thế gian đều chú ý thế là tất cả thần niệm ánh mắt đều nhìn chăm chú muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ tử vong nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn vàng óng bỗng nhiên xuất hiện bên trên bầu trời, bên ngoài thần cấm kia. Trong nháy mắt bàn tay thần uy kinh người này xuất hiện, nó không chút trần chờ quét sạch tứ phương. Rồi nó lại bắt lấy một khối huyết nhục tàn diện thật lớn, càng vớt luôn huyết hải chỗ hứa thanh và nhị ngưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp đó, nó còn tóm về phía một khối huyết nhục khác. Tất cả thần linh ngóng nhìn một cảnh này đều giật mình nét mặt ba thần cũng đại biến mà lông mi tàn diện hơi động một chút chớp mắt tiếp theo bàn tay này run lên sụp đổ máu tươi vàng óng phun ra nhưng hiển nhiên bàn tay lớn xuất hiện giờ phút này mới là căn nguyên của tham lam trong lúc sụp đổ thế mà vẫn cưỡng ép sông lên hóa thành cái miệng khổng lồ hung hăng nuốt vào khối huyết nhục mục tiêu kia rồi mới rút lui nhưng cái giá phải trả cũng là bàn tay to lớn sụp đổ ngón tay tan vỡ chỉ còn lại một cụm sáng vàng cuốn lấy hứa thanh và nhị ngưu nhanh chóng rời đi nhưng vẫn đã muộn, ánh vàng vẫn tan nát như cũ, mắt thấy sắp tan ra, có tiếng gầm nhẹ truyền đến trong tâm thần hứa thanh và nhị ngưu. Hai thằng danh con tìm đường chết, còn không mau trốn, lão tử cũng không kiên trì nổi rồi. Gần như ngay khi âm thanh này truyền đến, giữa biển máu chỉ còn lại một phần mười, trong thân thể đế thi tàn tạ không chịu nổi, mảnh lông vũ thứ hai bỗng nhiên khởi động. Dưới sự bảo vệ của ánh sáng vàng, lực lượng truyền tống lập tức bùng nổ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, óng ánh lấp lánh trong ánh sáng tâm trạng hứa thanh phấn chấn hắn ngẩng đầu điều khiển đôi mắt của đế thi tàn ngóng nhìn ánh vàng ánh vàng vừa tan ra hứa thanh yên tâm đang muốn thu hồi ánh mắt nhưng giây tiếp theo ánh mắt hắn ngưng lại hắn trông thấy trong tinh không vô tận phương xa kia có mấy trăm điểm sáng giống hệt sao băng dường như đang đến gần khoảng cách rất xa hứa thanh không biết đó là gì đang muốn cẩn thận nhìn chăm chú nhưng thời gian đã không kịp giây tiếp theo đế thi chứa hắn đã truyền tống biến mất bầu trời yên tĩnh mây mù theo ánh sáng truyền tống cũng cùng nhau tiêu tan phía trên bầu trời thần linh tàn diện dù bởi vì sư tôn của hứa thanh xuất hiện mà khẽ động lông mi nhưng không biết vì duyên cớ gì cuối cùng vẫn không mở mắt ra giờ phút này theo đế thi chứa hứa thanh và nhị ngư biến mất theo bàn tay lớn màu vàng óng biến thành từng điểm sáng vàng tối lại bầu trời hoàn toàn như thường phẳng phất chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng đối với các phương cường giả và thần linh chú ý tất cả nhân quả chuyện lần này chuyện hôm nay khiến cả đời bọn họ khó mà quên được, có thể nói là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện cuối cùng, hiển nhiên có quan hệ mật thiết với hai hạng người gan lớn ngông cuồng kia, có lẽ có thể tra được lai lịch, nhưng không thể không nói. Hành động của bàn tay này cuối cùng đã làm các phương dâng lên sự nghiêm nghị trong lòng. Đối phương dù không phải dựa vào lực lượng của bản thân xông ra khỏi thần cấm, mà giấu trên người hai tu sĩ điên cuồng kia, dựa vào đó mới tới gần tàn diện, nhưng sự xuất thủ sau đó của hắn đủ để nhìn ra sức chiến đấu cường hãn là tu sĩ mà không phải tu sĩ, là thần mà cũng không phải thần. Đây là dung hợp tiên và thần, phối hợp một vài phương pháp đặc thù, tạo thành năng lực không biết. Vị không biết này tuy mạnh, nhưng lần này quá tham lam, ác bị thương nặng, tuy chính vì sự tham lam ấy của hắn, hắn đã thu hoạch được rất nhiều huyết nhục của phụ thần, tương lai khó mà nói. Có khả năng là cùng một người với tu sĩ thần bí xuất hiện lúc trước. Vị không biết này và tu sĩ thần bí vừa xuất hiện tương trợ ba thần kia, không phải là cùng một người từng được thần niệm dâng lên trong lòng các phương theo nhận thức khác nhau phán đoán cũng có chỗ khác biệt mà các bên cũng sẽ không giao lưu về chuyện này mỗi người một ý các vị không tiễn ngay khi các phương đang suy nghĩ chập trùng nhật thần ngẩng đầu lạnh lùng ngắm nhìn bốn phương trời thản nhiên mở miệng tiếng hắn vừa vang lên đã hóa thành thiên lôi tiếp tục nổ tung trong chớp mắt tiếp theo thần niệm và ánh mắt của các phương hội tụ vào nơi này ào ào tan đi cho dù là vị tu sĩ thần bí và người không biết kia hay hai hạng người gan lớn ngông cuồng kia, đều khiến bọn họ dâng lên rất nhiều tâm tư. Hơn nữa, bây giờ ba thần đã thành công, các phương tự nhiên không thể tiếp tục ngóng nhìn. Nhất là có thể tưởng tượng, theo ba thần thăng lên vô hạ, e là cách cục các tộc mạnh của vọng cổ sắp xuất hiện kịch biến. Cho nên, hết thảy đều phải chuẩn bị sớm. Thế là rất nhanh, nơi này đã không còn chút khí tức gì, cũng không có bất cứ ẩn nấp gì, nhật thần quay người, ánh mắt rơi trên người nguyệt thần và tinh thần bên cạnh, vừa muốn mở miệng nhưng chớp mắt tiếp theo nét mặt hắn hơi động ánh mắt rơi vào phương xa thân thể lập tức mở đi nguyệt thần cũng có phát hiện dù khuôn mặt không có biểu cảm nhưng thân thể cũng tiêu tán còn tinh thần thì cười khẽ một tiếng lá gan không nhỏ lại truyền tống về thôi được dù sao còn nợ ta nguyên dương đâu giữa lúc nói tinh thần tiên tư quyến rũ trong ánh sáng lưu chuyển đôi chân đẹp bước nhẹ váy lụa bay múa bước vào hư vô cùng một thời gian cách nơi này ngoài vạn dặm, cũng là trong đại vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc, trên một mảnh núi hoang, có ánh sáng truyền tống tức khắc bùng nổ, hình thành một vòng óng ánh, quét ngang xung quanh như bão táp. Những nơi ánh sáng ấy đi qua, trong phạm vi bảy ngàn trượng, ngọn núi vỡ nát, hết thảy thảm thực vật đều thành cho bụi, mặt đất hóa thành đất khô cằn. Ở trung tâm nơi này, có một bộ thi hài tàn tạ lóe lên xuất hiện. Ngay khi hiện thân, bộ thi hài tàn tạ này không chống đỡ nổi mà biến mất, chỉ có hai bóng dáng rơi xuống từ bên trong, đó chính là hứa thanh cùng nhị ngưu bước chân hứa thanh bất ổn khoái miệng tràn ra máu tươi sắc mặt càng tái nhợt toàn thân trên dưới máu thịt bé bét dựa vào lực ý chí kiên định hắn miễn cưỡng tràn ra thần niệm nhanh chóng xem xét xung quanh sau khi cảm giác khí tức nơi này phát hiện lại vẫn ở trong khu vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc sắc mặt hứa thanh trầm xuống sư tôn hẳn là đã xảy ra chuyện hứa thanh khàn khàn mở lời đáp án này thật rõ ràng bởi vì chỉ cần thất gia còn chút sức đều sẽ điều chỉnh truyền tống cho bọn họ rời xa viêm nguyệt huyền thiên mới đúng tình huống của nhị ngư bây giờ cũng không khá hơn chút nào trên người hắn đầy lỗ thủng nằm trên mặt đất liên tục thờ hồn hển nghe vậy hắn không thèm để ý khoát tay ngăn lại không sao đâu nếu lão đầu tử thật sự xảy ra chuyện ví dụ như không còn như vậy ta thân là đại sư huynh từ nay về sau ta chính là thất gia đội trưởng cười khà khà bày ra dáng vẻ không tim không phổi lời nói đại nghịch bất đạo bậc này rơi vào trong tay hứa thanh hắn theo bản năng nhìn xung quanh đội trưởng cũng lập tức hít mắt nhìn chăm chú xung quanh mấy giây sau hắn chớp chớp mắt nhẹ nhàng thở ra xem ra lão đầu tử quả thật không ở gần đây nhưng không có việc gì người lớn như lão đầu tử vậy không cần chúng ta nhọc lòng hắn lựa chọn xuất thủ, há có thể không có chuẩn bị gì sao yên tâm yên tâm đại sự hắn làm còn nhiều hơn chúng ta không chết được sau hứa thanh nghe cảm thấy có đạo lý thế là khẽ gật đầu giờ phút này đội trưởng miễn cưỡng đứng lên một tay khoác lên cổ hứa thanh trong mắt ẩn chứa hưng phấn ánh mắt đắc ý thế nào tiểu sư đệ lần này đáng giá không hứa thanh thở sâu cảm giác trên trăm vết tích hư ảo nhàn nhạt trong khư thổ của mình mỗi một vết đều là một thần quyền dù cuối cùng còn cần hắn cảm ngộ từng vết tích mới có thể hóa thực những vết tích hư ảo này nhưng con đường tu hành xưa nay chưa từng có của hắn xem như đã bước ra một bước dài loại thu hoạch này có thể xưng là đại tạo hóa sức chiến đấu cũng tăng vọt. Ngoài ra, còn có thần phù hóa thành từ lực lượng thăng cấp của thần vực trong thân thể. Vật này cũng là trí bảo, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Một khi tu vi quy hư của hứa thanh gặp được bình cảnh, vật này có thể như thần đan, sau khi luyện hóa sẽ làm cho con đường tu hành của hắn ngày càng thuận lợi. Nếu luyện hóa nuốt vào sau ẩn thần đỉnh phong, càng có thể phá vỡ ràng buộc không phải truyền thừa từ huyết mạch và dung hòa khí vận, thì không thể thăng lên chủ tể của tu sĩ vọng cổ. Nhưng đây vẫn không phải là cách dùng có giá trị nhất của vật này. Phương thức tốt nhất là nếu có một ngày, hứa thanh dựa vào năng lực của bản thân đến chủ tể cảnh, rồi lại luyện hóa nuốt vào thần phù, như vậy sẽ có khả năng nhất định dùng lực lượng kinh khủng này, cưỡng ép bước đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Mặc dù khả năng sau rất nhỏ bé, nhưng nếu tăng thêm máu của tàn diện, tim hứa thanh đập thình thịch, hắn lập tức xem xét bên trong thủy tinh màu tím, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một giọt máu tươi vàng óng bị phong ấn máu thần linh này dù cũng là màu vàng, nhưng so sánh với một giọt đó, sẽ phát hiện ra máu vàng của thần linh khác trong nhận thức căn bản không tinh khiết. Chỉ có một giọt này mới thật sự là máu vàng, thuần khiết đến cực hạn, nhìn thấy nó như thể nhìn thấy vũ trụ, làm đầu óc hứa thanh tự nhiên dâng lên tiếng ầm vang. Đồng thời trong nhận thức của hắn, vũ trụ kia lại mơ hồ, huyễn hóa thành một gương mặt tàn tạ to lớn. Gương mặt tàn tạ này, chính là thần minh trên bầu trời vọng cổ. Hắn dù nhắm hai mắt lại, nhưng một loại nhân quả thật sâu đã liên kết với hứa thanh theo cảm giác nhân quả này trong lòng hứa thanh bắt đầu ngộ ra hắn biết hành vi hấp thu thần huyết của tàn diện cắn nuốt đối phương tuy là tạo hóa đỉnh cao nhất nhưng tương tự cũng tồn tại đại nạn kinh thế đáng sợ tàn diện dù ngẫu nhiên mở mắt nhưng cũng không phải là thức tỉnh mà chỉ là một loại bản năng nếu có một ngày hắn chân chính tỉnh lại như vậy tất cả người có nhân quả với hắn đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn đầu tiên nhưng đối với hứa thanh chuyện này không quan trọng bởi vì đại lục vọng cổ và chúng sinh bản thổ vốn đã bị giam trong lồng giam vốn là chất dinh dưỡng của tàn diện thế là hứa thanh trầm thấp mở miệng đáng giá đội trưởng nghe vậy cười to nâng tay lấy ra một cây châm phượng tinh mỹ mà nữ tử dùng đưa cho hứa thanh hắn vừa muốn nói chuyện nhưng chớp mắt tiếp theo bầu trời khu vực chỗ bọn họ đứng tối sầm lại uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống ngăn cách thời gian ngăn cách hư vô khiến nơi hứa thanh cùng đội trưởng ở giống như trở thành con thuyền cô độc nhấp nhô kịch liệt trong gió lốc sóng dữ phẳng phất sẽ bị hủy diệt trong giây lát ba thần giáng lâm đáy lòng hứa thanh trầm xuống nét mặt nghiêm trọng hắn hướng lên trời cúi đầu bái kiến ba thần hứa thanh trầm thấp mở miệng vẫn chưa quá bối rối bởi vì sau khi ngộ ra nuốt vào giọt máu tươi kia sinh ra nhân quả với tàn diện hắn cũng hiểu tạo hóa này hoặc là cấm kỵ kia đạo lý này đội trưởng hiển nhiên cũng biết được mà hắn dường như có sự chuẩn bị khác cho nên hắn tặng hắn một tiếng không kinh hoàng chút nào lại lên tiếng chào ba thần trên bầu trời hắn vừa muốn nói chuyện nhưng vào lúc này nhật thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía hứa thanh và nhị ngưu dưới ánh mắt này hứa thanh và nhị ngưu lập tức chấn động toàn thân cảm giác diệt tuyệt lan tràn toàn thân sinh mệnh sắp khô héo phẳng phất không được phép phản kháng cũng không cho phép cự tuyệt nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại đều có lực lượng vị cách kinh khủng dâng lên trong cơ thể bọn họ làm cảm giác diệt tuyệt dừng lại dù thực lực không bằng nhưng máu tàn diện bị bọn họ nuốt vào có vị cách trí cao vô thượng so sánh với nhật thần thì giống như băng lạnh vạn năm và nước bình thường nhưng băng rốt cuộc vẫn quá ít mà nước mênh mông thành biển vô biên vô hạn biển cuồn cuộn tự nhiên có thể hủy diệt thời khắc nguy hiểm tinh thần đang muốn nâng tay nhưng đội trưởng đã dốc hết sức kêu lên miệng thốt ra lời kinh người nguyệt nguyệt nương tử phu nhân sáu chữ này vừa vang lên, thiên địa biến sắc. Tinh thần chớp chớp mắt, trong mắt Nhật Thần lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy, cảm giác diệt tuyệt lập tức phóng đại, nhưng trong giây lát, Nguyệt Thần bên cạnh hắn lại bước ra một bước. Một bước này vừa hạ xuống, thần uy kinh người tràn ra từ trên thân nàng, rõ ràng ngăn lại lực lượng của Nhật Thần. Sau đó, Nguyệt Thần nhìn về phía Nhị Ngưu, gương mặt không biểu cảm. Hứa Thanh cũng rung động một chút, hắn nghĩ tới đội trưởng còn có chiêu sau, nhưng lại không ngờ rằng, vậy mà là thế mà đội trưởng giờ phút này còn đang hô to nương tử ngư ngư biết sai rồi nét mặt hứa thanh trở nên kỳ quái cái từ ngữ ngư ngư này làm hắn cảm thấy quái dị vô cùng nhưng đội trưởng hiển nhiên không quan tâm những thứ đó giờ phút này ánh mắt của hắn si tình vẻ mặt yêu thương âm thanh ẩn chứa tình cảm nồng nàn nương tử người biết không một đời này ta tới đây làm tất cả mọi chuyện này chính là vì có thể một lần nữa đứng trước mặt ngươi giống như kiếp trước ta không tiếc sinh tử không tiếc điên cuồng không tiếc hết thảy bởi vì trong lòng ta có tình yêu bởi vì ta vẫn là ngư ngư có thể trả giá tất cả vì yêu kia kiếp trước ta không biết chân quý mà một đời này bất kể ông trời có cho ta cơ hội ấy hay không ta đều muốn tự tranh thủ một tư cách đứng trước mặt chân thân của ngươi vì điều đó ta cố ý dùng huyền kim vạn năm kết hợp với tinh thể vĩnh hằng lại mượn lực của sư đệ ta cùng nhau chế tạo ra hai cây châm phượng muốn tặng cho tình cảm chân thành của mỗi người chúng ta hôm nay ta muốn nói với ngươi nguyệt nguyệt xin nhận lấy châm phượng của ta chúng ta hòa giải đi nói xong đội trưởng lấy ra một cây châm phượng giống như đúc vật vừa đưa cho hứa thanh run rẩy đẩy nó lên bầu trời chính hắn thì cúi đầu xuống dường như lo được lo mất không dám trực tiếp nhìn biểu cảm của nguyệt thần phẳng phất sợ nhìn thấy sự cự tuyệt và lạnh lùng hứa thanh suýt không nghe nổi nữa nhưng dù sao chuyện này liên quan đến an nguy thế là hắn chỉ có thể yên lặng nhìn đội trưởng thổ lộ nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn thấy đội trưởng cúi đầu, rồi cho mình một ánh mắt. Hứa thanh im lặng, hắn đã quá quen thuộc đội trưởng, hắn gần như tức khắc hiểu được hàm nghĩa ánh mắt này, cũng nghĩ đến châm phượng đối phương đưa cho mình trước đó. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay, hứa thanh thầm than một tiếng, ngừng đầu nhìn về phía tinh thần, kiên trì mở miệng, tinh viêm thượng thần. Lúc đến, ta có chuẩn bị một lễ vật, một nén hương sau. Lực truyền tống mênh mông tạo thành đất khô cằn trong phương viên 7.000 trượng, ở nơi cuối cùng, bóng dáng hứa thanh và đội trưởng càng lúc càng xa. Ba thần, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Đối với huyết nhục tàn diện, bọn họ tuy biết đây là trí bảo tuyệt thế, có lợi ích to lớn đối với bản thân, nhưng kết quả nhất trí với cảm ngộ của hứa thanh, đây cũng là nhân quả thật lớn. Đó là tạo hóa, vừa là cấm kỵ. Ba thần bọn họ, đương nhiên không muốn đi nhiễm nhân quả như vậy dưới tình huống đã thành vô hạn, có hy vọng thần đài bây giờ. Dù sao, bọn họ là thần linh, mà đại lục vọng cổ là chất dinh dưỡng của tàn diện, đã định trước tương lai phải bị cắn nuốt. Nhưng bọn họ thì không, còn về một tia ràng buộc cuối cùng, cũng bị bắc đế chặt đứt. Bắt đầu từ một khắc ấy, bọn họ đã là thần linh mạch chân chính. Cho dù đại lục vọng cổ biến mất, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi theo sau tàn diện, trở thành thuộc thần của nó. Đương nhiên, bọn họ còn có lựa chọn khác, ví dụ như giết chết hứa thanh và nhị ngưu lại hoặc là cầm về huyết cổ phụ thần, từ đó cũng tế trở về, Thế là, trong khi bóng dáng của Hứa Thanh và Nhị Ngưu đi xa, ánh mắt thần trên bầu trời, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo, sắc mặt hắn cũng một mực âm u, sát ý của hắn vẫn còn. "Về con trâu điên này, các ngươi có ý nghĩ gì?" Nhật Thần thản nhiên mở miệng, ánh mắt hắn quét qua Nguyệt Thần và Tinh Thần, cuối cùng nhìn chăm chú Nguyệt Thần. Nguyệt Thần im lặng, nhìn phương xa, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Còn Châm Phượng trôi nổi trước mặt, nàng dường như cũng chưa từng liếc nhìn một lần nhưng tinh thần bên cạnh nàng lại đùa nghịch một cây châm phượng khác trong tay, rồi cười một tiếng. Hai người này rốt cuộc cũng coi như giúp chúng ta một tay, huống hồ sự xuất hiện của bọn họ, vốn cũng trong toàn chi của chúng ta, chỉ là chuyện sau đó, con trâu điên kia lại giấu bên ngoài toàn chi của chúng ta. Quả thực thú vị, không bằng kết một mối thiện duyên. Tinh thần vừa nói ra lời này, nhật thần nhăn mày lại, nguyệt viêm thì cũng thôi đi, tinh viêm ngươi và tên rác rưởi xác sống chắp vá bên cạnh con trâu điên kia, không đợi hắn nói cho hết lời, đôi mắt phượng của Tinh Thần bỗng nhiên phát lạnh, nàng ngắt lời hắn, giọng nói cũng lập tức lạnh đi, hắn tên là Hứa Thanh, không tên là sắc sống, cũng không phải rác rưởi. Nhật Thần nheo mắt lại, vừa muốn mở miệng lần nữa, Nguyệt Thần lạnh giọng thốt lên, chớ có nói chút lời vô dụng, nếu ngươi muốn ra tay giết chết đôi tặc tử kia, có thể tự nhìn thấy kết quả bằng toàn chi của ngươi. Nói xong, thân thể Nguyệt Thần mờ đi, biến mất không thấy gì nữa, cùng biến mất còn có cây trâm phượng trước mặt nàng. Nhật Thần thấy thế, có phần im lặng. Toàn chi của hắn quả thật có thể nhìn thấy kết quả, nhưng kết quả này khó lường, bởi vì Nguyệt Thần và Tinh Thần, hắn không cách nào nhìn thấy hành động có thể xuất hiện của hai nàng, đồng thời cũng không nhìn rõ bàn tay lớn màu vàng óng trước đó trên toàn chi, hiển nhiên đối phương có một vài bí pháp che đậy. Đi một bước như thế, kết cục đương nhiên không thể xác định. Còn về Tinh Thần, giờ phút này, nàng nhìn Nhật Thần im lặng bằng ánh mắt đầy thâm ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halsey Audio kết cục không phải đã định sau khi vị kia xuất thủ tương trợ rồi sao huống hồ sư tôn người ta cũng đến rồi âm thanh của tinh thần vang vọng nàng không nói thêm lời nào nữa thân thể cũng mờ đi tiêu tan giữa thiên địa nhưng lại có câu nói truyền đến theo gió mặt khác bản tôn nói lại lần nữa hắn không phải là sắc sống cũng không phải rác rưởi hắn tên là hứa thanh trên bầu trời bây giờ chỉ có nhật thần sừng sững hồi lâu sau hắn lắc đầu thần linh vốn vô tình nhưng hai vị này hắn cũng biết được ba thần bọn họ dù đi đến cùng một mạch thần linh nhưng cuối cùng căn nguyên vẫn khác với và thần linh trời sinh cũng tồn tại cảm xúc giống như xích mẫu khác nhau chỉ là bao nhiêu mà thôi toàn chi ư ai có thể thật sự toàn chi đâu nhật thần nhắm mắt thân thể tiêu tán trên màn trời cùng lúc đó ngoài vạn trượng giờ phút này hứa thanh và nhị ngưu càng chạy càng nhanh lại tăng tốc độ một lần nữa càng dứt khoát bay lên không hóa thành dài cầu vồng bay một mạch ba ngày bọn họ lúc này mới đáp xuống trên một ngọn núi thấp Hứa Thanh lập tức xem xét xung quanh, lại nhìn chăm chú bầu trời, tiếng lòng căng thẳng giờ phút này đã có phần xoa dịu. Dù trong lòng xác định máu tàn diện tồn tại nhân quả, cũng tin tưởng Sư Tôn sẽ không thật sự hết sạch sức lực, mà vô duyên vô cớ vứt bọn họ ở đó, lại thêm Nguyệt Thần và Tinh Thần, đội trưởng và mình đều đã làm đến cực hạn. Nhưng hết thảy dù sao tồn tại không biết, cho đến hiện tại, hắn xác định ba thần thật sự bỏ qua bọn họ, sẽ không có chuyện gì đâu, lão đầu tử ném chúng ta ở đó, cũng quá vô trách nhiệm rồi nếu không phải bản lĩnh của ta rất lớn, lại thêm mối quan hệ của tiểu A Thanh và Hồ Ly lẳng lơ, thì lần này đã chơi xong rồi. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài, tất nhiên sẽ không rụt rè mà nâng cầm lên, nét mặt ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, thế nào? Ngươi có phục hay không? Nhưng ta phải phê bình ngươi, lời nói trước đó của ngươi khi tặng châm phượng quá cứng nhắc, nhất, nhất là xưng hô, càng giống như một tên đầu gỗ. Điểm này, ngươi phải học tập với ta cho giỏi phải bao hàm tình cảm phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi là một thiếu niên nhiệt huyết có thể vì yêu đi đến tận chân trời lại đây ta dạy cho ngươi ngươi phải nói như vậy tiểu tinh tinh thân yêu tình yêu duy nhất tình cảm chân thành của ta nào nói lại một lần đi chuẩn bị để sau này dùng tới đội trưởng vừa nói ra lời này hứa thanh không khỏi nghĩ đến ngôn từ nét mặt của đội trưởng trước đó khi tự xưng ngưu ngưu hắn vẫn khó tránh khỏi cảm thấy quái dị có một loại cảm giác nổi da gà nhìn thấy thái độ cự tuyệt của hứa thanh, đội trưởng không cho là đúng. Tiểu A Thanh, ngươi vẫn quá non, nhớ năm đó ta và tẩu tử ngươi, ta gọi nàng là tiểu nguyệt nguyệt, nàng gọi ta là ngư ngư bảo, khoảng thời gian kia. Hứa Thanh tằng hắng một cái, hắn thực tế nghe không vô, mắt thấy đội trưởng còn muốn truyền thụ. Thế là đánh gãy đội trưởng say mê. Đại sư Huynh, sư tôn hình như cầm hai khối huyết nhục tàn diện rất lớn. Lời nói chuyển chủ đề của Hứa Thanh, cực kỳ có tác dụng đối với đội trưởng giờ phút này nghe thấy lời ấy hắn lập tức tỉnh táo lại trong mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng không sai ta cũng chú ý tới không được chúng ta phải nhanh về nhân tộc tìm lão đầu tử khóc lóc om sòm lăn lộn tranh thủ được chia một chút khóc lóc om sòm lăn lộn chắc là không có tác dụng lớn không bằng nghĩ cách dỗ dành một chút hứa thanh chớp chớp mắt đội trưởng nghe vậy cảm thấy có đạo lý thế là bắt đầu trầm tư suy nghĩ phương án dỗ dành thất gia của mình mắt thấy đội trưởng trở nên bình thường lỗ tai cuối cùng cũng yên tĩnh, hứa thanh lại ngẩng đầu ngóng nhìn phương hướng nhân tộc, trong đầu hiện ra bóng dáng tử huyền và mọi người ở hoàng đô đại vực. Nên về rồi. Lần này thời gian hắn và đội trưởng ra ngoài cũng không quá dài, nhưng đã phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ hết thảy kết thúc, lòng muốn quay về cũng càng mãnh liệt. Nhưng trước khi trở về, còn có chuyện phải xử lý. Việc này cũng là nguyên nhân ban đầu hắn đến viêm nguyệt huyền thiên tộc trước đó. Vốn dĩ chuyện này bởi vì thu hoạch huyết nhục tàn diện trở nên không có khả năng, nhưng bây giờ thái độ của ba thần khiến cho chuyện này lại có hy vọng một lần nữa nghĩ tới đây trong mắt hứa thanh lộ ra ánh sao sáng rọi đại huyền thiên cuối cùng trên danh nghĩa đây trung quy là một cuộc đi săn lớn của viêm nguyệt huyền thiên tộc mà hứa thanh đã đứng hàng thứ nhất trong vòng thứ nhất rời núi vòng thứ hai sơn hải đại vực hứa thanh thu hoạch được cửu lê vẫn dùng lực lượng áp chế quần hùng trở thành đệ nhất như trước còn vòng thứ ba đi săn thần vực dù sau này xuất hiện đủ loại chuyện nhưng cho dù là thiên mặc tử hay thác thạch sơn lại hoặc là phàm thế xong nếu hứa thanh nói mình là đệ nhất nghĩ đến cũng không ai dám đi tranh phong duy chỉ có một viêm huyền tử có lẽ sẽ không phục không sao nếu hắn không cam lòng đánh tới phục là được nghĩ tới đây trong mắt hứa thanh lóe lên tia sắc lạnh ở thần vực hắn chưa từng quan tâm kỹ càng viêm huyền tử không biết đối phương sau đó có thành công ẩn thần hay không nếu chưa ẩn thần hứa thanh chắc chắc mình nâng tay là có thể chấn áp hắn cho dù là uẩn thần chỉ cần là nhất giới hứa thanh tự hỏi dựa vào sức chiến đấu của mình bây giờ hắn cũng có thể chấn áp thế là hắn nói ra suy nghĩ của mình với đội trưởng sau một hồi trầm ngâm đội trưởng cũng bày tỏ đồng ý chuyến này dù tồn tại nguy hiểm nhưng cũng là chuyện nhất định phải đi hoàn thành cho nên vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn hai người bàn bạc rồi liên thủ chuẩn bị một vài thủ đoạn chạy chối chết bao gồm mấy cọng lông vũ truyền tống còn lại kia dù những lông vũ này chưa bị tế luyện nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có máu tàn diện Dùng thứ này đi luyện hóa một chút cũng có uy năng phi phàm. Mặt khác, bộ đế thi kia cũng là đòn sát thủ của bọn họ. Dù đế thi tàn tại nhưng đó dù sao cũng là thân thể của Bắc đế. Nhưng chuyện bọn họ làm trước đó thật sự quá lớn, cho nên chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng khó có thể làm cho bọn họ an toàn. Nơi đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chỉ cần ba thần không nổi sát ý với bọn họ, thần linh khác cho dù có lòng tham cũng không dám mạo muội tới đây vào giờ phút này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng đã trôi qua trong một tháng này các tộc mạnh của vọng cổ đều đang cảnh giác viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng đang chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị cho bố cục có thể sẽ xuất hiện thay đổi sau đó mà thịnh điển của viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng được tuyên bố mở ra theo cuộc đi săn lớn kết thúc mỗi một lần cuộc đi săn lớn hoàn thành viêm nguyệt huyền thiên tộc đều sẽ ban thưởng tất cả tu sĩ có xếp hạng như thế mà lần này bởi vì ba thần thăng cấp thịnh điển được cử hành càng to lớn hơn còn về địa điểm là thánh thành thần sơn trong thời gian ngắn toàn bộ ba vị ti quyền đều đến cường giả trong tộc sôi nổi trở về mà vào lúc thịnh điển mở ra từng thuật pháp thần thông bay lên không hình thành điểm lành khắp trời hứa thanh và đội trưởng lặng lẽ đi tới thánh thành tiếng ầm ầm như thiên lôi nổ tung trên bầu trời những điểm lành kia có hình bóng thánh thú có hoa lấp lánh có thân chiến thần kèm theo khí thế của vô số tộc nhân hình thành thế mênh mông kinh người trên màn trời nhưng gần như không có ai chú ý tới phía trên những điểm lạnh bay lên không này bên ngoài thần cấm kia mấy trăm điểm sáng trong trời sao vô ngần mà hứa thanh nhìn thấy ngày đó đã đến gần bọn chúng rõ ràng là từng viên thiên thạch vô số phù văn ấn ký hiển hiện trên đó tràn ra cảm giác cổ xưa vô cùng ẩn chứa khí tức khủng bố nhất là khoảnh khắc đến gần vọng cổ bọn chúng tránh đi phạm vi của tàn diện tự ẩn nấp đi không có bất cứ khí tức nào tràn ra thần thức cũng thế mắt thường cũng vậy đều khó mà phát hiện mảy may trong chớp mắt tiếp theo bọn chúng xuyên thấu qua thần cấm chỉ có thể vào mà không thể ra vô thanh vô tức hướng về các nơi vọng cổ trong đó có một viên thiên thạch rơi xuống vị trí ở khu vực giữa viêm nguyệt huyền thiên tộc và nhân tộc nện lên một ngọn núi hoang ngọn núi lập tức biến thành cho bụi tiêu tán vị trí vốn là ngọn núi trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu có kích cỡ ngàn trượng từng đợt khí lạnh tràn ra từ trong hố ngay khi xung quanh hóa thành băng lạnh có mấy âm thanh vang ra cuối cùng cũng trở về thế giới cằn cỗi Linh khí mỏng manh, khí tức của thần xâm nhập ở khắp mọi nơi. Nơi này quả nhiên là vùng đất chết bị thánh địa của chúng ta vứt bỏ trong truyền thuyết. Đại Lục Vọng Cổ, quận Liêu Huyền, thời kỳ viễn cổ, quận này thuộc về nhân tộc, là quận bên ngoài hoàng đô đại vực của nhân tộc. Từng bởi vì thừa thái quả Liêu Huyền có không nhỏ tác dụng đối với việc cảm ngộ pháp tắc mà nổi danh vọng cổ. Nhưng tàn diện đến, đại tai vạ giáng thế, khí tức của thần xâm nhập thay đổi thiên địa, không nói đến chuyện tất cả quả Liêu Huyền tuyệt tích từ đây quận này cũng chẳng biết vì sao mà bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó, dị chất nồng đậm vượt quá nơi khác mấy phần, như thế nơi này đã không thích hợp tộc đàn bản thổ ở lại, dần dần trở thành nơi hoang vu. Chỉ có dị thú sinh ra từ trong dị chất, và những tồn tại quỷ dị kia mới có thể sống ở đây, còn tộc đàn vốn thuộc về nơi này đều đã di chuyển đến xung quanh, lâu dài chịu một vài dị thú, quỷ dị quấy dày. Không phải bọn họ không muốn rời đi, nhưng trời đất bao la, đối với những tộc đàn nhỏ này, trung quy cũng không có chỗ nào để đi. Dù sao nơi dị chất ít đều đã có chủ, trái lại còn chẳng bằng. Nơi này tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ít ra không có quá nhiều chuyện người ta lừa dối, chỉ đối mặt với dị thú và quỷ dị, bọn họ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhất là vị trí của quận này rất đặc thù, tiếp giáp Viêm Nguyệt Huyền Thiên và nhân tộc, thiên nhiên biến thành khu vực giảm sóc giữa hai tộc, cũng khiến cho những tộc đàn nhỏ này thu hoạch được lợi ích nhất định trong khe hẹp đó. Giờ phút này, ở Tây bộ quận Liêu Huyền, trong mảnh núi hoang liên miên bất tuyệt ba bóng dáng một nam hai nữ đi ra ba vị này không phải nhân tộc nhưng cũng có điểm tương đồng với cùng nhân tộc chỉ là sau lưng đều có cánh thịt mi tâm mọc con mắt thứ ba tu sĩ đi trước là một thanh niên người mặc áo bào màu đen theo tơ vàng trong khi tiến lên áo bào tung bay tơ vàng trong đó lấp lánh lại bị động xé rách không gian xung quanh thành những khe hở nhỏ bé có thể thấy được này áo bào không tầm thường mà nơi hắn đi qua còn kéo theo gió rét phảng phất sứ giả đến từ vực sâu u ám. Thân hình khôi ngô cao lớn của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, giống hệt núi non, cho người ta một loại cảm giác áp lực. Khuôn mặt hắn cương nghị, đường cong dưới cằm như đao khắc, làm nổi bật vẻ kiên nghị và lãnh khốc vô cùng. Đôi mắt hắn sâu xa, giống như bầu trời đêm đen nhánh, nhưng tia giảo hoạt, lãnh khốc và tàn nhẫn lóe lên sâu trong cặp mắt kia, khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Giờ phút này hắn vừa đi về phía trước, vừa thưởng thức nhãn cầu màu đỏ trong tay, trong con mắt kia tràn đầy tơ máu, nó đang dốc hết sức giãy giụa, không ngừng lấp lánh ánh đỏ, phát ra tiếng kêu gào đau đớn bén nhọn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.